Trên hư không sát thiên tỷ ưu nhã nâng lên một đôi cắt cánh tay, nhẹ nhàng vỗ tay, nói, năng lực tốt, sở trường không gian nha đầu, xem ra dẫn đầu xông vào nơi này, chắc là ngươi. Bình thản thanh âm vang lên, theo cắt cánh tay huy động, hắn quanh thân vang lên viên viên bạch sa, trên đó tinh mang chớp động, ngầm ý định giết người. Ta đây muốn xem, chờ ngươi chờ lát nữa bị ta dẫm ở dưới chân thời điểm, biết hay không nhớ tới chút gì. Sát thiên tỷ vừa dứt lời, quanh thân tinh mang không tán, bóng người đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt hai người, nhất kích tay đao hung hăng đánh xuống. Cát bộc phun trào, tại chỗ một cái hố sâu hiện lên, trong đó tinh mang chấm, bạo ngược sát phạt hơi thở tràn ngập. Sát thiên tỷ nhẹ giọng nói, tốt võ đạo. Ở sau lưng cách đó không xa, Diệp Thần cùng Linh Nhi bóng người đứng yên. Lúc trước vậy một cái tay đao, cũng không phải là rơi vào khoảng không. Mà là ở đến gần hai người ngay tức thì, bị trước mặt Linh Nhi lấy không gian lãnh vực hóa giải. Như vậy chứ. Sát thiên tỷ thân hình chậm rãi rơi xuống đất, chân phải nâng lên hướng về phía cánh đồng hoang vu mịt mờ nhẹ nhàng dẫm một cái, ngay tức thì quanh thân giấy lên ánh sao cát mang, cả người giống như đốm nhỏ vậy lóe sáng, cùng không được Diệp Thần kinh ngạc, chỉ là chớp mắt. Xích chân thần mạch bảo vệ Diệp Thần chính là bị một cái mạnh có lực cát cánh tay vung bay ra. To lớn xuyên qua lực đem thân thể chấn động bay ước chừng 100 mét xa. Bất quá Diệp Thần cũng không đáng ngại, hắn con ngươi híp lại, cũng không lập tức vận dụng lá bài tẩy. Hắn luôn cảm giác hắc ám bên trong có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Phát hiện Diệp Thần một chút việc cũng không có, Linh Nhi treo tim lúc này mới rơi xuống đất, lần nữa chăm chú nhìn thẳng trước mắt sát thiên tỷ, đây thật là khối xương khó gặp. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi vui đùa một chút đi. Sát Diệt Trần khặc khặc cười một tiếng, âm lãnh hơi thở tại Diệp Thần sau lưng hiện ra, chưa công kích cũng đã làm người ta sinh lòng chán ghét. Một đạo hắc mang thoáng qua, Diệp Thần khóe miệng phác họa, tùy tiện né tránh. Cái này Sát Diệt Trần, hẳn bước vào thiên quân không bao lâu, so với kia sát thiên tỷ yếu hơn không thiếu, nếu là có thể đánh tan cái này, phối hợp hồi viên Linh Nhi, có lẽ không cần mượn bài tẩy gì, như vậy có lẽ cũng có thể mê muội vậy trong bóng tối ánh mắt. Diệp Thần óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ sách lược tác chiến. Vẫn diệt ánh sáng. Diệp Thần hiển nhiên coi thường hai người này thực lực, dẫu sao trước mắt cái này, cũng không phải là thần vũ điện lão ra vậy cùng gà mờ có thể so sánh được. Một chỉ điểm ra, tung lên trăm trượng cắt bụi, từng luồng hắc mang đem biển cắt ngưng dậy, hướng Diệp Thần mặc gai tới. Diệp Thần, mau vận dụng võ đạo luân hồi đồ, Linh Nhi đột nhiên nhắc nhở. Diệp Thần con người đông lại một cái. Ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, lớn tiếng nói, võ đạo luân hồi đồ. Phong. Diệp Thần quanh thân, hiện ra một đạo màu đậm bình phong che chở, đem Sát Diệt Trần sát chiêu toàn bộ liễm nhập không gian chảy loạn bên trong. À, ngươi còn có cái này cùng chí bảo. Sát Diệt Trần liếm khóe miệng một cái, đất vứt bỏ này không gian, cũng không phải là tiện tay liền có thể cắt ra. Diệp Thần một cái thái chân cảnh, có thể làm được như vậy ung dung, nhất định là thân trong lòng trọng bảo. Vật này, hôm nay quay về ta. Một đạo màu đen cát mang bị Diệp Thần ngăn cản, Sát Diệt Trần nhưng là đối với lần này không thèm để ý chút nào, giữa trưởng mưa gió đột ngột, chấm hắc mang ngưng tụ. Chớ đem hắn chơi chết, đại đế bên kia không dễ ăn nói. Sát Thiên Tỷ cùng Linh Nhi hai trưởng tương đối, ngay tức thì kéo ra mấy cái thân vị hướng về phía Sát Diệt Trần phân phó nói. Nhìn ra Diệp Thần khác thường, Linh Nhi xoay người liền muốn hướng hắn chạy đi. Chỉ gặp trước mặt tinh mang chớp mắt, Sát Thiên Tỷ đem ngăn lại. Diệp Thần. Linh Nhi lo lắng hét lớn, nhưng làm sao nhưng là bị Sát Thiên Tỷ gắt gao cuốn lấy. Nghe được Sát Thiên Tỷ phân phó, vậy vốn là hướng Diệp Thần lớn hạ sát thủ hắc mang hóa thành chấm hột, đâm vào Diệp Thần ra thịt. Bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao. Hắn dùng hết thiên tiên cá chép sao, đem khí vận, phúc vận và quy luật toàn bộ hấp thu tới đây. Có thể chống đỡ hết thảy bóng tối tấn công. Ngay tức thì hóa giải. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc đó, chẳng biết lúc nào, trên lưng xăm, lại là xem sống lại vậy, xông ra màu đen năng lượng, lan tràn ở Diệp Thần trên mình, cùng lúc trước 10 cướp thần ma trong tháp cùng vậy tà hồn đánh một trận lúc không hai. Thần bí kia năng lượng màu đen từ Diệp Thần sau lưng xông ra, đem Sát Diệt Trần cát mang tưới tắt, lại là đem ở giữa màu đen tinh mang dẫn dắt chiếm đoạt. Cảm thấy khác thường Sát Diệt Trần vừa muốn thu tay lại, nhưng là kinh hãi phát hiện,
mình quanh thân năng lượng tựa hồ cùng Diệp Thần thành lập nối liền, không cách nào cắt ra. Ho ho, tỉnh hồn lại Diệp Thần cũng là cảm nhận được liền sát diệt trần hơi thở phúc tại tự thân bên trên, chợt hét lớn một tiếng, võ đạo luân hồi đồ. Trong nháy mắt phong ấn lực hiện lên, biến dạng linh hồn cảm giác đau đồng thời xuất hiện ở sát diệt trần cùng Diệp Thần đầu óc. Vốn là trải qua vô số sống chết đánh giết lại tinh thần lực cực kỳ kinh khủng Diệp Thần, đối với như vậy thống khổ thượng là thiếu chút nữa mất đi ý thức, vậy sát diệt trần lại làm sao có thể chịu được. Đưa ngươi lên đường. Diệp Thần thấy vậy, chắc chắn chú ý phải đem thần hồn hoàn toàn đánh nát, khổng lồ tinh thần lực ngay tức thì phun trào, luân hồi hơi thở lộ ra không thể nghi ngờ. Cử động này, cũng là kinh động cùng Linh Nhi kịch chiến sát thiên tỷ. Thằng nhóc, ngươi dám. Mặc dù chẳng biết tại sao, Diệp Thần quỷ dị thủ đoạn lại đem sát diệt trần thần hồn hơi thở dẫn dắt, muốn lấy tự thân thần hồn hóa kiếm, trực tiếp chém thần hồn. Đinh! Thần niệm hóa kiếm, hung hăng đâm vào sát diệt trần vậy vững vàng bị võ đạo luân hồi đồ phong tỏa dẫn dắt thần hồn bên trên, hắn ấn đường chấm rạn nứt. Một hồi tinh mang thoáng qua, sát thiên tỷ kinh khủng kia đến tốc độ cực hạn, thoáng qua chính là cướp tới Diệp Thần phụ cận, liền Linh Nhi đều không cách nào bắt hắn hành tung. Đi chết đi! Giờ khắc này sát thiên tỷ, mất đi trước kia bình tĩnh, phát như điên vậy một đạo kiếm ý thẳng tắp bổ về phía Diệp Thần thần niệm bên trên. Oanh! Tinh thần lực hóa thành kiếm mang lên tiếng đáp lại vỡ vụn, tích tích tán lạc tại sát thiên tỷ cùng sát diệt trần trên mình, ngay tại hắn lấy vì trở thành công cứu sát diệt trần lúc đó, vậy vốn là dạn nứt ấn đường điểm một cái, đột nhiên nổ tung. Sát diệt trần, thần hồn tại chỗ nổ tung. Vô số trí nhớ mảnh vỡ vỡ tản ra. Ở một chớp mắt kia, Diệp Thần nhìn thấy một màn vạch qua trước mắt. Sát thí đại đế. Diệp Thần cặp mắt phảng phất con mắt bên trong, đổ ánh ra một bóng người, nhưng là dẫn được một bên sát thiên tỷ rất sợ hãi. Không. Phát điên sát thiên tỷ ngay tức thì hơi thở bạo tăng, chợt trầm giọng nói, thằng nhóc, ta nhớ ngươi, dù là chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi lột ra rút gân. Vốn cũng không coi là tuấn giật cát mặt bàng bên trên, viên viên tuột xuống. Nguyên cái cát thân thể nhanh chóng khô đét rạn nứt, vết rách chỗ, vô số tinh mang vang lên. Diệp Thần, chú ý tên này muốn tự bảo. Thời khắc này Diệp Thần rơi vào một loại thần kỳ trạng thái, đối với Linh Nhi tiếng hò hét làm như không nghe, ánh mắt mê ly. Vậy vang lên thứ nhất viên bạch sa tinh mang nổ tung, bắn tung tóe ra cát mang phá vỡ Linh Nhi gò má. Linh Nhi tay, cũng được công bắt được Diệp Thần vạt áo. Oanh! Không biết bờ bến ở nơi nào thế giới bên trong, sát thiên tỷ chỗ ở dưới chân là trung tâm, chu vi vạn trượng toàn bộ sau đó tiêu tán. Linh Nhi xem có thể đạt được, tràn đầy sát phạt hơi thở tràn ngập, trong đó điểm điểm tinh mang. Một đạo tinh mang cấp tốc lao ra, giờ phút này không biết tên bên trong không gian. Đại đế, thiên ngọc tỷ bất lực. Sáu chữ truyền ra, chính là lúc trước tự bạo sát thiên tỷ. Ừ, hư vô không gian chỗ sâu. Một đạo tiếng chất vấn vang lên. Người nọ không biết dùng vì sao thủ đoạn, bể sát diệt trần thần hồn, mưu toan theo dõi hắn trí nhớ, thuộc hạ chỉ đại bí tiết ra ngoài, đành phải tự bạo cát thân ngăn cản. Mạnh như sát thiên tỷ như vậy thiên quân, ở thanh âm kia chất vấn, sợ hãi tình hiện ra hết. Thuộc hạ cái này thì lần nữa đi, bắt giữ vậy hai người. Không cần. Một đạo thanh âm sâu kín vang vọng ở hư vô không gian bên trong. Thượng không cùng sát thiên tỷ mở miệng, nhỏ gió mạnh thổi phất mà qua, một đạo thần hồn lúc này tiêu vẫn. Sát thiên tỷ thượng không kịp cảm thụ tử vong, cũng đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Chu Hân U, người đi. Trống không trong thế giới, vang trở lại nặng nề thanh âm. Một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi ra, da thịt nhược tuyết, thổi đánh có thể phá, màu đậm váy đầm dài tự nhiên rủ xuống, hắn chất liệu không minh, bắp đùi thon dài thẳng đến phần gốc. Đều là mơ hồ có thể gặp, mặt cười trúng chim ý, quyến rũ nói, đại đế đại nhân. Khí thế tuyệt cảnh bàn cờ này rất sâu, chớ nên bứt dây động rừng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Hân U bóng người chậm rãi rời đi, âm thầm thanh âm cũng là tiêu tán, hư không bên trong không gian, lần nữa rơi vào yên lặng. Bạch sa trên cánh đồng hoang vu. Người tỉnh. Diệp Thần con ngươi mở ra, khẽ cau mày, lúc trước thần bí kia xăm. Lại có thể giúp mình, đáng tiếc, mới vừa theo dõi vậy thần hồn một món, chính là bị sát thiên tỷ tự bạo cắt đứt. Linh Nhi mở miệng hỏi nói, người lúc trước nói sát thí đại đế, là cái gì?
Diệp Thần lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, sau một lúc lâu mở ra, lắc đầu một cái đáp, không có thấy rõ, chỉ là nghe được cái này bốn chữ, chính là bị tên kia cắt đứt. Không tiếc liều chết vậy phải bảo vệ bí mật. Cái này khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài, xuất hiện sinh linh vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, xem ra cái này sau lưng có người trong bóng tối giở trò. Khí thế tuyệt cảnh bên trong nhất định có vấn đề, nếu đầu mối đứt, vậy cũng chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Diệp Thần đứng dậy, hướng về phía Linh Nhi mở miệng nói. Ngươi biết lối vào ở đâu? Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, suy đoán nói, lúc trước hai tên kia, có thể tụ bạch sa lực, đây cũng không phải là cái gì thiên phú, mà là bọn họ cùng vậy thần vũ điện lão ra vậy, sớm nên chết, nhưng lấy phương thức nào đó còn sống. Âm ma thánh điện. Linh Nhi theo bản năng nghĩ tới âm ma thánh tổ. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, thi triển này các thủ đoạn người, so với kia âm ma lão ra mạnh không biết nhiều ít, có thể để cho tàn hồn phát huy thiên quân lực, cuộc sống ở mảnh đất này, trừ Nhâm Tiền Bối ngoài ra, còn có một người có này thông thiên lực. Ngươi nói là, quá thần. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, không sai, nhất định là quá thần vậy cấp cường giả khác nơi là. Hơn nữa ta thông qua Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết cảm giác được cánh đồng hoang vu này dưới, phúc có một tòa nghịch thiên đại trận. Trận pháp, Linh Nhi giờ phút này cũng là như vậy, tàn hồn mới có thể có thủ đoạn như vậy, đem bọn họ hai người đẩy vào tuyệt lộ, cũng chỉ có trận pháp lực. Mới vừa tên kia tự bạo, khẳng định sẽ để cho đại trận này lộ ra lau một cái huyền cơ, chúng ta nghịch suy diễn, nói không chừng có thể tìm lối ra vào. Diệp Thần xoay người nhìn về vậy vạn trượng hố sâu, Linh Nhi nhưng là phạm nổi lên khó khăn. Địa phương lớn như vậy, làm sao tìm được à? Ngay tại lúc này, cách đó không xa, yên tĩnh trên cánh đồng hoang vu. Hai cái trắng như tuyết ngó sen chân ở lụa đen vậy tính cách tượng trưng che lồng hạ, chậm rãi giãy giụa hướng cánh đồng hoang vu chỗ sâu. Hẳn là nơi đó đi. Nhiếp Nhân Tâm phách mị tiếu tiếng vang lên, nhưng cũng chìm ngập tại bạch sa bên trong. Một cắt một thế giới, một hồi thô trọng thở dốc không ngừng vang lên, Diệp Thần thi triển Hồng Mông Đại Tinh Không, thần hồn lộ ra thu hồi lại. Cho dù là hắn thành tựu luân hồi chi chủ Hạo Hàn niệm lực, cũng thì không cách nào theo dõi một hai. Cánh đồng hoang vu này vô biên, sát thiên tỷ tự bạo mặc dù khiêu động trận pháp một góc, nhưng lấy ta năng lực bây giờ, chỉ có thể là tràn đầy không mục đích thử một lần. Ngồi xếp bằng Diệp Thần, lần nữa mở ra hai tròng mắt, liền hắn giờ phút này cũng là bội cảm mệt mỏi. Linh Nhi thấy Diệp Thần ngón trỏ phải không ngừng lóe lên đường vân, lúc này mới lên tiếng hỏi. Trên tay người Minh Văn Phù Lục, là bắt trước trận pháp này mà chế. Diệp Thần trả lời, ừ, Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết đúng là mạnh mẽ, nhưng lấy ta năng lực, giờ phút này chỉ có thể buộc vòng quanh tàn trận, không biết có thể hay không đưa tới đồng tình. Oanh! Diệp Thần một trường thẳng hướng về phía cánh đồng hoang vu mịt mờ vỗ xuống, lòng bàn tay đường vân chớp mắt, viên viên bạch sa lại là trào động lực. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi hai người cảm giác bắt. Hữu hiệu, Linh Nhi vui mừng, nhưng không lâu lắm, nhưng lại là buồn trên giữa lông mày, dựa theo cái này cùng tốc độ, nghìn năm cũng không thể dò ngó hắn trận pháp toàn cảnh. Chẳng lẽ, Diệp Thần đầu óc bên trong nổi lên ban đầu 10 cướp thần ma trong tháp một màn, vậy trên đại điện khốn khóa đồng xanh cổ quan trận pháp, tựa hồ cùng cái này một góc vô cùng tương tự. Tâm niệm vừa động, khổng lồ hồn lực lần nữa ngưng tụ, Diệp Thần tay phải bên trên, màu vàng kim đường vân bắt đầu lan tràn. Hô! Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ba ngón tay, ngưng. Chỉ gặp bạch sa bên trong, tí ti tinh mang hiện lên, lại là cùng lúc trước sát thiên tỷ như vậy thủ đoạn không hai. Tán! Nháy mắt tới giữa, lấy Diệp Thần là trung tâm, mấy chục trượng ra ngoài, bạch sa chậm rãi trôi qua, phơi bầy đất xây dựng tràn vào lộ vẻ, từng đạo không lưu loát u ám minh văn phù lục xuất hiện ở hai người trước mắt. Thành công! Linh Nhi theo lan tràn phù văn truy tìm đi, một sau một nén nhang. Một tòa giật tán ra chấm ánh sao con ngươi trạng hình vẽ phơi bày ở trước mặt hai người. Hẳn là tâm trận không sai. Diệp Thần làm bộ liền muốn tiến lên, nhưng là bị Linh Nhi ngăn lại. Đừng động, có cổ quái. Linh Nhi ánh mắt ngưng trọng, chân mày có rút nhanh, hai cái tay nhỏ bé cách không đưa lên, 10 ngón tay tựa hồ ở gõ điểm cái gì. Đinh! Từng đạo tinh mang trận nứt ra, Linh Nhi lúc này mới thở ra một hơi dài. Chỗ này bày ra không gian kết giới bảo vệ, cưỡng ép xông vào, sẽ nổ trận pháp.
Nguy hiểm thật, Trận Tự Quyết cũng không có phát hiện, nếu không phải ngươi, mới vừa rồi thì thật xong rồi. Diệp Thần xoa xoa trán, chỗ này một khi nổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vèo, giữa lông mày một đạo chợt tránh dấu vết lộ vẻ hiện ra, yếu ớt kim mang bắn thẳng về phía trận tâm, mặt đất đổ ánh ra lau một cái bóng sáng, bắn về phía trên hư không, chậm rãi ngưng tụ mà thành một tòa tinh môn. Ấn ký kia lại là trong óc hồi lâu không có dùng luyện thần đỉnh. Diệp Thần con ngươi híp lại, ban đầu lần đầu tiên tiếp xúc tới khí thế tuyệt cảnh và luyện thần đỉnh, cũng biết hai người tới giữa có cực lớn liên quan. Kim Thư Tuệ và hắn sư liền nói với mình, luyện thần đỉnh cực kỳ thần bí và xa xưa. Mà năm đó theo Diệp Thần đi sâu vào, Diệp Thần phát hiện luyện thần đỉnh chính là khí thế tuyệt cảnh ở giữa một tòa cự phong. Chỉ là vì sao rời đi khí thế tuyệt cảnh xuất hiện ở vực ngoại, đây chính là một mê. Cùng lúc đó, tâm trận mở tán, một cái lối đi lộ vẻ hiện ra, thông hướng sâu không thấy đáy lòng đất. Đi bên nào? Mi tâm dấu vết chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, liền bị trên lưng đường vân nơi trấn áp. Linh Nhi nhìn đặt ở trước mắt hai con đường, lật ra khó khăn. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Diệp Thần nhẹ giọng nhắc tới, chợt chăm chú nhìn về trên hư không tinh môn, xem ra muốn giải khai mê muội cùng sau lưng quan tài đồng xanh mê, chỉ có thể đi. Phía trên, Diệp Thần gọi Linh Nhi một tiếng, hai người bóng người thẳng chui vào trong hư không, một lát sau, vết nứt không gian khép lại, hết thảy mất tăm hành động có thể tìm ra. Chu Hân U nhìn cách đó không xa phát sinh toàn bộ, thủy chung là tròng mắt bên trong thu thủy lưu chuyển, chưa từng tiết lộ phân nửa hơi thở. Lặng lặng nhìn Diệp Thần các người biến mất, nàng lúc này mới chậm rãi bước ra, bình tĩnh nhìn dưới chân đại trận, cũng là không có bước ra nhịp bước ý. Cùng lúc đó, chân chính khí thế tuyệt cảnh bên trong, hư không chập chờn. Diệp Thần cùng Linh Nhi rơi xuống ở một phiến trên bình nguyên. Đây là địa phương quỷ gì? Hai người bước ra một bước, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn vùng đất bằng phẳng thản hào phóng, không nói một lời. Bên kia có một nơi rừng rậm. Linh Nhi giơ lên ngón tay út hướng tây nam phương vị, vậy như ẩn như hiện chỗ, đều là lá mộc. Hai người nhanh chóng đi, nhưng bên người hơi thở bộc phát lạnh lùng, một cái cổ xương trắng tán lạc tại bình nguyên bên trong. Chỗ này, ở đó một niên đại trải qua thảm chiến. Vậy từng cây một lóe lên oánh nhuận sáng bóng xương trắng, trải qua vô số tháng tuổi dấu vết sông lên soát, trên đó như cũ sát ý tràn ngập. Có thể tưởng tượng được hắn khi còn sống, thực lực có kinh khủng dường nào. Ngừng, không muốn gần thêm nữa. Diệp Thần thời gian đầu tiên phát giác dị thường, tỏ ý Linh Nhi không muốn lại tiến về trước. Trước mắt nào có cái gì bí mật lá, chỗ xa kia thấy, đều là đống xương trắng thành thành tòa thành ngồi cốt khâu lá, thậm chí, cây kia cây xương trắng, bị cắm thành liền cây cối hình dáng, dùng để trang sức. Hô! Sau lưng một hồi gió lạnh thổi qua, cũng là nhẹ phẩy liền cốt lá mà qua, tựa hồ bởi vì năm tháng phong hóa, cốt hóa tàn xám, ngay tức thì nâng lên tẫn gió. Diệp Thần rút người ra không đạt tới, chỉ là dính liền phân nửa, cánh tay trái quần áo chính là theo tẫn gió cùng tiêu tán, trong đó chỉ một cái máu thịt ngay tức thì bốc hơi. Diệp Thần con người híp lại, hắn thân xác ở trải qua huyền hải và huyền cơ nguyệt đánh một trận sau đó, hẳn càng kinh khủng hơn, liền luân hồi thánh thể đều bị như vậy, có thể gặp nơi này quỷ dị. Diệp Thần nhìn một cái tay, thi triển bát quái thiên đan thuật cùng với thiên tiên cá chép sao, kết hợp với luân hồi huyền bi bên trong chủ hồi phục linh bia, cường đại sinh mệnh lực xông ra, bắt đầu diễn xanh tay cụt chỗ máu thịt, tựa hồ cái này xương trắng đối với sinh mạng hơi thở vô cùng là không ưa, phía sau hai người, tẫn gió tăng tốc độ gào thét tới. Cái này cốt gió, tựa hồ ở đẩy chúng ta đi nơi nào? Diệp Thần ngưng trọng nói. Đi bên này. Linh Nhi dựa vào cường đại không gian cảm giác, chỉ ra một con đường sống. Tiếng chuông mấy bước bước ra, sau lưng cốt gió chính là bạo ngược lên, hướng hai người lan tràn ra, chỉ là ngay lập tức tới giữa, chính là kéo gần lại mấy cái thân vị. Mau, Diệp Thần. Linh Nhi quay đầu lại, nhưng là thấy Diệp Thần ngay tại chỗ. Không đúng, xảy ra vấn đề. Diệp Thần bước chân dần dần dừng lại, phía trước Linh Nhi quay đầu lại thúc giục, tuyệt đối sẽ không sai. Ta có thể cảm giác được phương vị, ngay ở phía trước cách đó không xa. Diệp Thần, người đang do dự cái gì, không tin ta không gian cảm giác năng lực. Chuyện liên quan đến sống chết, Linh Nhi hét lớn một tiếng, kéo Diệp Thần chính là phải hướng phía trước chạy đi. Bót!
Diệp Thần rút về tay áo, bỏ rơi Linh Nhi tay nhỏ bé trầm giọng nói. Không đúng, ban đầu chúng ta liền lâm vào trong cuộc. Cái này cốt gió che đi tầm mắt, chúng ta chỉ có thể theo bản năng bằng vào cảm giác phân biệt phương vị, phía trước là con đường sống không giả, nhưng lấy tốc độ của chúng ta, tuyệt đối không thể nào chạy thoát thân. Đó mới là đường chết. Linh Nhi nghe vậy cả kinh, khó có thể tin nhìn sau lưng đường đi. Bên này, Diệp Thần kéo Linh Nhi tay nhỏ bé, hướng bên trái đi, cốt gió đẩy tới tốc độ như cũ không giảm. Không đúng, là bên này. Làm tiếp điều chỉnh, sau lưng cốt gió gào thét, nhưng đẩy tới tốc độ nhưng là dần dần chậm chạp xuống, mặc dù bạo ngược hơi thở không ngừng phát ra, nhưng là dần dần bị hai người kéo ra khoảng cách. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Linh Nhi mắt dòm cốt sương mù dần dần bị vung ở sau lưng, lúc này mới thở hổn hển miệng lớn khí hỏi. Con đường kia có lẽ là con đường sống, nhưng chúng ta không biết khoảng cách bao xa, một khi cưỡng ép tiến về trước cũng hoặc là vận dụng hư không biến dạng, cái này cốt gió sẽ trong phút chốc cầm chúng ta cuốn thành cặn bã. Diệp Thần cũng là dần dần dừng lại tập kích bất ngờ nhịp bước, sau lưng cốt sương mù, lại là đã chậm rãi bắt đầu tiêu tán, lại nữa lan tràn. Ban đầu, nơi này mặc dù không có người xuất hiện, nhưng ta luôn cảm giác có một đôi tròng mắt trong bóng tối nhìn chúng ta. Vốn là vừa xem trọn vẹn Bình Xuyên, nhiều hơn một nơi rừng rậm, người nọ đã đoán chừng chúng ta sẽ về phía trước hỏi dò. Cốt gió mặc dù bá đạo, nhưng giống vậy có sơ hở, để lại một con đường sống chờ chúng ta phát hiện. Diệp Thần chân mày khóa, tựa hồ bị người gây khó dễ. Người nói là, có người để cho chúng ta đi về phía trước. Linh Nhi cả kinh, chợt đóng chặt hai tròng mắt, khổng lồ không gian cảm giác ngay tức thì mở, khắp nơi tìm. Vô dụng. Diệp Thần chậm rãi lắc đầu, hắn tinh thần lực so với Linh Nhi cường hoành hơn một ít, nhưng như cũ không có chút nào đầu mối, chỉ là hết thảy các thứ này cũng quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ, thật là trùng hợp. Diệp Thần trong lòng xông ra một cái như vậy ý tưởng, nhưng Linh Nhi nhưng là nhẹ khẽ kéo kéo Diệp Thần vạt áo. Ngươi xem nơi đó. Cốt sương mù tan hết, ở hai người xem có thể đạt được chỗ cuối, một tòa cao vút trong mây màu xám cho đỉnh núi đứng sừng sững. Xem ra, người đoán không lầm. Linh Nhi tay nhỏ bé bên trên, lông măng căn căn đều dựng. Nếu có người nghĩ như vậy gặp chúng ta, vậy thì đi nhìn một chút đi. Có tung tích tổng so tràn đầy không mục đích đi dạo lung tung thân nhau, dù là con đường phía trước 10 phần chết chắc, ngược lại cũng chiến được tận hứng. Bước ra một bước. Diệp Thần chính là cảm thấy khác thường. Bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên, Linh Nhi cũng là phát hiện dị thường. Ở đó cốt xương mù tan hết sau đó, mới ý định giết người lại xuất hiện. Mà cùng lúc đó, một nơi không gian bên trong. Nhâm Phi Phàm đột nhiên mở mắt ra, hắn con người có huyết nguyệt lưu chuyển, còn có cự kình hiện lên. Hắn nhìn về phía một phương hướng, ý sâu dài. Diệp Thần, bàn cờ này, cuối cùng cũng bắt đầu. Tại sao, ta cảm giác tự thân linh lực bị thiên địa này chiều ly liền mấy phần? Linh Nhi nhìn trước mắt Diệp Thần, kinh ngạc nói. Diệp Thần vận dụng luân hồi thiên nhãn nhìn lướt qua, cũng là đáp lại, không phải là ảo giác, ta cũng như vậy. Chợt lại là bước ra một bước, linh lực trong cơ thể ngay lập tức trôi qua. Linh Nhi, ngươi hay là trở về đến luân hồi mộ địa đi, chỗ này có quỷ dị. Diệp Thần quyết định thật nhanh mở miệng nói. Hắn cảm giác mình đan điền linh lực càng ngày càng ít. Đến lúc đó muốn vận dụng 9 tầng trời thần thuật và chỉ nước một kiếm cũng sẽ rất khó khăn. Dẫu sao càng cường đại võ đạo, cần linh lực lại càng hơn. Linh Nhi suy nghĩ sâu xa chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nàng ở luân hồi mộ địa cũng có thể ở thời khắc mấu chốt đi ra trợ giúp Diệp Thần. Hô! Diệp Thần hít sâu một hơi, chợt tập kích bất ngờ lên. Mấy trăm bước sau đó. Hắn thở hồng hộc dừng tại chỗ, bên trong đan điền, mấy chục giây trước thượng đang lưu chuyển linh lực, đã khô kiệt. Ngươi không có sao chứ? Linh Nhi lo lắng thanh âm truyền tới. Diệp Thần ngẩng đầu cười một tiếng, nói yên tâm đi, ta nhưng mà luân hồi chi chủ, ta khí hải và đan điền vượt xa người khác. Trừng lòng bàn tay ánh sáng lưu tán, Diệp Thần nhịp bước lần nữa tập kích bất ngờ lên. Thông! Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chợt mới ngã xuống đất. Phí sức ngước mắt lên mâu nhìn tài đi tiếp một nửa chặng đường, điên cuồng thở hào hển. Lúc trước vậy cắm thẳng vào tiêu hán màu xám cho đỉnh núi, giờ phút này gần ngay trước mắt, nhưng hắn nhưng là liền đứng khí lực cũng không có.
loại cảm giác này đã rất lâu không có lãnh hội qua. Ta cầm lực lượng cho ngươi mượn. Linh Nhi truyền âm nói. Không, chỗ này mặc dù quỷ dị, nhưng vẻn vẹn chỉ là uy áp, ta còn chịu được. Diệp Thần lần nữa vùng vẫy đứng dậy, nhấc chân cất bước, rõ ràng chỉ là đất bằng phẳng, hai chân nhưng là giống như lún vũng bùn, nhúc nhích không được chút nào. Ngay tại lúc này, Hỗn Độn Lôi Đế mở miệng nói, nơi đây người bầy bố, tuyệt đối là bá chủ một phương, đừng nói là ngươi, coi như là thiên quân tới, chỉ sợ cũng là phế nhân. Diệp Thần con ngươi híp lại, hỏi, ngươi nhưng có giải quyết phương pháp? Hỗn Độn Lôi Đế lắc đầu một cái, và vị kia người bầy bố so sánh, ta thực lực còn kém rất nhiều, không cách nào phá cục. Ta đề nghị ngươi mau rời khỏi nơi này, ngươi cố nhiên chấp trưởng luân hồi mộ địa, nhưng không đại biểu ngươi sẽ không chết. Linh khí khô kiệt và nơi đây cực hạn uy áp, ngươi có thể sẽ chết. Chết thì đã có sao tìm lôi bia. Diệp Thần không có để ý Hỗn Độn Lôi Đế, tiếp tục về phía trước. Hắn võ tổ đạo tâm và Lăng Tiêu võ ý, làm sao có thể lùi bước. Sau một nén nhang, thử, từng trận mùi khét truyền tới, Diệp Thần quanh thân máu thịt bắt đầu bốc hơi, đau khổ kịch liệt làm hắn quỳ một chân trên đất. À, đến từ linh hồn chỗ sâu đau nhói ngay tức thì tràn vào đầu óc. Diệp Thần vung tay lên, bát quái lò luyện đan tu bổ lực lượng, chậm rãi bao trùm ở hắn vết thương bên trên. Mà máu thịt vậy vì vậy dần dần khôi phục, phú có sáng bóng. Lại tới, quỳ một chân trên đất Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, điều chỉnh xong hô hấp, lần nữa làm xong tập kích bất ngờ động tác, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt, hắn muốn lợi dụng lực lượng cuối cùng đánh cờ. Tiếp liền mấy chục bước bước ngang qua ra, Diệp Thần quanh thân tách ra ra oánh quang đã sớm tiêu tán cạn sạch, rất nhiều đạo pháp tan đi. Đáng chết! Nhìn đều ở trước mắt màu xám cho đỉnh núi, Diệp Thần không cam lòng hét lớn. Còn có mấy trăm bước, là được đến chân núi. Nhìn như quá gần khoảng cách, đối với này khác một bước đều không cách nào bước ra Diệp Thần tới nói, không khác nào như cách thiên uyên. Oanh! Một bước tiếng chuông nâng lên, Diệp Thần thân xác chính là nổi gân xanh, căn căn huyết mạch có thể nghe rõ ràng. Dừng lại, Diệp Thần, ngươi sẽ không toàn mạng. Linh Nhi lo lắng hô. Nhưng giờ phút này nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác đạo ngoại giới uy áp, một khi hiện thân, nàng tình huống so Diệp Thần vậy mạnh không được nhiều ít, không chỉ có không cách nào cứu người, thậm chí có thể lún vũng bùn. Bát quái lò luyện đan rơi vào tĩnh mịch, cường đại như nó kinh khủng kia năng lực khôi phục, giờ phút này cũng là giúp không tới Diệp Thần chút nào. À! Một tiếng gầm lên, chân phải đạp thật mạnh ra một bước, chợt quanh thân kinh mạch nổ tung, máu thịt phun ra, Diệp Thần trên thân hình. Chấm mồ hôi và máu làm mồi câu, giấy lên ngọn lửa màu xám cho. Hô! Mỗi một tiếng thở dốc, lãnh đạm bóng người chập chờn chính là yếu bớt mấy phần. Mấy tức sau này, quật cường bóng người lần nữa đứng thẳng. Ken két! Lại là một bước bước ra, quanh thân máu thịt ngay lập tức bốc hơi lên tiêu tán, ngọn lửa màu xám cho phụ tại Diệp Thần khung xương bên trên, chưa từng phai mờ. Tiếp liền mấy bước bước ra. Đã hóa thành một cái di động xương trắng Diệp Thần, một lần nữa dừng bước. Cho ta ngưng, kinh khủng hồn lực cùng với luân hồi lực lượng giật tại bề mặt, muốn cùng ở giữa đất trời này uy áp kinh khủng chống đỡ. Nhàn nhạt oanh chiếu dọi đem một chồng xương bể lần nữa ngưng kết, máu thịt hồi phục, quật cường bóng người lần nữa đứng dậy tiến về phía trước phát. Cái này ngọn lửa màu xám cho đang cháy ta hết thảy. Lúc này ta rất nhiều lá bài tẩy đều không cách nào vận dụng. Chẳng lẽ đây là cái gọi là khảo nghiệm sao? Thời khắc này Diệp Thần, đã sớm không có phân nửa máu thịt khí, hốc mắt chỗ sâu, là đáng sợ hai da trống rỗng, dù vậy, Diệp Thần vẫn là cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Đến đây chấm dứt sao? Kéo động tàn phá thân thể, từng bước một tiếp tục dậm chân, thời khắc này hắn, đã sớm không cảm giác được đau đớn, ngược lại thì cảm giác cả người càng ngày càng phiêu, đi dậy đường tới cũng là bộc phát nhẹ chậm. Dừng lại, Diệp Thần. Luân hồi mộ địa ở giữa Linh Nhi vành mắt sắp nứt. Nguyên nhân không phải hắn, còn đang dậm chân đi tới Diệp Thần, mỗi tiến một bước, vậy uy áp chính là miễn cưỡng chen bể một cây tự thân xương. Tiếp liền mấy bước bước ra, cánh tay phải xương tay đã sớm mất đi, chân trái đủ đến xương đùi, cũng đã tiêu tán. Tay trái duỗi tới trước mắt, cố gắng nhúc nhích. Ta sẽ không thua. Hồn lực đã sớm cháy hết, thời khắc này Diệp Thần. Chỉ là bằng vào ý chí ở ương ngạnh cạnh tranh.
Oanh! Nhất trọng trọng uy áp không ngừng chen hạ, Diệp Thần không dãy dụa nữa. Kết thúc sao? Đáng ghét, rõ ràng còn có một bước cuối cùng. Ý thức dần dần tan rã, trước mắt nhưng là vạch qua một đạo ánh sáng màu vàng. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Nhưng làm sao đỉnh núi dưới đáy lãnh đạm bóng người, đã không cách nào tiến lên trước một bước, dù là ý niệm không tiêu tan, cũng không cách nào chống đỡ thân thể bước qua vậy một bước cuối cùng. Cho ta lên à, à à à à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hốc mắt trống rỗng chỗ, ấn đường bắn nhanh ra một đạo kim mang, thẳng đánh trên đất, một cổ ánh sáng màu vàng bao quanh Diệp Thần thân thể, về phía trước liền mấy phần. Đây là luyện thần đỉnh lực lượng. Luyện thần đỉnh trợ giúp Diệp Thần hoàn thành sau cùng khảo nghiệm. Vèo. Uy áp tiêu tán trong nháy mắt, Linh Nhi lao ra luân hồi mộ địa, hơi vươn tay ra, đem Diệp Thần thân thể vững vàng nâng ở trong ngực, lau một cái lệ nóng xông ra. Ngươi đừng chết. Ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Linh Nhi nổi điên thúc giục lực lượng toàn thân, nhìn sức sống dần dần tiêu tán Diệp Thần, nàng trong mắt lóe lên một chút chắc chắn. Nháy mắt vĩnh hằng. Cường đại không gian lực lượng tràn vào Diệp Thần thân thể bên trong, vậy tiệm xu tản đi sức sống lại nữa trôi qua, bị định cách nơi này. Ngươi mau tỉnh lại à, Diệp Thần. Nhưng loại trạng thái này xuống Diệp Thần, căn bản không ý thức chút nào có thể nói, sau cùng chấp niệm nổ bắn ra vậy đạo kim mang sau đó, cũng đã là hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có thể dùng chiêu đó liền sao? Linh Nhi khẽ cắn môi mỏng, nói cũng chỉ có thể như vậy đánh cuộc một lần. Chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở Diệp Thần ấn đường, linh lực tinh thuần truyền cho Diệp Thần, chợt Linh Nhi chắp tay hành lễ. Nháy mắt vĩnh hằng, thời gian nhớ lại. Thân hình kịch liệt run rẩy, một ngụm máu tươi ho ra, Linh Nhi thon nhỏ thân thể, đập rơi xuống đất, ý thức chậm rãi tiêu tán. Diệp Thần, tỉnh vừa tỉnh. Linh Nhi trước khi hôn mê, dùng hết khí lực toàn thân, tê tâm liệt phế hô. Trên hư không, vậy tàn phá thân thể ánh sáng chớp mắt. Lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ gây dựng lại. Thân thể, cánh tay phải, xương hông, đùi phải. Bất ngờ trở lại chốc lát trước, Diệp Thần chưa hoàn toàn tan rã hình dáng. Chuyện gì xảy ra? Một chút trong sạch thoáng qua, Diệp Thần lần nữa trở lại chưa hoàn toàn mất đi ý thức thời khắc, ở hắn quanh thân, một đạo mông lung màn sáng đem bao phủ. Bên trong đan điền, luân hồi lực lượng chớp mắt, khôi phục sức sống. Cường đại sức khôi phục chữa Diệp Thần. Ngay chớp mắt, khung xương bên trên, chính là tí ti máu thịt trào sinh. Linh Nhi. Hoàn toàn khôi phục ý thức Diệp Thần trông thấy ngã xuống đất hôn mê Linh Nhi, chợt sửng sốt một chút. Thời khắc này cô gái nguyên bản hồn nhiên mặt mũi lại nữa, hoa dâm mái tóc dài bù xù, trải trên đất, mất đi ý thức. Màn sáng này, ở chiều ly Linh Nhi sức sống. Diệp Thần chợt một chưởng đánh ra. Tránh thoát Linh Nhi để lại cho Diệp Thần lãnh vực. Vèo. Diệp Thần thẳng lao ra, mông lung màn sáng tiêu tán, Linh Nhi rên lên một tiếng. Linh Nhi, ngươi làm sao ngu như vậy? Xương trắng bên trên, máu thịt tiếng chuông trào sinh, liền bị Diệp Thần cắt đứt, thời khắc này hắn, hốc mắt chỗ vẫn là hai nơi trống rỗng, rung giọng nói. Gần đây bình tĩnh hắn, giờ phút này hoàn toàn thất thanh. Ngu ngốc, ta còn chưa có chết đây. Linh Nhi vùng vẫy đứng dậy, vẫn là bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn mặt mũi, nhưng là màu trắng mái tóc dài thủy tán. Ngươi tránh thoát màn sáng, vậy đạo lực tính bị đánh gãy, ta không có bị rút sạch đây. Linh Nhi hốc mắt đỏ thắm, nhưng trên mặt nhưng là dương lên nụ cười ngọt ngào. Ngươi, Diệp Thần có chút không biết làm sao, Linh Nhi mặc dù là luân hồi huyền bi bia Linh, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là Diệp Thần bằng hữu. Bất quá cái này khí thế tuyệt cảnh rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy khảo nghiệm, tước đoạt hết thảy, chính là vì làm chứng cái gì không? Sợ rằng hạn chế linh lực, 9 tầng trời thần thuật, cùng với rất nhiều mình lá bài tẩy, chính là vì mục đích nào đó. Thời khắc này Linh Nhi thuận thế nắm Diệp Thần cánh tay phải cốt đứng dậy, bĩu môi giả vờ trang khinh thường nói, ta tài không có việc gì, chờ ta đột phá không gian hạn chế, tổn thất này lực lượng tự nhiên có thể tìm bù lại. Diệp Thần im lặng, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Linh Nhi nhưng là cùng tầm thường tu giả không cùng, muốn đặt chân cảnh giới cao hơn, trừ phi tìm lại được huyền bia tán lạc tại thế giới các nơi cái khác linh thạch. Này, ngươi sẽ không là khó khăn chứ? Tóc trắng như thác Linh Nhi giờ phút này tăng thêm mấy phần vô hình cảm giác thần bí, nhìn Diệp Thần trêu ghẹo nói.
vẫn như cũ là vậy một bộ thiên địa không sợ hình dáng. Luân hồi chi chủ, tuyệt sẽ không có cuối. Diệp Thần nói đạt tới nơi này, ngoài miệng vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng giống nhau là sấm sét vạn quân, Linh Nhi hành động này, xúc động Diệp Thần đáy lòng sâu nhất một căn huyền. Cái này cự phong chính là khí thế tuyệt cảnh. Linh Nhi nhìn sau lưng gần ngay trước mắt cự phong, trong chốc lát có chút mờ mịt. Người có hay không một loại, rất cảm giác quen thuộc. Linh Nhi rất cố gắng hồi tưởng, muốn đem trí nhớ chỗ sâu bay lên để mà đi ra. Diệp Thần trên mình nhàn nhạt oanh chiếu dọi không ngừng sáng, máu thịt cũng là chậm rãi nảy sinh, Diệp Thần mở miệng nói. Người có thể còn nhớ, chúng ta lần đầu tiên theo Thiên Tuyết Tâm đặt chân quá núi thần địa giới lúc. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Linh Nhi mới chợt hiểu ra, cùng quá núi thần vậy năm đỉnh bao bọc Thúy Lâm tấc đất tấc vàng so sánh, nơi đây mặc dù hôi vụ bao phủ, tử khí trầm trầm, nhưng phong thủy cách cục trên xem, nhưng cùng có trước mấy phần tương tự cảm giác. Người nói chỗ này, sẽ hay không cùng quá thần có liên hệ gì? Linh Nhi nghiêng đầu hỏi. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, phân tích nói, nếu nói là liên lạc nói, nơi này trận pháp nhất định so với quá núi thần còn kinh khủng hơn. Bởi vì, đặt ở trước mắt hai người, không phải năm đỉnh, mà là dòng dã chín tòa thẳng đến Vân Tiêu Cự Phong, trên đó khí tức quỷ dị tràn ngập, không thấy xuyên bí ẩn trong đó. Người trước khôi phục thực lực, ta đi quanh mình hỏi dò một phen, cái này chín đỉnh một khi bước vào, chúng ta khẳng định sẽ gặp phải mới sát kiếp. Linh Nhi dặn dò Diệp Thần tu bổ thân xác, linh động bóng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là hướng chín đỉnh chỗ sâu đi. Diệp Thần nhìn một cái Linh Nhi rời đi bóng người, không nghĩ nhiều nữa, bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao thi triển, tấc ra bên trên, trói lọi tiệm khởi. Giống như sống lại. Lần này máu thịt hội tụ, thân xác lại đúc lò luyện, sợ rằng để cho nhục thân của ta so với trước đó luân hồi thánh thể mạnh hơn. Hạn chế hết thảy, dùng nguyên thủy nhất phương thức chống lại, đây chẳng lẽ là cái này khí thế tuyệt cảnh mục đích. Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, muôn vàn ngân hà chớp mắt rồi biến mất, khí tức quanh người hơn nữa hùng hồn, nhưng là trong nháy mắt đem liếm hết sức. Diệp Thần trong lòng cũng là không khỏi cảm khái, hướng chết mà sinh cảm giác, sống sót sau tai nạn thoải mái, liền liền trước mắt cách đó không xa chín tòa màu xám cho cự phong, mang cho hắn cảm giác bị áp bách, đều không phải là cường liệt như vậy. Diệp Thần, chỗ này hoàn toàn bị cấm chế che giấu toàn bộ hơi thở, từ bên ngoài căn bản theo dõi không ra bất kỳ đầu mối nào. Tóc trắng Linh Nhi vô cùng lo lắng người nhẹ nhàng trở về, nhìn giờ phút này mặt mũi lãnh đạm Diệp Thần, cười nói, đây mới là ta biết Diệp Thần mà, ồ, người tu vi còn có tiến bộ lớn, không tệ không tệ. Dù vậy, cũng không thể hết lấy xem nhẹ, trước đây đường đa xuyến, lôi bia còn không cầm, luân hồi huyết mạch còn không hoàn toàn hồi phục. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Linh Nhi nhưng là dí dỏm một nặn lỗ mũi, khoát tay một cái chê nói, ta biết, người đừng lề mề. Ngược lại là nói một chút, nên làm gì bây giờ? Diệp Thần nhìn gặp Linh Nhi như vậy làm dáng, cũng là không khỏi mỉm cười, hiếm có đùa giỡn sau đó, lúc này mới trầm giọng nói, xem ra có người không muốn để cho chúng ta từ bên ngoài phát hiện con đường, đã như vậy, chỉ có thể đi vào coi lại. Không thể. Linh Nhi vội vàng chặn lại nói, lúc trước vậy uy áp kinh khủng đã làm Diệp Thần chết qua một lần, nếu như cưỡng ép vào bên trong, chỉ sẽ hoành sanh rắc rối. Người nọ hẳn bỏ không được chúng ta chết liền đi, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Linh Nhi nhưng hồ nghi nói, cái gì? Diệp Thần nhìn về Linh Nhi, nhẹ giọng nói, cái này chín đỉnh bên trong, khẳng định nguy cơ phân bố, nhưng chân chính ý định giết người, ở nơi này chín đỉnh sau đó. Chín đỉnh sau đó, Linh Nhi thượng còn ở giơ tay nhỏ bé suy tính Diệp Thần trong lời nói hành gian ý, nhưng lại gặp Diệp Thần thân hình đã sải bước sao rơi hướng chín đỉnh chỗ đi tới. Này, Diệp Thần, người biết nên đi như thế nào? Diệp Thần quay đầu sững sốt cười một tiếng, ta cũng không biết, tùy duyên đi. Được tới phụ cận, Diệp Thần nhìn một chút chín tòa đặt ở trước mặt cự phong, chừng tất cả bốn. Thời khắc này hắn hy vọng luyện thần đỉnh có thể cho mình một chút chỉ dẫn, nhưng luyện thần đỉnh không có động tĩnh chút nào. Không nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt rơi vào trong đó một tòa, nói chính là ngươi. Chắc chắn liền lựa chọn. Vội vàng hướng về phía Linh Nhi ngoắc tay, hai người bóng người một trước một sau hướng ở giữa một tòa cự phong đi tới. Ừ, thái chân cảnh, không nghĩ tới, nhỏ yếu như vậy người, lại có thể đặt chân nơi đây.
Một đạo già nua lại yếu ớt thanh âm vang vọng ở trong núi rừng, chợt lại mất tung tích. Diệp thần, chúng ta như vậy liều lĩnh liền tiến vào, một khi phát sinh chuyện gì, ngươi lần này cũng không thể đem ta bỏ rơi, dầu gì ta cũng là có thể điều khiển luân hồi huyền bi cường giả. Linh Nhi vừa nghĩ tới lúc trước Diệp thần gặp gỡ, chính là một hồi kinh hãi. Tốt lắm, ta biết. Diệp thần chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, thuận miệng phụ họa nói. Ngươi căn bản không có nghiêm túc đang nghe ta nói chuyện. Linh Nhi bất mãn tiếng than phiền ở Diệp thần vang lên bên tai. Vù vù. Diệp thần đột nhiên quay đầu lại, như vậy kỳ quái tiếng động lạ nhưng lại là khó tìm tung tích. Ngươi nhìn cái gì chứ? Dọc theo đường đi lén la lén lút, Linh Nhi mắt gặp Diệp thần mấy lần quay đầu lại, lúc này mới hỏi. Từ phương mới bắt đầu, ta liền cảm thấy một loại kỳ quái thanh âm ở bên tai ta qua lại quanh quẩn. Linh Nhi nghe vậy, nhưng là nhún vai, ta đều không nghe gặp, là chính ngươi thần kinh banh được quá chặt chứ. Lúc trước Diệp thần hướng chết mà sinh một kiếp, có như vậy phản ứng, cũng thuộc về bình thường. Có thể là đi. Mặc dù thanh âm thỉnh thoảng vang lên, nhưng cũng không có sát ý, Diệp thần cũng không có để ở trong lòng. Lại là mấy bước ra, cái này trước mắt màu xám cho trong núi rừng, không có chút nào sinh cơ bên trong không gian, ông minh tiếng vang lên lần nữa. Vù vù, vù vù. Diệp thần đột nhiên quay đầu lại, luân hồi thiên nhãn mở ra, hồn lực ngay tức thì lộ ra, mặc dù chỉ có ngay lập tức, nhưng là vững vàng bắt được. Có tình huống. Đưa tay ngăn cản trước mắt tiếp tục đi tới Linh Nhi, Diệp thần chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, ở một chớp mắt kia, từng đạo âm luật hóa thành xám mang, chợt lóe một cái quanh quẩn ở hai người quanh thân chỗ ở bên trong không gian. Ta hiểu ý, là âm trận. Lần nữa mở ra hai tròng mắt, Diệp thần kéo Linh Nhi tay nhỏ bé hướng ngược lại tập kích bất ngờ đi. Quả nhiên, chỗ này cũng có. Linh Nhi nhưng là không rõ cho nên hỏi, âm trận. Đúng, nói chính xác, có người trao đổi nơi này trận pháp, muốn cho chúng ta phát hiện những thứ gì. Diệp thần trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, nếu không phải hắn tu luyện trận chữ quyết, có thể hắn còn không nhìn ra. Cái này âm trận cũng không sát ý. Cho nên ban đầu ta cũng không để ở trong lòng, nhưng nó thỉnh thoảng nhịp điệu, chỉ có ta có thể nghe được, lại ở nơi này đỉnh bên trong đánh dấu một nơi tọa độ. Như thế vừa giải thích, Linh Nhi chợt bừng tỉnh hiểu ra. Như thế nói, có người chỉ dẫn chúng ta. Linh Nhi trong lòng xông ra một chút bất an, sợ rằng có người đối bàn cờ này nhúng tay, cái này mới đưa đến Diệp thần sẽ trước thời hạn tới đây. Cái này khí thế tuyệt cảnh, trừ bị trấn áp thế gian đại ác gia. Liền chỉ có thủ hộ giả một người ở chỗ này mấy đời trông chừng, chẳng lẽ là người thủ hộ chủ động tìm Diệp thần. Diệp thần, cái này khí thế tuyệt cảnh, trấn áp tuyệt thế yêu tà nếu như thoát khốn, nhất định tung lên vạn thế đại kiếp. Linh Nhi trầm giọng nói. Diệp thần nhưng là nhận lấy nói cha, cái này âm trận, cũng không sát ý, nói cách khác cũng không phải là yêu tà xuất thế. Linh Nhi suy tính chốc lát nói, cái này khí thế tuyệt cảnh. Mấy đời do hắn thủ hộ giả đạt tới hậu nhân trông chừng, nói tới cái này thủ hộ giả nhất mạch, thời gian trôi qua quá lâu, đã không thể truy đuổi hắn nguyên. Diệp thần truy hỏi nói, cái này thủ hộ giả nhất mạch, thế lực rất lớn. Năm đó ta từng gặp qua một vị thủ hộ giả, hắn ở vực ngoại thời điểm, trợ giúp ta rất nhiều. Thực lực, sâu không lường được, Linh Nhi trầm giọng đáp. Như thế nói, muốn gặp người chúng ta, là người thủ hộ. Diệp thần kinh hãi. Linh Nhi nhưng là đối với lần này cũng không làm ra cụ thể đáp lại, chỉ là khách quan nói, hôm nay cái này khí thế tuyệt cảnh xảy ra vấn đề, liền liền vòng ngoài cánh đồng hoang vu chi địa, đều là xuất hiện sinh linh muốn đoạn giết chúng ta, cái này bên trong, nhất định là có mở ám. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta đi trước vừa thấy liền biết. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, chợt dặn dò, hết thảy chú ý. Diệp thần lần nữa nhắm lại hai tròng mắt. Chờ đợi vậy không gián đoạn âm luật tản ra từng cơn yếu ớt chập chờn. Không lâu lắm, một hồi ông minh tiếng lần nữa quanh quẩn lên. Vù vù, vù vù. Diệp thần lặng lẽ đợi chính là giờ khắc này, luân hồi hồn lực ngay tức thì phụ trên đó, theo âm luật lần nữa tiêu tán, Diệp thần cũng là mở ra hai tròng mắt. Ta hồn lực tiêu tán, là ở phương vị nào? Theo âm luật cùng tản đi, còn có Diệp thần thần niệm chập chờn, bất ngờ chỉ hướng cự phong chỗ sâu. Cùng lúc đó, cự phong bên trên, thật là khủng khiếp thân xác và thần hồn lực lượng, nhưng lại chỉ là thái chân cảnh tu vi,
có thể hay không giúp lão phu thoát khốn. Thôi, cùng gặp mặt nói nữa không muộn. Thanh âm già nua vang lên lại biến mất, than thở vượt quá. Là bên này sao, cảm giác thiên đều tối sầm. Linh Nhi vừa đi vừa bốn phía nhìn xem, cái này khí thế tuyệt cảnh bên trong, từng bước ý định giết người, một bước sai, là được có thể đầy bàn đều là thua. Người tuổi trẻ, có thể đi tới bước này, quả thực không đơn giản. Ngay tại lúc này, thanh âm già nua vang lên, làm mờ tối hạ đi tới hai người ngay tức thì thần sắc ngưng trọng. Diệp Thần quay đầu lại, nhưng là nhìn gặp phía sau cách đó không xa, một vị màu xám cho trường sam cẩm y cụ già cao ngất dáng người tự nhiên đứng gần, đưa tay hơi làm mời tư thế, mở miệng nói. Chục triệu năm tới, ta khu vực này, không người đến thăm, tiểu hữu, ngươi là cái đầu tiên tới đây khách quý, hơi rót một ly như thế nào? Vừa dứt lời, sau lưng màu xám cho núi rừng giống như là được cảm cho đòi vậy, vẻ xanh biếc ngay tức thì rồi rào bay lên, sức sống bộc phát. Thiên quân lão tổ, Linh Nhi chăm chú nhìn, cái này cụ già quanh thân tràn đầy khí tức ôn hòa, chỉ là một món tiết ra ngoài, chính là làm núi rừng hồi phục, sức sống lại xuất hiện. Chỉ có thiên quân lão tổ mới có thể có như vậy tạo hóa lực, cho dù là thông thường thiên quân, cũng tuyệt không khả năng làm được. Cung kính không bằng tòng mệnh, làm phiền tiền bối. Nếu người ta hảo tâm mời thăm, Diệp Thần cho được đối phương ba phần mặt mỏng. Ha ha ha, tốt một người trẻ tuổi. Đối với Diệp Thần như vậy đúng mực không nịnh hót thái độ, cụ già tựa hồ cực kỳ thưởng thức, chợt tay áo vung tay lên, ở người bên, Thúy Lâm lá trước, một cái bàn đá, tam phương băng đá, đãi khách vào ngồi. Mời. Cụ già trường bào nhẹ phẩy, tự thân trước tiên ngồi xuống trước, sau đó chỉ còn thừa lại hai tiệc tỏ ý Diệp Thần cùng Linh Nhi vào tiệc. Hai người thân hình ngồi vào ngay tức thì, trước mặt cụ già cười khẽ không nói, tụ thủ lại vung, cây khô sống lại thân thể bên trên. Lục Diệp rủ xuống xuống, không nhiều không thiếu, vừa vặn chín phiến. Cụ già cách không một chỉ điểm ra, nhẹ nhàng một vòng, bàn đá bên trên, ngay tức thì trà mùi thơm khắp nơi, mà vậy trong suốt trong ly, ba phiến Lục Diệp ở trong đó yên tĩnh ngâm. Ừng ực, xôi trào bọt khí không ngừng xông ra, mùi thơm ngay tức thì tràn ngập cả tòa cự phong. Tiểu hữu, có thể hay không là lão phu giải thích nghi hoặc? Cụ già vẫn là một bộ ấm áp hình dáng. Cười hỏi nói. À, không biết tiền bối suy nghĩ rõ ràng cái gì, ta tự nhiên biết gì nói nấy. Cái này làm cho người như mộc gió xuân vậy cụ già không chỉ là thủ đoạn thông thiên, liền cái này tâm cảnh, đều là như vậy ôn hú. Ít đi một loại vậy nhâm phi phàm vậy cường thế. Vạn năm chưa từng ra đời, nghi ngờ trong lòng khá nhiều, dám hỏi tối nay năm nào. Cụ già cười một tiếng, nhìn thẳng Diệp Thần, hỏi ra trong lòng vấn đề thứ nhất. Diệp Thần cùng Linh Nhi từng cái giải đáp, cụ già vấn đề cũng là rất đơn giản, không ngoài ngoại giới động tĩnh. Nguyên lai là như vậy, cái này khí thế tuyệt cảnh, quả thật buồn tẻ à. Một tiếng thở dài, cụ già không khỏi một hồi thổn thức, mắt gặp bầu không khí yên lặng, cụ già cười ha ha một tiếng, nói, người đã già, không khỏi cảm khái đa tạ, hai vị, dùng trà. Chẳng biết lúc nào, vậy bàn đá bên trên, xôi trào bọt khí đã sớm lại nữa. Nhưng trong đó ấm áp nhưng là không giảm phân nửa. Lần đầu thấy trà này bên trong lại có tiên ý sôi trào, tiền bối, Diệp Thần đi trước đã cảm ơn. Bưng lên trong tay chung trà vào cổ họng, một cổ ngọt xuôi dòng, chợt bên trong bụng giấy lên một cổ ấm áp, làm dịu quanh thân kinh mạch. Cái này, Linh Nhi cũng là phát giác cái này nhìn như tầm thường trà, nhưng là ẩn chứa như vậy lực lượng bá đạo, đem nàng quanh thân linh lực, đều là đổi được tinh thuần mấy phần. Mà Diệp Thần, nhưng là cảm giác mình tu vi lần nữa ngưng tụ, thậm chí gần như chạm tới loại nào đó những ràng buộc. Hai người đối mặt, vội vàng đứng dậy hỏi thăm, vừa muốn động tác, cụ già nhưng là nhẹ phẩy ống tay áo, Diệp Thần cùng Linh Nhi thân hình chính là nhúc nhích không được. Ngay sau đó chính là nghe được cụ già tiếp tục mở miệng nói, hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, cái này cây ngộ đạo xuống lá bồ đề, tuy là chí bảo, đản tại vô sanh cơ hội chi địa. Liền như bỏ lý, coi như là các ngươi tại ta giải thích nghi hoặc báo đáp đi. Nói hết sức, Diệp Thần cùng Linh Nhi hành động lần nữa khôi phục như thường. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Lão phu vạn năm chưa từng cùng người chuyện trò, nóng lòng để gặp, lúc này mới quên hỏi, hai vị tiểu hữu tới đây, có chuyện gì? Cái này khí thế tuyệt cảnh, các ngươi lại là như thế nào tìm được?
Cụ già mở to tròng mắt, hỏi nói. Tiền bối, là như vậy, chúng ta có người bạn bị kẹt ở 10 cướp thần ma trong tháp, cứu hắn thoát khốn sau đó, hắn cho chúng ta tới nơi này bản đồ, tới chỗ này là vì tìm. Linh Nhi gặp được cái này tu vi sâu không lường được thủ hộ giả sau đó, liền cảm giác dị thường thân cận, không giữ lại chút nào mở miệng giải thích. Ho! Diệp thần con ngươi đông lại một cái, cắt đứt đang hết sức phấn khởi Linh Nhi, lúc này mới nói tiếp, tiền bối, bé gái có rất nhiều nội tình không biết, là như vậy. Diệp thần đổi một cái phiên bản. Hắn trước gặp qua khí thế tuyệt cảnh thủ hộ giả, cũng không phải là người này hình dáng, người này là thật là xấu xa, còn chưa nhất định. Nơi này có bị kẹt cường giả, cũng có thể tồn tại xa xôi thời đại bảo vệ nhất tộc. Dẫu sao thủ hộ giả cũng không phải là một người, vậy rất bình thường. Cụ già lóng tai lắng nghe, chưa từng cắt đứt. Thì ra là như vậy, các ngươi tới đây, là lầm lấy là khí thế tuyệt cảnh có nghịch thiên bảo dược. Cụ già không khỏi mỉm cười, lắc đầu cười khẽ. Diệp thần cũng là giả vờ ngượng ngùng gãi đầu một cái, giải thích từ 10 cướp thần ma tháp sau đó, ta người bạn kia liền tựa hồ bị cái gì tà niệm triền thân, lén la lén lút, chúng ta cũng là lo âu vạn phần, lúc này mới thay hắn đi lên một lần, tìm bảo dược tới. Linh Nhi gặp Diệp thần giải thích, vậy không có nhiều lời, yên lặng nghe Diệp thần giải thích. Có ý tứ. Cụ già nheo lại hai tròng mắt, tựa như đang hồi tưởng chút gì. Như vậy, ngọn núi này cuối, lại có một nơi thần tích, chính là vạn năm trước một vị đan thần nơi còn sót lại, tại lão phu vô dụng, liền cũng không từng nhìn xem, các ngươi nếu có điều cần, có thể tự đi đi. Lần nữa sách ly khẽ nhấp một cái bồ đề trà, cụ già nhẹ giọng nói. Đã như vậy, đa tạ tiền bối khoản đãi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền không lại quấy rầy, dẫu sao mạng người lớn hơn trời. Diệp thần đứng dậy, chợt bên người Linh Nhi cũng là giơ tay lên vội vàng lau khóe miệng, đi theo Diệp thần liền muốn rời đi. Tiểu hữu chậm đã. Cụ già nhưng là lên tiếng ngăn trở, nói, bằng ngươi hai người thực lực, đi thần thích, 10 phần chết chắc. Dám hỏi tiền bối, nhưng có phương pháp phá cuộc. Diệp thần cau mày, trầm giọng hỏi. Lão phu có thể cùng các ngươi đi lên một đoạn đường. Chợt thân ảnh trước mặt chậm rãi đứng dậy. Già nua thân thể lần nữa đứng thẳng, khẽ thở dài, già rồi, xương cốt thân thể cũng đã lâu chưa từng hoạt động. Diệp thần đứng yên, nhìn hết thảy trước mắt, im lặng không lên tiếng. Tiểu hữu, trước lúc này, có một vật ngươi cần lấy được được, thần thích bên trong, không thiếu ý định giết người ám phục, vừa là đan thần, cùng tự nhiên vật làm coi như là thân cận một ít, ta sau lưng cái này tám bụi cây cây ngộ đạo, nếu có thể lấy hắn cảnh khô, cũng có thể thay thế. Một bên Linh Nhi kéo một cái Diệp thần vạt áo, nói, đây là khảo nghiệm đối với ngươi sao? Lão gia tại sao không tự mình ra tay, cũng đáp ứng theo chúng ta đi trước. Nhỏ giọng lầm bầm đưa tới cụ già một hồi lắc đầu cười khẽ, ở nhìn chăm chú dưới, Diệp thần chậm rãi gật đầu, cũng là cười nói, đã như vậy, chính là đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiểu hữu tiến lên mấy bước. Cụ già tỏ ý Diệp thần tiến lên, tám bụi cây cây ngộ đạo đem vòng khốn nơi này. Mắt gặp Diệp thần chăm chú nhìn, Linh Nhi cũng là siết chặt hai quả đấm. Thành bại hay không, chính là ở chỗ này đánh cuộc một lần. Cụ già lẩm bẩm nói, nhìn kéo dài ra cây ngộ đạo liền, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ phức tạp. Hô! Diệp thần thở dài một tiếng, hãm thân tại khốn cảnh bên trong, liền hắn đều có chút phạm nổi lên khó khăn. Mặc dù đan điền đã có một phần chia linh lực, nhưng nơi đây linh lực hay là đối với hắn có hạn chế. Đối phương nếu không là người thủ hộ, mình muốn đối kháng, muôn vàn khó khăn. Lão này rõ ràng có cổ quái, hắn rốt cuộc có phải hay không thủ hộ giả nhất mạch. Đây là cái đầu tiên quanh quẩn ở trong lòng hắn vấn đề, trước kia hết thảy đều là như vậy để cho người cảm thấy chân thực, bao gồm vậy ngộ đạo trà hiệu ích. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Có thể vậy trước một đường mà đến sát kiếp, có thể không đơn thuần là khảo nghiệm mà thôi. Nếu như thực lực không đủ, đã sớm thần hồn vẫn diệt. Nhưng trước mắt cụ già quanh thân khí tức ôn hòa cùng với lấy trà khoản đãi, quả thật không gặp hắn chút nào dị tâm. Ngay tại Diệp thần xuất thần để gặp, cụ già trong miệng khảo nghiệm cũng là chính thức bắt đầu, tám bụi cây ngộ đạo thần thụ giống như là thiên thủ quan âm vậy, vô số trà cây đều xuất hiện, hướng Diệp thần duỗi bắt tới. Diệp thần thân hình trên không trung không ngừng trăn trở xê dịch né tránh. Nhưng làm sao chọc trời thần thụ cành khô đâu chỉ muôn vàn. Hơi không lưu ý, mấy đạo trà cây đâm vào Diệp thần thân xác,
Bão Tố bắn ra lau một cái đỏ thẫm. Thân xác quả thật mạnh mẽ không thiếu. Không có mở trần bia và vận dụng luân hồi huyết mạch Diệp Thần, đối mặt ngộ đạo thần thụ cành khô nhô lên gai, vậy chỉ là phá vỡ da thịt. Ừ, Diệp Thần chợt cảm thấy tự thân linh lực yếu ớt trôi qua. Cái này thần thụ, đang hấp thu ta sức sống và linh lực. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, cái này thần thụ vì sao quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là tiền bối này bố trí? Ba chuôi thiên kiếm và chỉ nước một kiếm tự nhiên không thể vận dụng, cái này thành tựu lá bài tẩy, có liên quan kiện tác dụng. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Võ đạo luân hồi đồ ở chỗ này không bị hạn chế. Đây là tốt nhất đối phó thủ đoạn. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Trong nháy mắt, cường đại không gian vạn cổ lực tràn ngập tại Diệp Thần trước mắt, cho dù là khí thế tuyệt cảnh cái này cùng kiên cố thời không gian địa giới, đều là bị một hồi gió bão chảy loạn cắt kim loại. Không gian chí bảo. Cụ già chăm chú nhìn trong trận Diệp Thần, kinh ngạc mở miệng nói. Quả nhiên là như vậy. Diệp Thần thấy võ đạo luân hồi đồ phong ấn vạn cổ lực, mặc dù đem quanh thân kéo dài mà đến chạc cây toàn bộ cắn nát, nhưng tám bụi cây cây ngộ đạo trong phút chốc vô số cảnh khô sống lại, tiếp tục hướng Diệp Thần nhô lên gai tới. Diệp Thần thấy vậy, kinh khủng hồn lực uy áp lần nữa phóng thích, ở hắn ấn đường ra, một đạo tinh mang bắn ra. Oanh! Ngay lập tức tới giữa, ngân hà vậy hồn lực giết mang lại xuất hiện, thẳng bắn ở trong đó một bụi cây ngộ đạo trên. Quả nhiên là thiên quân cấp bậc hồn lực. Cụ già thấy vậy, khẽ vuốt râu. Tiền bối, Diệp Thần có hy vọng thông qua khảo nghiệm sao? Linh Nhi nháy mắt to, ở một bên mở miệng hỏi nói. Cụ già ôn hòa cười một tiếng, mở miệng nói, lấy trước mắt Diệp Thần tiểu hữu nơi lộ ra năng lực, có chút khó khăn. Nhưng chợt lại là đổi câu chuyện, bất quá hắn còn trẻ, chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó sẽ thành công. Linh Nhi ánh mắt híp một cái, nhỏ bể bước hướng ra phía ngoài xê dịch mấy trượng, nhìn ngộ đạo trận pháp bên trong Diệp Thần. Cùng lúc đó, thử rồi. Tiếng động lạ từ bụi cây kia bị Diệp Thần hồn lực giết mang đánh chính giữa ngộ đạo thần thụ, trên đó dâng lên một hồi mùi khét, nhưng rất nhanh liền lại là khép lại. Phòng ấn lực không tạo tác dụng. Thần hồn hiệu quả cực kỳ nhỏ. Diệp Thần đầu óc bên trong, vạch qua một màn giống như đã từng quen biết đoạn phim. Mười cướp thần ma bên trong tháp, triều đình trên đại điện tám tượng Phật lớn trong miệng ấp úng đồng xanh quấn liên, từ tám cái phương vị nhốt lại vậy huyền không đồng xanh đồ sộ quan. Trước mắt cây ngộ đạo, cũng là tám bụi cây. Diệp Thần ngay tức thì rợn cả tóc gáy, một cái to gan ý tưởng bay lên ở trong lòng hắn, chẳng lẽ cái này lão nhân cùng vậy quan tài đồng xanh vậy, cũng là bị trấn áp lớn tà. Lão già này, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là xuất hiện ở sau lưng ta, tám bụi cây ngộ đạo thần thụ chung quanh chưa từng di động. Có thể vậy làm ta tu vi tinh tiến bồ đề trả lại là chuyện gì xảy ra? Vô số vấn đề quanh quẩn ở Diệp Thần trong lòng, nhưng dưới mắt duy nhất có thể xác định chính là, cái này cụ già nhất định là có vấn đề. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Một vòng mặt trời gay gắt bay lên, giống như vạn trượng ánh sáng, lóng lánh cực kỳ. Đây là, thiên kiếm. Trong mắt lão nhân không thể át chế hiện ra lau một cái cuồng nhiệt vẻ, tựa hồ đang đợi cái gì. Đan điền còn dư lại linh khí, trước mắt Long Uyên Thiên Kiếm, ta miễn cưỡng có thể thúc giục hai lần. Diệp Thần Thiên Kiếm cầm nơi tay, cùng chi tâm niệm tương thông Long Uyên Thiên Kiếm cũng là phát ra một hồi tiếng vo ve, tựa hồ ở là kỳ chủ tung tăng. Chém. Nhẹ nhàng một kiếm huy động ra. Một bụi ngộ đạo thần thụ một nửa trà cây lên tiếng đáp lại rơi xuống đất, muôn vàn cành khô như có liền linh thức vậy, thấy cái này sát phạt khí ngập trời long khí kiếm mang, rối rít đối hắn tránh như xu hướng. Đến đây, Diệp Thần quanh thân bên trong không gian, muôn vàn trà cây không một dám vào người phân nửa. Lửa đốt mục đích kiếm mang rạch ra chân trời xông về tiêu hán, cụ già nhìn Diệp Thần hình bóng, không khỏi nắm chặt hai quả đấm, trong mắt nhiệt sắc chỉ thăng không giảm. Mà vậy đưa lưng về phía cụ già Diệp Thần ấn đường, nhưng là một chút kim mang lần nữa thoáng qua yếu ớt chập chờn, quay đầu lại nhìn lại, nào có cái gì lục diệp vờn quanh, thúy ý rồi rào. Vậy tám bụi cây ngộ đạo thần thụ, thần uy đã sớm lại nữa, giờ phút này diễn hóa thành tám sợi đồng xanh quấn liên, vững vàng kéo dài tới cụ già quanh thân. Lúc trước vậy hăm hở bóng người cao ngất, giờ phút này quần áo lam lũ nửa quỳ xuống, tứ chi cùng với nơi cổ đều bị co rút nhanh. Ngực. Sống lưng chỗ càng bị hai cây đồng xanh quấn liên đánh vào máu thịt,
lỗ máu chỗ dây chuyền gắt gao ụp lên kỳ cốt. Sau cùng một cây quấn liên thẳng vào lòng đất, không biết hắn nguyên, mà Diệp Thần Thiên kiếm nơi chém, chính là này liên hóa thành cây ngộ đạo, hắn không có vào lòng đất một đoạn, trên đó vết kiếm khắc ra lau một cái vết rách. Tình cảnh này, thoáng qua rồi biến mất. Thì ra là như vậy, giờ khắc này Diệp Thần, hoàn toàn rõ ràng liền hết thảy. Bót, bót, không ngừng tiếng vỗ tay vọng về, cụ già cười ha ha một tiếng, Diệp Thần tiểu hữu quả thật là đời này tuấn tài, như vậy thực lực làm được trẻ tuổi một đời nhân vật dẫn quân. Sợ rằng thái thượng thế giới, cũng chỉ ngươi xưng bá. Tiếng cười đem Diệp Thần suy nghĩ lần nữa kéo hồi, trước mặt núi rừng như cũ, ngộ đạo thần mộc lấp lánh rực rỡ, trong tay một nửa trà cây cũng là thần trạch bất diệt. Tiền bối quá khen rồi, tiểu tử cũng không dám làm. Diệp Thần từ tám bụi cây ngộ đạo thần mộc bên trong thoát ra, chợt mấy cái sãi bước được tới cụ già phụ cận, đưa lên một nửa cành khô mở miệng nói. Như vậy thứ nhất, tiền bối có thể theo Diệp Thần cùng dò vậy thần cảnh. Cụ già nghe vậy, nhưng là cười ha ha một tiếng, thằng nhóc ngươi. Rất nhiều một bộ, trưởng giả đối vãn bối tính toán tâm tư nửa mỉa mai ý. So với những thứ này, lão phu lại là chú ý, người cái này cùng tuổi tác, có từng có danh sư dạy dỗ. Cụ già rất nhiều một bộ đem Diệp Thần thu làm đệ tử quan môn tư thế. Diệp Thần than thầm một tiếng, quả thật là cáo giả, nhìn thấu Long Uyên Thiên Kiếm bất phàm, đây là xem hắn có không có hậu đài, chuẩn bị cường đoạt. Một bên Linh Nhi nhưng là nói tiếp, tiền bối, Diệp Thần ngươi liền không cần nghĩ, hắn nhưng mà thái thượng thế giới Vũ Hoàng Cổ Đế đệ tử quan môn, hắn sư tôn vì hắn, nhưng mà đem chọn đời tu vi cũng khác ở người, rất sợ cái này học trò bảo bối ra nửa ít chuyện tình. Ta đây là không có danh sư chỉ điểm, ngài cân nhắc một chút ta. Linh Nhi lớn nháy mắt một cái nháy mắt, rất nhiều một bộ nghiêm túc bái sư cảm giác. Cụ già nghe vậy, nhưng là nghi ngờ nói, Vũ Hoàng Cổ Đế. À, hắn sư tôn tục danh hình như là gọi là như vậy. Thậm chí chấp trưởng Vạn Khư Thần Điện, bị dự là thái thượng thế giới người thứ nhất. Linh Nhi nói thẳng, một bên Diệp Thần ngẩn ra, trong lòng cười khổ vạn phần. Linh Nhi là ở cảnh kỳ cái này cụ già. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Nhi nhưng là trực tiếp mang ra mình cửu nhân. Bất quá Vũ Hoàng Cổ Đế danh tiếng này, nhưng là có hiệu quả nhất. Nguyên lai là hắn, cùng là chục triệu năm trước khi nhân vật, danh tự này, cụ già tự nhiên không xa lạ gì. Bất quá cụ già ánh mắt vẫn là có chút không xác thực định. Vũ Hoàng Cổ Đế mặc dù và cái này khí thế tuyệt cảnh có chút quan hệ, nhưng không thể nào sẽ phái người nhúng tay nơi đây nhân quả. Hơn nữa Vũ Hoàng Cổ Đế đệ tử quan môn tài thái chân cảnh. Ngay tại cụ già nghi ngờ lúc đó, Diệp Thần thi triển Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết, nói, xem ra tiền bối không tin ta. Cảm nhận được trận tự quyết lực lượng, cụ già con ngươi chợt co rúm một cái, lúc này mới xác định Diệp Thần thân phận. Đã như vậy, lão phu liền không cùng lão nhân kia cướp đoạt đệ tử, Diệp Thần. Ta cùng ngươi sư từng có sự giao hảo, tặng ngươi một tràng cơ duyên được không? Cụ già tựa hồ không cho Diệp Thần cự tuyệt, lúc này liền là mở miệng nói, nơi đây thời không dị thường, ta có thể nghịch chuyển trọng tố, vì ngươi tăng lên tu vi, dẫu sao con đường phía trước đa xuyến, lão phu không đành lòng ngươi lúc này mất mạng. Diệp Thần nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, lão gia cường đoạt không được, còn muốn cám dỗ mình lưu lại, đột phá cảnh giới là hắn chặt đứt tám sợi quấn liên. Có lẽ vì thoát khốn, hắn sẽ toàn lực giúp mình đột phá chứ. Lúc trước vậy bồ đề trà, cũng là như vậy tính toán đi, thật là một con cáo giả. Đa tạ tiền bối ý tốt, gia sư ở tiểu tử trên mình khắc xuống liền rất nhiều cấm chế, bảo vệ tánh mạng vẫn là không thành vấn đề, chỉ là cứu bạn bè nóng lòng, ngài xem như vậy như thế nào. Đợi ta cùng đạt được bảo dược, do bạn ta mang về, lại tự mình trở về mời ngài chỉ điểm một hai. Dẫu sao cơ duyên như thế, ta vậy không muốn bỏ qua. Diệp Thần con người đông lại một cái, cực kỳ nghiêm túc nói. Cụ già cười một tiếng, lúc này liền là nói, cũng được, vậy thần tích tại trên đỉnh núi thứ 9, người có thể tự đi trước. Bất quá vậy thủ lăng người, cần đem hoàn toàn chém chết. Nói đạt tới nơi này, cụ già răng môi tới giữa, thoáng qua một chút sát ý. Đi đi, Diệp Thần tiểu hữu, lão phu lặng lẽ đợi ngươi trở về. Cụ già mặt cười trúng chim ý, đưa mắt nhìn Diệp Thần hai người rời đi, lúc này mới dù gì nói, nếu có thể mượn Vũ Hoàng Cổ Đế đệ tử tay, diệt trừ vậy thủ hộ giả, ta thoát khốn liền hơn nữa buông lòng.
Cùng lúc đó, xa xa. Diệp Thần, ngươi làm sao biết cái lão già đó có vấn đề? Rời đi núi rừng, Linh Nhi lúc này mới hỏi. Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lẫn nhau đánh cờ mà thôi, nhưng trước mắt xem ra, cuối cùng người thắng là bọn họ. Cái tên kia ở nói đạt tới ngọn núi thứ 9 thời điểm, có vẻ sát ý không kềm được giật tán, xem ra chúng ta thật đang người muốn tìm, hẳn ngay tại đỉnh thứ 9. Thân ảnh của hai người cấp tốc mở cướp, hướng đỉnh thứ 9 đi. Mặc dù không biết cái lão già đó muốn làm cái gì, nhưng từ hắn thái độ tới xem, vậy cái gọi là đỉnh thứ 9 người, nhất định là hắn kẻ địch. Diệp Thần cùng Linh Nhi nhanh chóng rời đi cái này không muốn xông vào cự phong, lần nữa đi vòng vèo sương mù trong rừng, lần này, nhưng là bình yên vô sự. Linh Nhi, chuyện kế tiếp để cho ta đi. Đi trên đường Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước, nhìn trước mắt tóc trắng như thác cô gái nhỏ. Ừ. Linh Nhi đầu tiên là nghi ngờ trợn to tròng mắt, chợt lại là giữa lông mày vẻ lo lắng ngưng tụ, nhưng là nghe được bên người Diệp Thần mở miệng lần nữa khuyên can. Ta cẩn thận nghĩ qua, người hơi thở tiết ra ngoài, vốn là sẽ đưa tới chân áp tại nơi đây cường giả mơ ước, ngược lại, ta có thể ở chỗ này khiêm tốn làm việc. Diệp Thần nói ra trong lòng băn khoăn, Linh Nhi cùng mình không cùng, liên tục đại chiến đối nàng vốn là một loại cực lớn tiêu hao. Huống chi lúc trước còn vận dụng cường đại thủ đoạn trợ giúp mình. Linh Nhi không có đáp lại, hình bóng hóa thành lau một cái lưu quang, biến mất tại Diệp Thần trước mắt, cũng truyền ra cuối cùng một tiếng dặn dò. Ngươi tên này, có thể đừng chết quá nhanh. Diệp Thần thi triển hồng mông đại tinh không, đỉnh đầu một phiến ngân hà, xuyên qua vậy tiền tuyến hiểm chết sương mù rừng, sau đó bóng người chạy thẳng tới đỉnh thứ 9 chân núi, cũng không quay đầu lại đâm vào bí mật trong rừng. Trước mắt không gian càng ngày càng hẹp, chỉ có thể cho hắn thân ảnh kia tiếng chuông xuyên qua, ở nơi này u ám vách đá bên trong không gian, phương xa một chút ánh sáng ở Diệp Thần hai tròng mắt bên trong đổ ánh. Diệp Thần dưới chân nhịp bước không khỏi tăng nhanh, rất nhanh từ cửa hang chui ra, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt kinh sửng sốt một chút. Nguyên lấy là tưởng tượng bên trong bỏ đời đường cùng, tràn đầy hài cốt hàn mới đúng, có thể trước mắt nhưng là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Cái này lại là một phiến thịnh thế cảnh. Diệp Thần con người đông lại một cái, vạn lâm sơn nước, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, từng giọt giọt mưa rơi vào gò má bên trên, không khí bên trong có tí ti ngọt ý. Những rừng cây này, xem có thể đạt được đều là cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài như nhau, trừ trên dưới ngoài ra, trước sau chừng đều giống nhau. Thượng không cùng Diệp Thần cảm khái, hắn nhưng là phát hiện cái gì, năm ngón tay nắm chặt. Lòng đất như mặt hồ bình tĩnh chập chờn. Lại có linh lực tinh thuần chập chờn. Diệp Thần không khỏi chặc chặc thở dài nói, mặc dù đối với hắn mà nói không tác dụng gì, nhưng đối với một số võ giả, nhưng là chí bảo. Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết, mở. Mưa bụi tràn vào tán, ánh sáng nóng rực vẩy chiếu xuống, là Diệp Thần chỉ rõ phương hướng, Diệp Thần một đường hướng bắc, tiếp tục leo núi. Chỗ này, có dấu người. Diệp Thần theo giống như nhân công điêu khắc ngọc thạch thang cấp từng bước theo vào, dõi mắt nhìn lại, nhưng là ngừng lại, lẩm bẩm nói, cái này thang cấp tại sao như vậy có dũng khí trời đất quay cuồng cảm giác, rõ ràng là ở trên cao núi, nhưng nhìn như lại là tại hạ núi. Lại là không biết bôn tập bao lâu, Diệp Thần thân hình hơi có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên, nơi này không gian uy áp, cũng là một mực tồn tại. Bầu trời xanh không giặt thương khung hạ, mấy con phượng hoàng vạch qua. Diệp Thần tiếp tục theo tung tích du ngoạn đỉnh núi. Ước chừng nửa giờ, Diệp Thần lúc này mới bước lên được cái này không thấy đáy núi sâu đỉnh. Một tòa hào phóng đài tại xem có thể đạt được cuối hiện ra, bưng phải là hùng hồn xa xỉ, con đường phía trước đã đứt. Ngay tại lúc này, hư không chập chờn, một đạo thần bí bóng người đồ đen từ trên rậm chân xuống, chặn lại Diệp Thần đường đi, thật là quỷ dị. Thái chân cảnh, đối phương khí tức trên người vì sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ ta gặp qua? Diệp Thần từ lúc người đến xuất hiện một khắc kia, chính là trên dưới quan sát hắn mấy phen, vậy thon dài vóc người với mình có mấy phần tương tự, tu vi cũng là giống nhau, bất quá nhưng là bị một bộ bằng bạc mặt nạ, che đi mặt mũi. Ngươi là người phương nào? Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói. Hắc y nhân thần bí làm như không nghe, tiếp tục dậm chân xuống, khí tức quanh người vững như Thái Sơn, chưa từng tiết ra ngoài chút nào. Tên này, đối với mình hò hét, bịt tai không nghe thấy, Diệp Thần liền cũng là không nhiều lời nữa, thẳng đi lên.
hai người sắp sát vai ngay tức thì, vậy không nói tiếng nào người thần bí, nhưng là phút chốc đưa tay ra cánh tay, đem Diệp Thần ngăn lại. Các hạ, đây là ý gì? Nhưng mà nghênh đón Diệp Thần, vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng con ngươi, đôi tròng mắt này. Cực kỳ là máu và hiếu chiến. Nhưng đồng thời lại cho Diệp Thần cảm giác quen thuộc. Bỏ mặc Diệp Thần như thế nào hỏi, người nọ đều là không nói, lại là nhịp bước di động, đem Diệp Thần từng bước một bước lui. Vậy thì đánh. Diệp Thần cũng là mi mắt đưa ngang một cái, nếu không muốn nhiều lời, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần tùy ý vẫy tay, một vòng Thái Dương từ mây mạc bên trong bay lên, chói lọi muôn vàn. Đối mặt gần đây tới trước mắt nhất kích, người thần bí cũng là thong thả, một cái nghiêng người né tránh, chợt sử dụng một thanh kiếm, dứt khoát hướng Diệp Thần đi. Mấy hiệp chiến xuống, hai bên đều là thành thạo. Chiến đến phía sau, Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn cố nhiên không có dùng thiên kiếm và chỉ nước một kiếm, nhưng thi triển võ đạo ở thái chân cảnh bên trong tuyệt đối vô địch. Có thể thần bí nhân này, lại chặn lại. Thái chân cảnh bên trong, tên này là ta đã thấy người mạnh nhất. Cho dù là trăm gia cảnh đỉnh cấp, bằng vào Diệp Thần thời khắc này thân xác chiến, vậy đủ để phá hắn phòng ngự, tổn thương hắn căn bản, có thể trước mắt cái này, tựa hồ đã sớm dự liệu được mình công kích, mỗi một lần hóa giải sát chiêu, đều là như vậy ung dung. Lại là một kiếm chém ra, hai bên đều thối lui ba bước đứng yên. Tên này, làm sao như vậy quen thuộc? Diệp Thần khởi động luân hồi thiên nhãn, con người bên trong hiện lên cổ xưa đường vân. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lại càng không lại dùng kiếm, mà là hóa quyền thành trưởng, xúc thế đãi phát, khí thế bừng bừng. Đây là thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ diệt thế tuyệt học, đại thiên trọng lâu trưởng. Diệp Thần lâm vào tuyệt đối tự mình thế giới, đẩy ra một trường. Nháy mắt tức thì, thiên địa vạn vật, chư thiên đều run rẩy, coi như là hư không chỗ sâu, cũng có không thiếu quy tắc sôi trào né tránh. Khó mà hình dung nghịch thiên lực lượng bộc phát ra, rời núi lấp biển, gào thét như sấm, đem bá đạo khí thế phát huy được tinh tế. Này cùng thần thuật, chấn nhiếp thế gian, là xứng đáng không thẹn chín tầng trời thứ nhất. Đứng hàng tại chín tầng trời thần thuật vị thứ nhất, thần uy cuồn cuộn, chí cao vô cùng. Vậy đủ rồi chen bể núi cao vạn trượng một trường, nhưng cũng là bị hắc y nhân thần bí lấy tư thái phòng ngự, hai tay chặn. Oanh! Mãnh liệt sức lực gió đem trời đất quay cuồng rừng muôn vàn lá rơi đảo qua cạn sạch, nơi có sinh linh tất cả đều bị bắn bay đi, nếu không phải cái này khí thế tuyệt cảnh không gian dị thường vững chắc, một trường này chính là có thể động bể hư không. Vẫn là không có biện pháp sao? Diệp Thần tỉnh táo lại, nhìn trước mắt người thần bí, không khỏi được thật sâu nhíu mày. Tên này, tựa như cũng là có chín tầng trời thần thuật và luân hồi huyết mạch vậy, thân xác khủng bố, sợ là đã đặt chân thiên quân. Tên trước mắt đối mặt Diệp Thần điên cuồng tấn công, không chỉ không có nửa điểm mà nghèo rất mồng tơi cảm giác, ngược lại thì đối hắn sát phạt chiêu thức như vậy tại ngực, mỗi một đánh đều là trước thời hạn làm ra ứng đối. Tên này, có thể đoán được ta tim. Bằng bạc dưới mặt nạ, người thần bí âm lãnh hơi thở bại lộ không bỏ sót, tuy không lạnh thấu xương sát ý. Nhưng lại làm Diệp Thần sinh ra một loại khó mà danh trạng cảm giác. Chẳng lẽ, lần nữa quay đầu lại cả ngọn núi rừng, cảnh tượng trước mắt như cũ, thời khắc này mưa bụi tan hết, Thái Dương tại đỉnh đầu lơ lửng, mới lên ánh sáng đập vào mi mắt, người thần bí lần nữa đánh giết tới, lần này, hắn lại nữa phòng ngự. Lần này hắn vận dụng lại là đại thiên trọng lâu trưởng. Cái này xếp hạng thứ nhất 9 tầng trời thần thuật không phải chỉ có một người có thể chấp trưởng sao? Diệp Thần, tên này đang không ngừng trì hoãn thời gian. Luân hồi mộ địa bên trong, Linh Nhi thanh âm truyền tới, trước mắt người thần bí mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thân xác nhưng là vô cùng là biến thái, liền hắn cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Ta hiểu ý. Diệp Thần không lưu tình nữa, thời khắc này hắn, chỉ có vận dụng chỉ nước một kiếm. Hắn tim cực kỳ bình tĩnh, động tác sạch sẽ ngăn nắp, một kiếm phá vỡ hư không, không không lực lượng đáng sợ cực kỳ. Để cho núi này rừng chung quanh đất đai cũng đi xuống mất vào tay giặc liền hơn ngàn mét. Cái này còn là ở Diệp Thần tận lực giảm thấp xuống thực lực dưới tình huống. Hắn vận dụng bản thân mạnh nhất thủ đoạn, đúng như dự đoán, dẫn phát thiên địa dị biến, vô cùng đáng sợ hơi thở nhanh chóng tản ra, kết giới tựa như vậy mau không chịu nổi như vậy biến thái uy áp, run lẩy bẩy. Chỉ nước một kiếm giống như là hoa mỹ pháo bông, cho đến cuối cùng tái tách thả ra, ánh sáng vô tận.
giống như mặt trời mới mọc, đầy trời ánh ban mai. Lại hình như là sao rơi vạch qua, vẫn thạch như rơi xuống, ở bầu trời mênh mông trong đó kéo lên một cái hoa mỹ cái đuôi. Sau khi đột phá, Diệp Thần đối với một kiếm này thành tựu sâu hơn phân nửa, thời khắc này Long Uyên Thiên Kiếm ông ông tác hưởng, trong tay thiên kiếm phát ra một tiếng tung tăng kiếm minh, kẹp theo khủng bố kiếm mang chợt hiện. Suy, ngàn trượng kiếm mang chỗ đi qua, thành phiến không gian vỡ vụn sụp đổ, liên quan cái này xinh đẹp sơn thủy một quyển, đồng loạt xé ra. Vô tận gió bão chảy loạn tràn vào, nguyên phiến thiên địa đều là phun trào ra không dứt chảy loạn cắt kim loại lực, tàn phá bừa bãi không gian giết mang, liền Diệp Thần thân thể đều là tách ra ra tất cả lớn nhỏ trên trăm vết thương. Trước mắt trời đất quay cuồng rừng, không ngừng hướng lên mà đến thăng cấp, dưới chân núi linh thú, đều là giống như giấy mỏng vậy, bị nhẹ nhàng hoa làm hai nửa. Muôn vàn sinh linh rơi xuống linh huyết, thậm chí không kịp bắn tung tóe trên đất, cũng đã là bị vậy vô tận gió bão chảy loạn hấp thu hầu như không còn. Bảo, kiếm mang kinh khủng sáng lên, thẳng bổ về phía hắc y nhân thần bí, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Người thần bí ở Diệp Thần khua kiếm một khắc kia, chính là rút người ra trở lui, cường đại kiếm mang động bể hư không, gió bão chảy loạn tràn vào sát phạt lực, cũng là đem thân thể phòng ngự miễn cưỡng phá vỡ, từng đạo đỏ thấm kích động ra. Võ đạo luân hồi đồ. Ở đó kiếm mang vỡ nhỏ trước cuối cùng một cái chớp mắt, người thần bí môi mỏng khải hợp, bật thốt lên bốn chữ. Vù vù. Không không kiếm mang đem cả ngọn núi rừng hoàn toàn thắp sáng, vô tận không không hơi thở tận tình ở mảnh thiên địa này tới giữa xoay tròn bay vọt, mang đi hết thảy. Kết thúc. Diệp Thần dựng thân trên hư không, nhìn phía dưới toàn bộ hóa là bụi bẩm thưa thất chiến trường, hắn ánh mắt như ngừng lại hào phóng trên đài. Một kiếm quang hàn chín trên đỉnh núi, vào mắt tấc tấc đều là vẫn diệt. Chỉ có cái này hào phóng đài, như cũ đứng thẳng. Vèo. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ để gặp, lại là một đạo biến dạng thiên địa kiếm mang từ bụi bẩm phía dưới phá ra, kiếm mang diệu thế. Chỉ nước một kiếm. Một tiếng lạnh lùng hét lớn, đem rơi vào đờ đẫn Diệp Thần ngay tức thì kéo hồi thực tế. Làm sao có thể? Người thần bí không chỉ có không có chết, lại liền Diệp Thần chỉ nước một kiếm, đều là sống sinh phục khắc. Nhìn vậy lần nữa cuốn tới kiếm mang, khủng bố hạo hàn hơi thở tại lúc trước độc nhất vô nhị, tuyệt đối không phải huyễn tượng. Một khi bị kiếm mang đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần thân hình đột nhiên bạo lui, làm sao kiếm mang đã gần tới trước mắt, tại Diệp Thần trong con người hóa thành một chút, trong phút chốc nổ tung. Trần bia, nguyện vọng thiên tinh, mở. Một đạo hoàng kim chiến giáp bao trùm quanh thân. Diệp Thần lại đem nguyện vọng thiên tinh cùng thiên tiên cá chép sao lực lượng thi triển ở quanh thân, ngôi sao trên vòng bảo vệ, có từng cái cá chép, đang đem hết toàn lực duy trì trận hình. Võ đạo luân hồi đồ. Đồng thời, trong nháy mắt Diệp Thần đem võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực mở hết, Diệp Thần quanh thân, từng cổ một vô hình cắt kim loại lực hiện lên, đem quanh thân không gian phá vỡ. Vô số gió bão chảy loạn lực đem kiếm mang vỡ nhỏ sát phạt lực hấp thu. Chỉ nước một kiếm, võ đạo luân hồi đồ lực mặc dù có thể ngăn cản, nhưng kinh khủng này chập chờn. Võ đạo luân hồi đồ đem phần lớn sát phạt lực hấp thu, Diệp Thần thân xác bị kiếm mang dư âm đánh trúng, cùng với không gian chảy loạn gió bão nơi cắt kim loại. Ho! Diệp Thần một ngụm máu tươi ho ra, hắn ánh mắt lần nữa đổi được trong veo. Trăm đạo đan vào vết thương không ngừng xông ra đỏ tươi, Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, thụ mi nhìn bụi bẩm tan hết sau đó, hào phóng dưới đài đứng vững bóng người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ nếm được chỉ nước một kiếm mùi vị. Đây chính là không không thời không lực lượng sao? Ngươi, trước kia sát phạt lực, cũng là đem hắc y nhân thần bí gần như chém chết, thời khắc này hắn, quanh thân khí tức lãnh liệt cũng là tan hết, phúc tại gương mặt trên bằng bạc mặt nạ. Đã sớm theo đại chiến vậy hủy diệt cướp sóng vỡ vụn. Thanh tú gương mặt, không mang theo bất kỳ háo hức con ngươi. Bất ngờ chính là Diệp Thần dáng vẻ. Khó trách ban đầu chính là như vậy quen thuộc, luân hồi huyết mạch, thái chân cảnh, tương tự chiến đấu phong cách cách. Ho! Diệp Thần một ngụm máu tươi ho ra, cách đó không xa thần bí kia quần áo đen Diệp Thần cũng vậy, một hơi máu đen phun ở mặt đất bên trên. Ban đầu chính là một cái đại cuộc. Muốn đột phá cái này, trừ phi ta chết. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, trước mắt người thần bí căn bản là cùng hắn tự thân tâm ý nghĩ thông suốt, giờ phút này mình trọng thương, trước mặt quần áo đen Diệp Thần cũng là như vậy.
cản tay lại là chính ta. Hai bên đều là trọng thương, tái chiến tiếp, không khác nào lấy mạng đổi mạng. Diệp Thần ngước mắt, nhìn vòng quanh bốn phía, cả ngọn núi Lâm Tẫn đều bị hủy, hết thảy trước mắt, chỉ còn lại có cách đó không xa Hào Phóng Đài. Nhìn vậy trải qua cướp sóng lại do ở Hào Phóng Đài, Diệp Thần đầu óc bên trong suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Diệp Thần bóng người không đi về phía trước nữa bước ra, vậy Hào Phóng dưới đài quần áo đen Diệp Thần cũng là không nhúc nhích như chung. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình lại hướng trước bước ra dù là một bước, cái tên kia chính là sẽ không chút do dự lần nữa đánh giết tới. Hai bên liền như vậy rằng co không nghỉ, thiên địa giống như chết yên tĩnh. Phốc thông. Không biết qua bao lâu, quần áo đen Diệp Thần thân hình một cái lặn xuống nước châm ngã xuống đất, khóe miệng một hơi máu đen ho ra, tay phải che ngực kịch liệt phập phồng. Hắc y nhân có nửa quỳ dung mạo, nhưng là ngước mắt gắt gao nhìn Diệp Thần, rất nhiều một bộ lấy mạng đổi mạng cảm giác. Thần bí quần áo đen Diệp Thần trạng thái như vậy, có thể tưởng tượng được chân chính Diệp Thần trạng thái cũng là cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này bất quá là nỏ hết đà đứng yên. Diệp Thần nhịp bước di động, Hắc y nhân thấy vậy, lảo đảo đứng dậy, nhưng là chưa từng hướng Diệp Thần đánh giết, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Thần bóng người. Không tệ, thời khắc này Diệp Thần chậm rãi về phía sau xê dịch bước chân, cũng không phải là tiếp tục về phía trước. Diệp Thần, chỗ này có cổ quái, vậy Hào Phóng trên đài, nhất định có vật gì, nói không chừng chúng ta tìm người, là ở chỗ đó. Linh Nhi thanh âm truyền ra. Dưới mắt Ngộ Biến Tùng Quyền, là đi trước rút lui, tái chiến tiếp, Diệp Thần cùng thần bí nhân kia, cũng được chết nơi này. Linh Nhi thân hình lộ vẻ hiện ra, đỡ Diệp Thần chậm rãi thối lui. Hào Phóng trên đài, khẳng định có dấu bí mật, chắc là lão nhân kia nói khí thế tuyệt cảnh thủ hộ giả, cũng chính là chúng ta muốn tìm người. Linh Nhi suy đoán nói. Nhưng mà, nếu như vậy Hào Phóng trên đài người là người thủ hộ, vì sao không đến gặp chúng ta? Nhưng là giữ lại thủ đoạn như vậy trông nom đỉnh núi, không để cho người tiến thêm. Diệp Thần không khỏi nghi ngờ nói. Lúc trước đỉnh núi thứ 5 lên cái lão già đó, cũng là bị một ít đại thần thông nơi kiềm chế. Cái này mới bất đắc dĩ cùng hai người chúng ta diễn xuất, mưu toan lấy lừa dối qua chúng ta, giúp hắn thoát khốn, đỉnh thứ 9 chi địa, có phải hay không cũng là như vậy. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Diệp Thần nói tiếp, đỉnh núi thứ 5 lão gia chỉ dẫn chúng ta tới đây, khẳng định nơi này phong ấn người, cùng hắn tình cảnh kém không nhiều. Cửu nhân của cửu nhân, liền là bạn. Linh Nhi trầm giọng nói, dựa theo cô gái nhỏ ý tưởng tới xem. Đỉnh núi thứ 5 lão gia muốn mượn bọn họ tay diệt trừ người, chắc là thủ hộ giả không thể nghi ngờ. Diệp Thần cau mày, nhưng là cảm giác nơi nào lại xuất hiện vấn đề, không đúng, cái này Hào Phóng đài có cổ quái, nhưng tuyệt không phải. Lời còn chưa dứt, trước mắt tóc trắng Linh Nhi nhưng là khoát tay một cái, không quan tâm nói, không phải là một cái khác ngươi à. Ta vậy thì đi trước đem chân áp. Linh Nhi một cách tinh quái cười một tiếng. Mặc dù vậy trông nom Hào Phóng đài người thần bí là một cái khác Diệp Thần, lại có hắn toàn bộ thủ đoạn, như vậy tìm một cái so Diệp Thần hiện tại trạng thái còn mạnh hơn người, đem hoàn toàn trấn áp không là được rồi. Ngươi trước ở chỗ này khôi phục thể lực, ta vậy thì đi trước trấn áp ngươi. Tóc trắng như thác Linh Nhi lớn nháy mắt một cái nháy mắt, vỗ vỗ ngực đắc ý nói. Ngươi, Diệp Thần còn muốn nói gì? Nhưng là nghe được Linh Nhi nói tiếp, ngươi sẽ không thật lấy là ta không đánh lại một cái chính là thái chân cảnh lại người bị thương nặng ngươi chứ. Một câu nói này, oán hận được Diệp Thần á khẩu không trả lời được. Nhìn Linh Nhi đi xa hình bóng, Diệp Thần tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhưng lại là không nói ra được. Hắn lúc trước chính là đã cảm giác qua, cái này trên đỉnh núi thứ 9, bao gồm cái này Hào Phóng đài chỗ, cũng không bất kỳ đại trận bố trí. Hy vọng Linh Nhi có thể đem cái đó trọng thương, ta, trấn áp đi. Diệp Thần lắc đầu một cái cười khổ, cảm giác bao trùm cả tòa chín đỉnh, xác nhận không gặp nguy hiểm tồn tại sau đó, lúc này mới nhắm mắt ngưng thần khôi phục. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra, thương thế đã điều chỉnh 7-8 phần, bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, cùng với vậy luân hồi huyền bi ở giữa linh bia quả thật giúp bận rộn. Alo, Diệp Thần. Cách đó không xa. Chân trần nha Linh Nhi thủy mị di chuyển nhỏ bể bước, tóc trắng tán loạn, đáng yêu trên gương mặt tràn đầy bụi bặm, chật vật cực kỳ. Người nói là, người tới gần một chút Hào Phóng đài, vậy canh giữ ở dưới đáy người, biến thành ngươi. Diệp Thần giật mình nói,
nhìn trước mắt sát phũ về cô gái nhỏ, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Linh Nhi tay nhỏ bé cũng là ngại quá gãi đầu một cái, ừ. Ta chỉ là đơn giản cùng nàng giao thủ, cùng ngươi độc nhất vô nhị, ta cũng không làm gì được từ mình. Có ngươi cái này bài học thất bại, ta cũng không có liều chết tương bác, chỉ là dò xét mấy phen, sau khi xác định rồi, liền rút lui. Diệp Thần truy hỏi nói, vậy Hào phóng đài nhưng có dị động. Linh Nhi bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, mắt to mâu trong nháy mắt, cố gắng hồi tưởng. Không có. Linh Nhi nhiều lần suy tư, đáp. Diệp Thần, vậy coi chừng người chỉ có một cái, ngươi cùng ta cùng đi trước, hai người chúng ta liên thủ, bất kể là ngươi vẫn là ta, cũng có thể hết thảy trấn áp. Linh Nhi thở phì phò nắm chặt chặt quả đấm nhỏ, trầm giọng nói. Diệp Thần nhưng là trong mắt con mắt chớp mắt, tựa hồ muốn nghiệm chứng chút gì, chợt hướng về phía Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu. Đi, người ta cùng đi trước. Diệp Thần không nói lời gì kéo Linh Nhi tay nhỏ bé, một lớn một nhỏ bóng người hướng về phía Hào phóng đài vội vã đi. Mấy hơi thở sau đó. Có lầm hay không à? Tóc trắng Linh Nhi tay non nớt nhẹ che chán. Nguyên nhân không phải hắn, chẳng biết lúc nào, vậy Hào phóng dưới đài bóng người. Vậy từ một do hai, hóa thành Diệp Thần cùng Linh Nhi hình dáng, dắt tay yên lặng. Thử một lần đi. Diệp Thần ngược lại là tựa hồ đối với này không cảm thấy ngoài ý muốn, chợt hướng về phía Linh Nhi cười nói, nhìn phương xa vậy hai đạo đứng yên bóng người, quần áo đen Diệp Thần cùng quần áo đen Linh Nhi, Diệp Thần nhún vai, tỏ ý đánh một trận. Ta tới trước. Tức giận Linh Nhi dẫn đầu lao ra, đối diện vậy quần áo đen Linh Nhi cũng là linh động bước chân đuổi theo, không gian ba động. Hai đạo thân ảnh ở hư không chảy loạn bên trong vặn đánh với nhau. Diệp Thần nhìn xa xa vậy như núi bất động quần áo đen Diệp Thần, trong mắt đông lại một cái, trong tay Long Uyên Thiên Kiếm lại lộ vẻ. Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Lại là biến dạng bầu trời hai cái sát chiêu, giờ khắc này, trên đỉnh núi thứ 9 hoàn toàn lâm vào là phế tích. Không gian giam cầm. Linh Nhi ngay tức thì vận dụng không gian chi lực, sắp tối y Diệp Thần kềm chế. Chợt xoay người hướng về phía sau lưng Diệp Thần hô, Diệp Thần, mau. Nhưng là không gặp Diệp Thần chút nào động tác, Linh Nhi một cái ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần cũng bị vậy quần áo đen Linh Nhi giam cầm vô nguyên. Khủng bố đến mức tận cùng không gian áp chế, làm được hai bên Diệp Thần đều là nhúc nhích không được. Diệp Thần cười khổ một hồi, Linh Nhi giải trừ không gian giam cầm, chợt làm bộ liền phải tiếp tục về phía trước chém giết. Diệp Thần nhưng là một cái tay kéo lại khí thế hung hăng Linh Nhi. Đi thôi, ta muốn ta đại khái rõ ràng. Lại không có dư thừa động tác, Diệp Thần kéo Linh Nhi, hướng dưới núi thối lui, mà vậy đứng yên tổ hai người, cũng sẽ không truy kích. Ngươi nói là, không có ở đây vậy Hào phóng trên đài. Linh Nhi tiếng kinh hô truyền ra. Ừ, Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, cái này tài mở miệng giải thích, vậy Hào phóng đài mặc dù cổ quái. Nhưng cái này hai lần đại chiến, ta cũng chứng thực trong lòng phỏng đoán. Có ý gì? Linh Nhi ngược lại là nghe được rơi vào trong sương mù. Diệp Thần nói tiếp, vậy Hào phóng đài, bằng ta lực lượng, căn bản dung chuyển không được chút nào. Lần đầu tiên cùng tên kia giao thủ, Long Uyên Thiên Kiếm mạnh nhất sát chiêu hạ, vạn vật đều là hủy, vậy Hào phóng đài chưa từng dung chuyển phân nửa. Mới vừa người ta liên thủ, thêm tới người đặc thù không gian lực lượng, cũng là như vậy. Cho nên, cái này vốn là cái tuyệt lộ. Diệp Thần chắc chắn nói. Ngươi nói là, hai người chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể du ngoạn vậy Hào phóng đài. Linh Nhi trầm giọng nói, có thể phía trên kia, là chúng ta trước mắt duy nhất đường. Cô gái nhỏ thay đổi ý nghĩ lại là cảm thấy không ổn. Bằng vào điểm này, nghiệm chứng không được trong lòng phỏng đoán, cho nên ta mới cùng ngươi lại là đi trước một lần, thế nhưng cổ thần bí chập chờn, nhưng là chưa từng cảm nhận được. Diệp Thần ngước mắt, nhìn thẳng Linh Nhi, lúc trước vậy đỉnh núi thứ 5 lên lão ra. Diệp Thần lúc này mới đem mình phá vậy ngộ đạo thần thụ trận pháp lúc đó, thấy hết thảy nói cho Linh Nhi. Ngươi nói là, vậy 10 cướp thần ma bên trong tháp một món tà hồn ở trên mình ngươi, nhưng là bị quan tài đồng xanh áp chế. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ta bây giờ hoài nghi vậy trấn áp trụ huyên tháp, cái gọi là trừ tà, chính là vì trấn áp một hớp này quan tài đồng xanh. Vậy tà hồn, rất có thể cũng không phải là căn nguyên, mà là ở vậy trấn thủ quan tài đồng xanh thủ hộ giả. Linh Nhi lần này toàn rõ ràng, nói tiếp, nhưng là kinh năm tháng tắm rửa,
10 cướp thần ma bên trong tháp xảy ra vấn đề, vốn là thủ hộ giả bị quan tài đồng xanh vậy tiết lộ hơi thở ảnh hưởng thần trí, mới được liền tà hồn. Không sai, cho nên sau đó ta mượn quá thần phong ấn nhất kích làm khó dễ, cứu ra Chu Uyên, đồng thời vậy lọc sạch liền vậy tà hồn. Từ đặt chân cái này khí thế tuyệt cảnh tới nay, đến mỗi thời khắc mấu chốt, giữa lông mày vậy một món luyện thần đỉnh lực lượng tổng hội chỉ cho ta dẫn phương hướng, chỉ theo tức lại bị quan tài đồng xanh chấn áp. Nhưng là vậy hào phóng trên đài, ta cũng không cảm nhận được bất kỳ chỉ dẫn hơi thở. Diệp thần cau mày nói. Đã như vậy nói cách khác, chúng ta ban đầu phương hướng đã sai lầm rồi. Có thể cái này rõ ràng chính là một phản chiếu thế giới, chúng ta lại không cách nào đánh tan mình. Linh Nhi lẩm bẩm nói. Diệp thần chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt yên tĩnh thần, bầu trời ánh mặt trời xuyên thấu qua mí mắt chiếu sáng Diệp thần gò má, thật là thích ý. Ừ, chính là cái này ngay hoảng hốt, Diệp thần đột nhiên hiểu ra. Linh Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Trôi lơ lửng ở giữa không trung Linh Nhi cũng là bị Diệp thần bất thình lình hỏi một chút bối rối đầu. À, chính là chúng ta không cách nào đánh tan mình. Linh Nhi định thần, nhìn Diệp thần, giải thích. Không đúng. Lần trước câu, ta nói, chúng ta ngay từ đầu phương hướng chỉ sợ cũng sai rồi, đây là cái phản chiếu đời. Nói đạt tới nơi này, Linh Nhi tựa hồ vậy nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về Diệp thần trên mặt tràn ra vui mừng. Đúng, phản chiếu thế giới. Diệp thần tựa hồ chộp được rơm giả cứu mạng, đuổi vội vàng đứng dậy nói, không sai, chính là như vậy, từ vừa mới bắt đầu, trời đất quay cuồng rừng. Tựa như hạ mà lên thăng cấp. Hết thảy các thứ này cũng giải thích thông. Là phản chiếu. Diệp thần hướng về phía Linh Nhi tiếp tục nói, chúng ta vị trí ở chín đỉnh, chính là một tòa phản chiếu thế giới. Nhưng dù vậy, lối ra ở nơi nào? Linh Nhi cau mày, suy nghĩ, nhưng Diệp thần nhưng là tựa hồ phát hiện tân đại lục vậy, hướng về phía bầu trời khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Này, ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma đi. Linh Nhi nhìn giờ phút này cười to Diệp thần. Không khỏi lo lắng nói. Nhưng là chỉ gặp Diệp thần cười thần bí, hỏi, nếu là phản chiếu thế giới, liền ta ngươi hai người đều có thể phục khắc, ngươi suy nghĩ một chút, từ đầu chí cuối, thứ gì chỉ có một cái. Linh Nhi cũng là người thông tuệ, một chút liền thấu. Ta nói ngươi hướng về phía bầu trời đang cười cái gì, Thái Dương. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, cười nói, không sai, từ vừa mới bắt đầu, trên bầu trời chỉ có một vòng Thái Dương, nói cách khác. Phản chiếu thế giới phục khắc hết thảy, duy chỉ có không có sao chép nó. Thử một chút. Linh Nhi nhao nhao muốn thử. Diệp thần trong tay thiên kiếm hiện ra, một kiếm vung ra. Chỉ nước. Không gian vẫn giết. Diệp thần cùng Linh Nhi hai đại sát chiêu đồng loạt đánh phía trên hư không mặt trời gay gắt, khổng lồ không gian chi lực gia trì, làm được Diệp thần chỉ nước một kiếm kiếm mang không có tiết lộ phân nửa sát phạt hơi thở. Vèo. Chỉ là kinh khủng điểm sáng vạch qua, không có nghĩ xem bên trong trời long đất lở nước đổ lưu, chỉ gặp trên hư không một vầng mặt trời nóng rực, giống như giấy mỏng vậy bị chia làm hai. Trong đó tản ra một chút kim mang, tinh khiết hơi thở chỉ là ở đó chỗ vết rách tràn ra phân nửa, chính là làm được chín đỉnh bên trên, vạn vật sống lại. Đó là sinh linh cửa. Linh Nhi kinh ngạc nói. Diệp thần, vậy sau lưng mới thật sự là đỉnh núi. Diệp thần sớm ở Linh Nhi xúc động để gặp, thân hình cũng đã phủ diêu bên trên, kéo Linh Nhi tay, chui vào trong đó. Kim mang chớp mắt, mặt trời nóng rực trên không, vẩy chiếu chỗ, vạn vật đều là sinh. Trời đất quay cuồng rừng để, tựa như hạ mà lên thang cấp xa xa, sân u tính tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có người đặt chân, đúng như Diệp thần chưa từng đã tới như vậy yên tĩnh bình thản. Bên trong có càn khôn, cái này khí thế tuyệt cảnh, quả thật không bình thường. Diệp thần lần nữa ngắm nhìn bốn phía, vào mắt đều là trắng, nhưng là giống như chết yên tĩnh. Linh Nhi. Hai người ăn ý nghĩ thông suốt, Diệp thần chỉ là một tiếng khẽ quát, Linh Nhi chính là rõ ràng liền Diệp thần ý, xoay người phiêu tán tại ở giữa thiên địa. Nơi quỷ dị, tu nhún nhường. Vào thời khắc này, Diệp thần giữa lông mày màu vàng dấu vết lại là thoáng qua một tia dị mang, ngay sau đó cảm thấy sau lưng một hồi đau nhói. Là cái hướng kia sao? Diệp thần dương mắt nhìn lên, vô tận màu trắng thế giới không thấy xuyên cuối, sau lưng quan tài đồng xanh xăm nhưng là lần đầu hiển lộ ra phân nửa màu đen hơi thở, từ Diệp thần phần lưng giật tán ra, chợt tan rã tại trắng xóa một phiến bên trong.
xem ra được bắt chặt thời gian. Diệp Thần than thầm một tiếng, dưới chân nhịp bước sinh gió, hướng kim mang chỉ dẫn phương hướng chạy đi, sau lưng quan tài đồng xanh xăm một khi bùng nổ, sợ rằng lúc trước vậy 10 cướp thần ma bên trong tháp tà hồn, chính là chính hắn kết quả. Màu trắng vừa nhìn vô tận, nơi này không có ở đây giới hạn. Chắc là khu vực này. Bốn mắt nhìn vòng quanh dưới, Diệp Thần tại thiên địa cộng một màu thế giới sừng, nhìn thấy một bóng người. Bỗng nhiên đứng yên cụ già, một bộ bạch bào đứng gần, cùng thiên địa này hòa hợp, không cẩn thận nhìn xem, căn bản không phát hiện được. Một cái bước dài xông lên phía trước, Diệp Thần lúc này mới quan sát tỉ mỉ dậy trước mặt cụ già tới, bề ngoài có chút quen thuộc, thậm chí và vậy đỉnh núi thứ năm ông già kém không nhiều, chợt liếc nhìn lại, người vô hại. Nhưng giờ phút này trước mặt cụ già nhưng là tròng mắt đóng chặt, bạc trắng râu tóc chỗ, thấm ra một món tử khí. Linh Nhi, ngươi không phải nói chỗ này là sinh linh cửa sao? Tại sao có một cổ thi thể ở chỗ này? Diệp Thần truyền âm hỏi. Tin đồn bên trong, sinh linh cửa bên trong, vạn vật đều có thể vĩnh sinh bất diệt, cái này lão nhân ra vì sao thi thể ở chỗ này, ta cũng không dám. Bên trong đan điền Linh Nhi cũng là sững sờ. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cụ già da thịt, truyền tới dịu dàng cảm giác nhưng là tỏ rõ, hắn cũng không hoàn toàn vẫn diệt. Nhưng thần tình kia bên trên, nhưng là có người chết phần độc nhất mà thi khí tràn ngập. Chẳng lẽ là người này đã vẫn diệt, nhưng sinh linh cửa khổng lồ sức sống uẩn dưỡng liền thân thể, bác một chút nhân quả, đợi ngày khác sống lại. Linh Nhi dẫu sao kiến thức rộng, đối cụ già thủ đoán như vậy, đại khái là suy đoán được một hai. Người nói là, người này lúc trước trải qua tử kiếp, nhưng lại không cam lòng chết đi, mới đưa thân xác ẩn núp nơi này. Diệp Thần hỏi. Ừ. Bên trong đan điền Linh Nhi trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới truyền âm nói, có lẽ người chính là vậy một đường nhân quả. Ta, Diệp Thần không khỏi được kinh ngạc, ngay tại hắn đang lúc thúc thủ vô sách, giữa lông mày một món ánh sáng màu vàng đột nhiên từ hắn ấn đường thoát khỏi, hướng vậy lão nhân đi. Ngay lập tức tới giữa. Liền Diệp Thần tự mình đều không từng kịp phản ứng, thần bí kia kim mang chính là đã rời thân thể. Diệp Thần sau lưng quan tài đồng xanh hóa thành xăm sáng lên màu đen vi mang, từ Diệp Thần phần lưng, tám sợi màu đen đồng xanh quấn liên hóa thành một cái sâu màu đen bàn tay, chính là hướng vậy kim mang bắt đi. À, từ máu thịt bên trong chóc ra quấn liên mỗi đưa ra một phần, đối với Diệp Thần chính là cực lớn thống khổ, Diệp Thần một tiếng tê tâm liệt phế quát chói tai. Muốn thi triển hồng mông đại tinh không và thiên tiên cá chép sao, nhưng căn bản không kịp. Một cổ lực lượng vô hình khống chế hắn. Hô! Trong chốc lát, trắng xóa một phiến bên trong thế giới, màu sữa gió nhẹ lướt qua, đem màu đen kia bàn tay thổi tan. Diệp Thần sau lưng quan tài đồng xanh tựa hồ có lòng không cam lòng, bạo tản ra màu đen bàn tay lần nữa hóa thành tám sợi quấn liên, hướng cụ già thân xác khỏa quấn đi. Vậy kim mang nhưng bởi vì cái này màu sữa nhỏ gió mạnh thổi phất, thoáng qua một chút tung tăng ý, tựa hồ phá lệ vui vẻ, ngay tức thì chính là tràn vào cụ già thân xác bên trong, không thấy tung tích. Màu đen tám sợi quấn liên từ lòng đất chậm chạp đưa ra, bất quá là mấy hơi thở thời gian, cũng đã đem cụ già thân xác khỏa thành bánh chưng. Trắng xóa thế giới bên trong, từng cơn màu trắng sương mù bay lên vần quanh, tràn ngập ở cụ già quanh thân, tựa hồ muốn đem cái này màu đen quấn liên hòa tan. Từng trận hắc vụ bay lên, quấn liên cũng là đang điên cuồng rút ra lấy Diệp Thần máu thịt lực, dùng để chống cự xương trắng này ăn mòn lực. Thời khắc này Diệp Thần, hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải. Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong một hồi ánh sáng chớp động, Linh Nhi thân hình chớp mắt, thấy sau lưng quan tài đồng xanh xăm dị động, Linh Nhi cũng là cũng không ngồi yên nữa. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn vậy giữ tợn quan tài. Tựa hồ hắn cũng là có sinh mạng vậy, không ngừng phun trào vùng vẫy, tựa hồ có vật gì muốn từ trong đó phá vỡ. Diệp Thần sau lưng máu thịt bên trên, cũng là căn căn kinh mạch nổ lên, tựa hồ có đồ muốn phá thể ra. Linh Nhi không nghi ngờ chút nào, vậy rung động nắp quan tài một khi phá vỡ, đồ vật bên trong liền sẽ lập tức xé ra Diệp Thần máu thịt ra. Không gian vẫn giết, cởi chuông phải do người buộc chuông. Linh Nhi nhìn về vậy gắt gao quấn quanh tại cụ già quanh thân tám sợi màu đen quấn liên, ở căn nguyên ra, khổng lồ không gian vặn cổ lực, đem Diệp Thần máu thịt liên quan quấn liên trong phút chốc cắn nát. Băng! Không gian cắt kim loại lực khủng bố như vậy, ngay lập tức liền đem quấn quanh tại cụ già quanh thân tám sợi quấn liên vặn gãy đi,
cùng một trong cùng bay tản, còn có Diệp Thần căn cốt sau lưng máu thịt. Ngã nằm dưới đất Diệp Thần một tiếng kêu đau, cái này mới chậm rãi khôi phục ý thức, mà vậy sau lưng quan tài đồng xanh xăm, bởi vì hắn cản tay liên vết nứt, cũng là lại không có nơi dị động, nắp quan tài lần nữa yên lặng. Đáng chết! Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, bát quái thiên đan thuật không ngừng chữa hư hại thân máu thịt, mới vừa mặc dù không cách nào tránh thoát, nhưng hắn nhưng là rõ ràng cảm thụ ngoại giới phát sinh hết thảy, nếu không phải Linh Nhi ẩn giấu một tay, coi là thật xảy ra đại sự. Một món ánh sáng màu vàng vào cơ thể, cụ già quanh thân tử khí tiêu tán phân nửa, liền vậy trắng như tuyết trường sam bên trên, đều có liền phân nửa đằng vân hình vẽ lưu chuyển. Đã từng ta thấy hắn, tựa hồ rất trẻ tuổi. Cái này khí thế tuyệt cảnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho hắn thay đổi già như vậy. Sức sống đều cơ hồ trôi qua. Hắn chắc là chúng ta muốn tìm, khí thế tuyệt cảnh chân chính thủ hộ giả. Sắc mặt trắng bệch Diệp Thần đứng dậy, chắc chắn nói. Lúc trước vậy quan tài đồng xanh, hẳn là nếu không cố hết thảy chiếm đoạt hắn, nếu không phải Linh Nhi ngươi ra tay, sợ rằng giờ phút này hết thảy cũng xong rồi. Diệp Thần hướng về phía Linh Nhi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư ở nơi này cười. Linh Nhi cau mày chăm chú nhìn, nhìn về đứng vững cụ già, mặc dù kim mang vào cơ thể, làm được sức sống hoàn toàn không có thủ hộ giả lần nữa giấy lên một món tức giận. Nhưng cái này nhỏ không thể ngửi nổi hơi thở, căn bản không cách nào làm được cường giả này lần nữa sống lại. Khí thế tuyệt cảnh xảy ra đại sự, cho nên ngươi mới biết trước thời hạn ở cái này thời gian liền đặt chân nơi đây. Vậy do năng lực của ngươi bây giờ, căn bản là không cách nào cố gắng xoay chuyển tình thế, thế nhưng quan tài đồng xanh lại là chuyện gì xảy ra tình. Linh Nhi đầu óc bên trong quanh quẩn ra một cái lại một cái vấn đề, nhưng nàng nhưng là chưa từng đối với trước mặt Diệp Thần nhắc tới. Diệp Thần mắt gặp Linh Nhi vẻ ngưng trọng, cũng là vội vàng mở miệng nói, bây giờ muốn biết chỗ này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phải cứu sống hắn mới được. Linh Nhi nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái, không có biện pháp, thủ hộ giả nhất định là thiên quân cường giả không thể nghi ngờ, hắn thần hồn chết đã lâu, chỉ là dựa vào sinh linh cửa duy trì thân xác hoạt tính, người nơi mi tâm vậy một món kim mang, có thể là hắn tán lạc tại thế gian thần hồn tàn niệm. Bằng vào cái này một chút. Không đủ để thức tỉnh thiên quân cường giả. Linh Nhi đối với không gian thành tựu có thể nói đạt tới hóa cảnh, liền nàng đều là như vậy hủy bỏ, có thể tưởng tượng được trước mặt thủ hộ giả, sớm ở nghìn năm, thậm chí vạn năm trước, cũng đã là xảy ra chuyện. Thần hồn truyền ra tín niệm, cho tới hôm nay mới bị Diệp Thần mang đến, nhưng hết thảy cũng đã chậm. Cứ việc sách sớm như thế nhiều, vẫn là chậm sao? Linh Nhi tự lẩm bẩm. Diệp Thần nhưng là đã dựng thân tại cụ già trước người, tỉ mỉ tra xét thủ hộ giả thân xác. Đầu ngón tay một chút thi khí mất đi, ngón trỏ phải nhẹ nhàng run một cái, nhưng là nghe được Linh Nhi thanh âm truyền tới, vô dụng, bất quá là thân xác phản ứng thôi, muốn cho hắn tỉnh lại, lấy chúng ta trước mắt tu vi, không làm được. Diệp Thần nhưng là không nói, suy nghĩ chút gì. Một hồi lâu sau, Diệp Thần lúc này mới lên tiếng nói, sống chết và luân hồi, ai hơn mạnh. Linh Nhi cả kinh, nhưng là nghe được Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói, có lẽ có cái biện pháp, có thể thử một lần, ta có nắm chắc để cho hắn tỉnh lại. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng. Ngươi muốn làm gì? Linh Nhi nhìn về bên người trước mắt tự tin Diệp Thần, nghi ngờ nói. Lần nữa mở ra vậy đạo lực tính. Diệp Thần đem mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Lời nói chưa rơi xuống, nhưng là gặp tới Linh Nhi nghiêm nghị quát, ngươi điên rồi. Ngươi biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì sao? Thần bí kia quan tài đồng xanh quấn liên đúng là sẽ hút đi thủ hộ giả thần hồn lực, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, một khi sau lưng ngươi quan tài đồng xanh hấp thụ cổ lực lượng này, đổi được một phát không thể thu thập phải nên làm như thế nào? Linh Nhi tức giận nhìn về Diệp Thần. Ho ho, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới mình đề nghị sẽ đưa tới Linh Nhi như vậy phản đối. Diệp Thần suy nghĩ luôn mãi, vẫn mở miệng nói, thủ hộ giả đã rơi vào tình cảnh như vậy, khí thế tuyệt cảnh sở dĩ ở hai người chúng ta đặt chân lúc liền dị tượng dồn dập xảy ra, cứu căn nguyên, cũng là bởi vì là thủ hộ giả xảy ra vấn đề. Thấy Linh Nhi tức giận quai hàm không có chút nào ngừng ý, Diệp Thần tiếp tục giải thích nói. Mà đây sau lưng hết thảy, hắn chắc chắn biết bí mật. Diệp Thần ngón trỏ đưa về phía cách đó không xa, vậy đứng yên bạch bào cụ già.
mặc cho Quấn Liên hút lấy thủ hộ giả thần hồn lực, cho dù tỉnh lại, hắn tu vi đến lúc đó căn bản không đủ để bình định khí thế tuyệt cảnh loạn, huống chi, quan tài đồng xanh hấp thụ vậy nhóm cường giả lực, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ tình huống. Thần bí kia quan tài đồng xanh, liền ta cũng không nhìn thấu, lấy chúng ta thực lực trước mắt. Linh Nhi thấy Diệp Thần tâm ý đã quyết, cũng là thu hồi lúc trước bộ kia tức giận tư thái, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng nói. Ta rõ ràng ngươi băn khoăn, nhưng dưới mắt thủ hộ giả đã như vậy, hắn không tỉnh lại, hai người chúng ta như nhau được đối mặt không biết tình huống. Diệp Thần bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng mà, Linh Nhi vẫn là không muốn thỏa hiệp, nhưng là nghe được Diệp Thần tiếp tục nói, dưới mắt cây bản không có biện pháp nào khác, chúng ta thậm chí không biết tiếp theo nên làm những gì. Hồng Quân lão tổ đề cập tới chỗ này, nơi này nhất định có cái gì quan hệ đến luân hồi, hiện tại duy nhất chỉ đường người, chỉ có thủ hộ giả. Huống chi, người ta chỉ biết hiểu cái này khí thế tuyệt cảnh dị tượng dồn dập xảy ra, nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đại khủng bố, chúng ta không thể nào biết được. Cứu tỉnh thủ hộ giả, chúng ta mới có thể biết được hết thảy, mới có thể bác một đường sinh cơ. Linh Nhi giờ phút này hai cái tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo, răng trắng như tuyết khẽ cắn môi mỏng, không nói một lời. Rất hiển nhiên, Diệp Thần nói đúng sự thật, cũng là lựa chọn duy nhất. Tựa hồ là xem thấu Linh Nhi băn khoăn, Diệp Thần cười một tiếng mở miệng nói, yên tâm đi, cái này quan tài đồng xanh, lấy thiên quân lực lượng, thượng không đủ để thức tỉnh nó. Thật, Linh Nhi nghe vậy, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng Diệp Thần, nàng đang quan sát, Diệp Thần có hay không lừa gạt nàng. Thế nhưng đôi lãnh đạm con ngươi, nhưng là làm được Linh Nhi đáy lòng có một chút lộ vẻ xúc động. Chỉ nghe được Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói, mười cướp thần ma tháp tồn tại, đã là không thể nào truy đuổi hắn ngọn nguồn, cái này cùng thần cổ vật đều không cách nào luyện hóa hắc quan, há có thể là chính là thiên quân lực có thể mở. Hơn nữa, nó hiện tại cùng ta tương liên, mới vừa một khắc kia, ta có thể thanh tỉnh cảm giác được, nó cách tỉnh lại, còn kém xa. Quả nhiên, Diệp Thần như vậy giải thích hạ, Linh Nhi mới vừa thư thái, chợt nhẹ khẽ gật đầu hỏi. Người định làm gì? Thấy Linh Nhi đồng ý, Diệp Thần cũng lại yên lòng, trầm giọng nói, vậy luyện thần đỉnh từ ta ấn đường chóc, ta cùng nó có một chút cảm ứng. Ta lấy hồn lực ngưng tụ, thêm tới võ đạo luân hồi đồ, nguyện vọng thiên tinh và trận tự quyết dẫn dắt, làm nó lại xuất hiện, vậy Quấn Liên khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa, cùng thủ hộ giả thần hồn nhất là yếu ớt lúc đó, người cắt đứt hắc quan Quấn Liên, ta tới sống lại thủ hộ giả. Diệp Thần bố trí kế hoạch, Linh Nhi nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu. Diệp Thần lại nữa trì hoãn, trong cơ thể hắn ẩn núp luân hồi chi bàn dần dần hồi phục, dẫn động sáu đạo lực lượng. Nguyện vọng thiên tinh trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao. Luyện thần đỉnh hóa thành một đạo thần mang, quanh quẩn tại bạch bào cụ giả ấn đường tới giữa. Vù vù, vù vù, trắng như tuyết giữa trời đất từng trận tiếng vo ve vang lên, bạch bào cụ giả quanh thân thoáng qua một chút yếu ớt sức sống, trắng như tuyết trường bào bên trên. Phong cách cổ xưa đường vân chớp mắt rồi biến mất đi, hắn giữa lông mày kim mang, ánh ra điểm điểm tinh quang. Võ đạo luân hồi đồ, dẫn dắt. Diệp Thần tay phải khép mở, vạch qua quanh thân không gian, một hồi vô hình chập chờn thoáng qua, sau lưng từ vẽ sơn thủy thành cuốn, một bộ đẹp lạ thường thế giới từ từ mở ra. Ấn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vậy quanh quẩn tung tăng tại cụ già mi tâm một chút kim mang đột nhiên đọng lại tại Diệp Thần trước mắt. Theo Diệp Thần niệm lực xen lẫn, hắn kim mang cường thịnh mấy phần. Xích, thoáng qua tới giữa, Diệp Thần sau lưng quan tài đồng xanh đen nhánh đường vân tràn vào lộ vẻ, lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, đi đôi với Diệp Thần máu thịt vỡ nhỏ, tám sợi màu đen quấn liên lần nữa trào hiện ra. Nên tới vẫn phải tới. Linh Nhi tròng mắt đông lại một cái, nhìn trước mắt lần nữa hiện ra tám sợi quấn liên, luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Khí tức lạnh như băng. Làm người ta như ngắm nhìn vực sâu vậy, cảm thấy không rõ. Liền nàng tu vi, đều là cảm thấy từng cơn dùng mình từ đáy lòng trào hiện ra. Tên này sẽ không lừa gạt ta chứ? Nhìn máu thịt kia tách ra Diệp Thần, Linh Nhi đáy lòng thoáng qua một chút bất an. Đúng như dự đoán, chỉ là ngay lập tức tới giữa, theo Diệp Thần một tiếng đau triệt cánh cửa lòng kêu gào, không ngừng kéo dài ra màu đen quấn liên, đã có mấy chục trượng chi trưởng. Từ bạch bào cụ già dưới chân bắt đầu lan tràn, miễn cưỡng đem khỏa thành một bánh trưng. Cố nén đau nhức Diệp Thần lần nữa hai tay nâng lên, trán gian nổi gân xanh,
sau lưng máu thịt tách ra ra, đỏ tươi mịch mịch xông ra, run rẩy chắp tay. Hồng Mông Đại Tinh Không, trận tự quyết, tán. Theo Diệp Thần một tiếng hiện ra hết mệt mỏi khẽ quát, sau lưng vậy giống như ngân hà vậy rực rỡ thế giới chấm tiêu tán, võ đạo luân hồi đồ cường đại phong ấn lực vậy đang nhanh chóng trôi qua. Bị ngưng tụ vào trong hư không kim mang ngay tức thì thoát khốn, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy vèo một tiếng, chui vào cụ giả ấn đường bên trong. Tựa hồ là cảm nhận được liền kim mang trở về vị trí cũ, tám sợi sâu màu đen bọc ở cụ già trên thân hình quấn liên tách ra ra một chút khí tức lãnh liệt, u hắc sương mù chậm rãi bay lên, lửa đốt mặc cụ già quanh thân không gian, ở người bên, giấy lên đốm nhỏ ngọn lửa đen. Theo màu đen quấn liên động tác không ngừng, Diệp Thần thân xác vậy đang chịu đựng cực lớn chỗ đau, hắc phụ bốc lên ngay tức thì, Diệp Thần bên trong đan điền, luân hồi huyết mạch đã là mở hết, không ngừng chữa trị thân thể. Hai tiếng rên, tựa hồ là không chịu nổi áp lực, Diệp Thần rõ ràng cảm giác đạo mình hai cây xương sườn đã vết nứt, cốt gai đưa ra bên ngoài cơ thể, dữ tợn đáng sợ. Diệp Thần, Linh Nhi kêu lên một tiếng, định ngăn trở, nhưng là bị Diệp Thần khoát tay ngăn lại. Ho, một chút đỏ thấm ngoan mệnh nuốt xuống, Diệp Thần quay đầu lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đỏ môi son răng nói, điểm này mà đau đớn, ta còn chịu nổi, coi trọng thủ hộ giả. Hô. Diệp Thần luôn luôn mấy tiếng thô trọng tiếng thở dốc truyền tới, nghe tiếng, nàng hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt nhưng là vững vàng nhìn chăm chú trước mặt cụ già. Từng trận bay lên hắc vụ, bốc hơi tản đi màu trắng không gian bên trong sức sống hơi thở, đồng thời vậy đang không ngừng cắn nuốt cụ già thân thể thần hồn lực. Hút đi thần hồn, sẽ đưa đến tu giả tuổi thọ giảm nhanh đồng thời đi đôi với cảnh giới tu vi rơi xuống, lấy mới vừa vậy yếu ớt kim mang tới xem. Muốn làm để cho thủ hộ giả sống lại, lấy hắn trạng thái còn xa xa không đủ. Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng là phát hiện, vậy tám sợi quấn liên, hấp thụ lực lượng sau đó, quỷ bí hơi thở cường thịnh hơn, chiếu này suy đoán, liền nàng đến lúc đó cũng không nhất định có thể cắt đứt thần bí này dây chuyền. Diệp Thần. Giờ khắc này, Linh Nhi tựa hồ phát giác không đúng, nảy sinh ý rút lui, chợt quay đầu lại nhìn về Diệp Thần, cái này nhìn một cái xem dưới, cả kinh thất sắc. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần quanh thân máu thịt đều là tách ra, toàn bộ trên lưng, máu thịt cơ hồ cháy hết, thần bí kia đồng xanh hắc quan, ngưng tụ mấy phần, rất nhiều một bộ thái sơn áp đỉnh thế. Không thể ngừng, lập tức mau thành công, Diệp Thần biết được Linh Nhi muốn nói gì, lúc này quát lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cụ già thân thể tu vi đã rơi xuống thiên quân, thậm chí liền võ đạo hơi thở, cũng thật là yếu ớt. Linh Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác. Không đành lòng lại nhìn về phía vậy thảm không nỡ nhìn Diệp Thần. À, xem có thể đạt được chỗ, bạch bào cụ già vậy quanh thân quanh quẩn ánh sáng màu trắng mặc bị màu đen quấn liên tầng tầng từng bước xâm chiếm, đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ, vậy theo Diệp Thần tê tâm liệt phế một tiếng đau uống cùng vỡ nhỏ. Suy, quấn liên chạm đến cụ già da thịt trong nháy mắt, khí thức lãnh liệt ở trên đó khắc xuống liền từng cái gông xiềng đường vân, bắt đầu điên cuồng cướp lấy cụ già thần hồn lực. Thời khắc này cụ già hơi thở uể oải, cả người mạnh mẽ tu vi toàn bộ rơi xuống, giữa lông mày một món kim mang tách ra ra, Linh Nhi tròng mắt chớp mắt, nàng nhìn thấy cụ già đầu ngón tay nhẹ nhàng run một cái. Thành công! Ngay chớp mắt, lo lắng Diệp Thần an nguy Linh Nhi trong cơ thể, tóe ra gần như hủy diệt tính không gian chi lực, cường đại cắt kim loại lực đem sinh linh bên trong cửa từng cơn sức sống cũng toàn bộ biến dạng, mà vậy tản ra sâu màu đen khí tức lạnh lùng quấn liên. Nhưng vẻn vẹn chỉ là sụp đổ mấy cái lỗ hổng. Linh Nhi thấy vậy, sắc mặt ngay tức thì xanh mét. Xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra. Liền nàng biến dạng lực, đều đã không phá nổi cái này đồng xanh quấn liên. Hô! Bạch bào cụ già hơi thở tới giữa, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng thở dốc vang lên, tựa hồ thành giữa trời đất đẹp nhất thanh âm. Chí ít ở Linh Nhi trong mắt xem ra, là như vậy. Dù là cụ già tu vi không còn. Nhưng chỉ cần tỉnh lại, lấy lịch duyệt, có lẽ này cục có thể rõ ràng. Sâu màu đen quấn liên quanh quẩn tại cụ già quanh thân, vậy nguyên bản thổi đánh có thể phá ra thịt nhanh chóng khô héo, từng cơn hoa ban hiện ra, tóc mai giữa nếp nhăn ngay tức thì hiện lên, liền vậy trắng như tuyết trường bào, tựa như cũng bởi vì năm tháng sông lên soát, ố vàng liền mấy phần. Ho! Một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền tới, Linh Nhi vội vàng quay đầu nhìn lại. Quấn liên ở Diệp Thần quanh thân đều là khắc xuống liền sâu thấy tới xương gông xiềng đóng dấu, trên đó quỷ bí hơi thở phun trào,
theo từng cơn hắc vụ không ngừng bay lên, Diệp Thần thân máu thịt, cũng là theo hóa thành màu đen dương như theo gió tấc tấc tản đi. Đáng chết, phá cho ta. Linh Nhi hốc mắt bên trong, xông ra hai hàng lệ nóng, bạo ngược không gian chi lực, cơ hồ đem cả tòa sinh linh bên trong cửa sức sống tiêu diệt hầu như không còn, thế nhưng hấp thụ lực lượng quấn liên, nhưng vẫn như cũ là không gì phá nổi. Mặc dù không biết người rốt cuộc ôm có mục đích gì, nếu như Diệp Thần bỏ mình, ta đem không tiếc bất cứ giá nào, đem cả tòa không gian lần nữa phong ấn vạn năm. Thê thảm tiếng quát từ thiếu nữ trong miệng khạc ra, nháy mắt tới giữa, cả tòa sinh linh cửa bên trong tràn ngập màu trắng sống, chính là lũ lũ tản đi, bạo ngược không gian chi lực, tràn đầy liền hủy diệt ý. Vù vù, Diệp Thần sau lưng vậy gần như thực chất hóa đồng xanh hắc quan giống như là cảm ứng được Linh Nhi một phen đoạn tuyệt ý. Mấy phen lóe lên sau đó, lựa chọn thỏa hiệp. Tựa hồ vạn năm thời gian, nó không muốn lần nữa trải qua. Vèo. Từng cơn tiếng gió gào thét mà trì, quấn quanh tại cụ già quanh thân tám sợi quấn liên lại nữa phát ra khí tức âm lãnh, từ hắn trong gió tàn trúc vậy thân xác dưới tùng tháo, nhanh chóng chui vào Diệp Thần máu thịt bên trong, lâm vào tĩnh mịch. Khác ở Diệp Thần quanh thân gông xiềng đường vân, cũng là quy về yên lặng, luân hồi mộ địa ánh sáng chấp động. Một cổ vô hình sấm sét lực lượng nhanh chóng tu bổ Diệp Thần vậy một số gần như vỡ nhỏ thành bùn thân máu thịt. Đây là hỗn độn lôi đế lực lượng. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới hỗn độn lôi đế sẽ vào lúc này yên lặng ra tay. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trên hư không muốn đã chết tương bính Linh Nhi thấy vậy, cũng là ở giây phút sau cùng tan mất sát ý, giữa chán chén lớn mồ hôi hột nhỏ xuống, trước mắt tầm mắt một hồi mơ hồ. Mơ hồ cảm nhận được Diệp Thần hơi thở đang nảy sinh, lại nghe được bên tai một tiếng giả nua hồi tiếng vang lên thời khắc, vừa muốn mở miệng, nhưng là lại cũng không kềm được, rớt xuống đất, hóa thành lau một cái lưu quang, trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Không biết qua bao lâu, lạnh lẽo thấu xương xâm nhập Diệp Thần ý chí, toàn thân cao thấp, lạnh như hàn xương. Hô! Thô trọng tiếng thở dốc chợt nổi lên, Diệp Thần xoay mình mở ra hai tròng mắt đứng dậy. Vào mắt nhưng lại yên lặng tường hòa một màn, cách đó không xa đống lửa mọc tùm, màu vàng kim diễm lửa chiếu ngược Diệp Thần gò má, dâng lên một chút đỏ thắm, thế nhưng khí tức lãnh liệt, nhưng là chưa từng suy giảm phân nửa. Luân hồi chi chủ, người tỉnh. Một giọng già nua tựa như sấm vậy bổ ra Diệp Thần thức hải, Diệp Thần vội vàng lắc đầu, lần nữa chăm chú nhìn nhìn lại, chẳng biết lúc nào, bên đống lửa, một bộ áo dài trắng cụ già đứng ở một bên. Không biết là diễm lửa ánh chiếu hoặc là cái khác, vậy trắng như tuyết trường bào, đều là nổi lên mấy phần loang lổ. Mặc dù thân hình tướng mạo cùng trước kia hình dáng so sánh, thất thần vận, nhưng Diệp Thần vẫn là một mắt liền nhìn ra, đúng là mình trăm phương ngàn kế muốn tìm người thần bí. Tiền bối, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nhìn trước mắt cụ già đèn cạn dầu, Diệp Thần có quá nhiều vấn đề muốn mở miệng hỏi, nhưng người trước mắt bộ dáng như vậy, hắn lại là muốn nói lại thôi. Luân hồi chi chủ, người trưởng thành, xa so ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Ta biết người có rất nhiều nghi vấn, ta có thể từng cái giải đáp, nhưng người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bạch bào cụ già thu hồi nụ cười, thẳng mở miệng nói. Diệp Thần chân mày cao lại, giữ yên lặng, tỏ ý cụ già tiếp tục. Cái này khí thế tuyệt cảnh, tu hữu người chấn thủ, bởi vì một ít nguyên nhân, ta đại hạn buông xuống, hy vọng người có thể thay ta kéo dài thủ hộ giả nhất mạch. Vĩnh trấn nơi đây. Đêm tối gió mạnh thổi phất qua Diệp Thần gò má, vậy chập chờn đống lửa dính dấp Diệp Thần tim, cũng là cùng theo lơ lửng không chừng. Bầu không khí trong chốc lát lâm vào yên lặng, cụ già ngược lại cũng là chưa từng bức bách Diệp Thần. Tiền bối, thứ cho ta không cách nào tòng mệnh. Sau một lúc lâu, Diệp Thần thẳng mở miệng cự tuyệt nói. Hắn sẽ đối kháng vạn khư, hắn phải tìm còn dư lại luân hồi huyền bi, còn có luân hồi thiên kiếm. Hắn thật không muốn nhúng tay nữa nơi đây nhân quả. Nếu như trở thành thủ hộ giả, mình bố cục bàn cờ này, lại nên làm cái gì? Thằng nhóc, ngươi không cần nóng nảy cự tuyệt ta, cái này khí thế tuyệt cảnh, có ngươi không cách nào tưởng tượng cơ duyên, có thể giúp ngươi nhanh chóng phá nhập trăm giả cảnh. Những năm trước đây, ta một mực ở xem xét ngươi, ngươi thực lực và tiềm lực cực kỳ khủng bố, nếu như không ra ngoài dự liệu, nơi này phúc duyên có thể làm ngươi 3 năm bên trong đặt chân chân chính trăm giả cảnh đỉnh cấp. Phải biết, đối với tu giả mà nói, 3 năm bất quá ngay lập tức, hết thảy cũng có thể vãn hồi, vạn vật đều có thể trọng tố.
Thủ hộ giả tựa hồ đối với Diệp Thần như vậy không kinh nghĩ cặn kẽ lỗ mãng trả lời bịt tai không nghe thấy, tiếp tục khuyên can. Tiền bối, trước người giúp ta ta rất cảm ơn, nhưng thủ hộ giả nhất mạch trách nhiệm trọng đại, ta quả thật lực không theo tim, khó chịu lớn đảm nhiệm. Diệp Thần lắc đầu cười khẽ, dù là có thiên đại cơ duyên, vậy tuyệt không thể nào đem hắn buộc ở chỗ này trấn thủ cái này vô tận tĩnh mịch không gian. Tu giả một đường, bản liền vì truy tìm trình độ cao nhất võ đạo, đã từng chúng ta gặp nhau, ta vẫn là tóc xanh, hôm nay cũng đã tóc trắng, đây là đã định trước cướp, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là luân hồi chi chủ, khí vận vô địch, cái này cùng cơ duyên, chẳng lẽ cam nguyện buông tha. Bạch bào cụ già không lại tiếp tục khuyên can, ngược lại thì truy đuổi hỏi tới Diệp Thần. Đêm tối gió lần nữa phất qua, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, vậy phân bố màu trắng sức sống thế giới, giờ phút này đưa tay không thấy được năm ngón. Thế giới này sống lực, vốn là ta diễn sanh, năm xưa vì bác một đường sinh cơ, bất đắc dĩ ra hạ sách này, hôm nay bị ngươi thức tỉnh, cũng là lớn giới hạn buông xuống, cái này mảnh không gian, vậy ngày giờ không nhiều rồi. Cụ già nhìn thấy Diệp Thần thần sắc ngưng trọng dáng vẻ, mở miệng giải thích. Tiền bối, cái này khí thế tuyệt cảnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nghe Linh Nhi nói, nơi đây bản là nơi tĩnh mịch, chúng ta tới đây nhưng là phân bố ý định giết người, hơn nữa còn nói gì đến sớm loại. Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Sớm, cũng không sớm, ngươi có thể nhớ, ngươi tìm cái này khí thế tuyệt cảnh, là vì sao? Cụ già ánh mắt thâm thúy, tựa như ở Trần Phong đã lâu trí nhớ cũ bên trong lật tìm chút gì. Một mặt, là đã từng và ngươi kết nhân quả, mặt khác, chính là vì sau lưng đồ. Dĩ nhiên, ở Diệp Thần nhận biết bên trong, chủ yếu vẫn là vì thần bí kia đồng xanh hắc quan, vật này nếu như bùng nổ, đối mình tất nhiên tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Mép nói chưa lối ra, sau lưng lại truyền tới một hồi âm lãnh lạnh lẽo thấu xương. Tên kia lại sao động sao? Từ hấp thu thủ hộ giả lực lượng, Diệp Thần trên lưng thần bí kia đồng xanh hắc quan, liền một mực dục dịch. Nếu như giờ phút này mặt trời rực rỡ cao chiếu, Diệp Thần nhất định sẽ phát hiện, hắn quanh thân, tí ti hắc vụ không ngừng di tán, liền liền vậy con mắt bên trong, đều là nổi lên một chút hắc khí. Thủ hộ giả vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhưng là thần sắc biến đổi. Không tốt, ngươi tới đây sinh linh cửa, bao lâu? Thấy trên người ông già hơi thở biến, Diệp Thần cũng là vẻ mặt nghiêm, trầm giọng nói, một ngày. Trên đỉnh núi thứ 9. Có từng gặp được dị tượng? Thủ hộ giả trầm giọng hỏi. Diệp Thần đem vậy chín đỉnh bên trên gặp phải phản chiếu mình, cũng gặp gỡ liên tục đại chiến sự việc tường thuật cho cụ già. Sinh linh cửa tán loạn, tên kia bắt người hơi thở, tìm đến nơi này. Thủ hộ giả vừa dứt lời, bầu trời đêm tối đen bên trong sấm tiếng cuồn cuộn, đạo đạo lôi mang hiện ra, đổ ánh ra khí thế tuyệt cảnh chín đỉnh ảnh. Một đạo lôi mang thẳng đánh xuống. Đem nơi này không gian nổ ra một đạo liệt ngân, ở đó sau lưng, kinh khủng hơi thở khuynh tiết ra. Diệp Thần ngay tức thì không lạnh mà run, nhìn hết thảy trước mắt, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viêm Tôn Đại Đế. Thủ hộ giả sắc mặt âm trầm, đáp lại. Sát thí Đại Đế, Viêm Tôn Đại Đế. Diệp Thần tự lẩm bẩm, còn chưa bước vào khí thế tuyệt cảnh, chính là gặp phải cái gọi là sát thí Đại Đế thủ hạ chặn đánh, hôm nay lại tới cái Viêm Tôn Đại Đế. Cái đó niên đại, chỉ có một phe cường giả mới có tư cách gọi là đại đế, chẳng lẽ những người này, đều là trấn áp tại này viễn cổ cường giả. Diệp Thần trong lòng xông ra không tốt ý niệm, cái này cùng tà cường giả tiếp liền quấy phá, xem ra khí thế tuyệt cảnh phong ấn xảy ra đại vấn đề. Ngươi còn gặp qua sát thí đại đế, thủ hộ giả nhướng mày một cái, Diệp Thần lúc này mới đem lúc trước đánh một trận đạo minh. Lại đã đến loại trình độ này. Cho không được cụ già kinh dị. Sinh linh cửa bầu trời, thiên địa chấn động, hắn hạ chín đỉnh dị tượng lóe lên, tạo thành một đạo màu đen cầu, một vị giống như quân vương tồn tại, dậm chân tới. Lúc đầu trốn ở chỗ này, ra tay thật lớn. Thanh âm hùng hồn cùng vậy thân ảnh to lớn giáp nhau, ước chừng so Diệp Thần cao hơn gấp đôi to lớn dáng người trên, màu đen áo giáp tăng thêm mấy phần quỷ bí hơi thở. Ta không cảm giác được hắn hơi thở, cho dù là đứng ở mắt ta trước, đều là chưa từng có chút nào. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, cái này nhóm cường giả, sợ rằng so với quá thần, đều mạnh hơn. Một bên thủ hộ giả trầm giọng nói, này nhóm cường giả, lật bàn tay có thể diệt vạn vật, cho dù là một tòa đại lục,
cũng sẽ ở hắn trong lòng bàn tay khoảnh khắc vẫn diệt. Bất quá không cần lo lắng, trước mắt cái này, bất quá là hổ giấy thôi. Khí thế tuyệt cảnh vạn năm phong ấn, đã sớm phai mờ thân thể, người chỗ đã thấy, bất quá là tàn hồn mà thôi. Vậy trên hư không to lớn nam tử nhưng là tàn nhẫn cười một tiếng, tàn hồn. Cho dù là tàn hồn, cũng không phải các ngươi con kiến hôi có thể sánh bằng tồn tại. Một tiếng quát to, chín đỉnh tiếp liền giáp nhau, trên đó kêu rên tiếng phiến phiến bên tai không dứt. Gay gâu, thủ hộ giả đứng dậy, chợt lấy thân làm nói, tại sinh linh cửa cắn câu ra từng cơn phong cách cổ xưa đường vân, rồi mới miễn cưỡng chân áp xuống liền sao động. Ha ha ha, người cái này đèn đã cạn dầu, ban đầu sức sống mạnh mẽ, hôm nay đã tóc trắng, nếu không ta cũng không tìm được nơi này, vạn năm ẩn núp, rốt cuộc để cho ta chịu đựng đến ngày này. Viêm Tôn đại đế bóng người chợt chăm chú nhìn về phía dưới Diệp Thần. Liền mới thân xác cũng cùng nhau cầm tới, giảm bớt ta lần tìm thế gian, ha 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 ha. Nhìn như gợn sóng không sợ hãi, nhưng lại sấm sét vạn quân. Mỗi cười to một tiếng, cũng làm được sinh linh cửa không gian một trận rung động. Người lão này đừng hòng sanh sự bưng, đợi ta lần nữa giáng thế, liền đem ngươi cái này nhất mạch, hoàn toàn đoạn tuyệt. Không thấy rõ dung mạo gò má bên trên, một đạo tinh mang từ trong con người bắn ra. Viêm Tôn đại đế bóng người sau đó biến mất. Thủ hộ giả kinh dị để gặp, quay đầu lại gian lúc này mới phát hiện, sau lưng Diệp Thần, lại là ở mình trong bất chi bất giác, bị cùng mang đi. Đáng chết! Thủ hộ giả đi qua đi lại, chợt trong mắt lóe lên một chút sát ý, đã như vậy, chỉ có thể nói trước. Tay áo vung tay lên, sinh linh cửa hoàn toàn vỡ nhỏ, thân ảnh của lão nhân phiêu hướng chín đỉnh chỗ sâu, lại cũng không gặp. Cùng lúc đó, khí thế tuyệt cảnh một chỗ khác. Thằng nhóc, lúc trước chín đỉnh đỉnh khảo nghiệm, ta rất hài lòng. Diệp Thần ở trơ mắt dưới tình huống, dưới chân cũng đã là đổi thiên địa, cả tòa bên trong không gian, chỉ là uy áp, chính là làm được hắn huyết mạch bốc hơi lên. Bất đắc dĩ, hoàng kim chiến giáp bao trùm quanh thân, chống cự trong thiên địa sóng nhiệt. Thái chân cảnh tu vi, nhưng ủng sẽ vượt qua trăm già cảnh thân xác, đến gần thiên quân hồn lực. Còn có huyết mạch này, lại có luân hồi hơi thở. Chỉ là một mục nhìn lại, Viêm Tôn đại đế liền đem Diệp Thần hoàn toàn nhìn thấu. Bằng chừng ấy tuổi liền cái này cùng kinh thế, muốn đến ngươi cũng coi là đương thời nhân trung long phượng. Bản đế giúp ngươi một tay, du ngoạn tuyệt điên. Viêm Tôn đại đế giọng bên trong, đều là không cho kháng cự ý. Muốn đoạt ta thân xác, còn nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị. Hồng Mông đại tinh không xuống Diệp Thần. Quắc mắt trầm giọng nói. Ha ha ha, bản đế vừa ý ngươi, là ngươi cơ duyên lớn lao, mãi mãi tới nay, nhiều ít tu giả trông mong ngóng trông thành thần. Ngươi có thể biết vạn khư thần điện, ta lực lượng đều có thể để cho ngươi đứng ở vạn khư thần điện bên trên. Thân thể to lớn dựng thân tại Diệp Thần cách đó không xa, một lớn một nhỏ tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi nhưng còn có chăn chối, mượn thân thể ngươi, bản đế có thể bảo gia tộc ngươi vạn thế gọi tôn. Viêm Tôn đại đế lãnh đạm mở miệng, như là thẩm phán bá tánh vậy con mắt hạ xuống Diệp Thần trên mình, chỉ đợi Diệp Thần cúi đầu. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng vạch qua một chút khinh thường nụ cười, ngước mắt lấy mong, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Viêm Tôn đại đế rõ vẻ mặt cứng đờ, chỉ nhìn được Diệp Thần không kềm chế được cười một tiếng, thẳng một quyền hướng mình đập tới. Một quyền này, mặc dù không có dùng quá nhiều võ đạo, nhưng là ẩn chứa Diệp Thần lực lượng kinh khủng một quyền. Một quyền chính giữa Viêm Tôn đại đế mặt, trước mặt Viêm Tôn đại đế liền lông mi mao đều không từng chớp động, chỉ là sắc mặt tái xanh nhìn trước mặt can đảm dám đối với tự mình ra tay con kiến hôi. Ngươi dám không vâng lời bản đế, nếu ngươi đối cận chiến cảm thấy hứng thú, vậy ta liền để cho ngươi xem vì sao làm lực tính. Kinh ngạc con ngươi dần dần chuyển là tức giận, chợt ngang nhiên gian ra tay. Liền Diệp Thần đều không từng thấy hắn động tác, vậy nện ở hắn mặt trên cánh tay phải chính là cảm thấy đau nhói, như là bị một cái kềm sắt vững vàng khóa lại. Viêm Tôn đại đế hài hước cười một tiếng, chợt tay phải hóa đao hung hăng chém xuống. Xích! Diệp Thần thân xác ở Viêm Tôn đại đế trước mặt, giống như giấy mỏng vậy bị nhẹ nhàng xé ra, cánh tay phải xuất hiện một đạo kinh thiên vết máu. Diệp Thần biến dạng hư không, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là chỉ cảm thấy sau lưng một hồi làm đau, đụng phải một tòa tường đồng vách sắt trên. Một tiếng rên, Diệp Thần lúc này mới quay đầu lại nhìn lại,
vậy một tấm hài hước mặt mũi đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Làm sao nhanh như vậy? Diệp Thần ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, cho không được hắn phản ứng, nhất kích chính là hung hăng nện ở hắn trên lưng. Diệp Thần thân hình giống như đạn đại bác vậy thẳng tắp bay ra, trùng trùng đập xuống đất. Mạnh mẽ như vậy lực sống lại, luân hồi thánh thể. Viêm Tôn đại đế một mắt chính là nhìn thấu Diệp Thần lá bài tẩy, vậy bị thương cánh tay phải đã lần nữa ngưng kết. Đáng tiếc, luân hồi huyết mạch còn chưa nguyên vẹn, còn được vãn năm uẩn dưỡng, nếu không vậy coi là đời này mạnh nhất huyết mạch. Đối Diệp Thần khịt mũi khinh bỉ Viêm Tôn đại đế, nhìn nhìn cách đó không xa vậy vùng vẫy đứng dậy bóng người, lần nữa mở miệng nói, thân thể này ta rất hài lòng, kháng ta nhất kích lại không có vỡ nhỏ, cũng được, ta đi thử một chút ngươi cực hạn ở nơi nào. T. Viêm Tôn đại đế lòng bàn tay mới vừa đụng chạm ở trên mặt đất, chính là một hồi nóng bỏng cảm giác truyền tới, hắn nhiệt độ, đem Diệp Thần ra thịt ngay tức thì nóng hóa. Viêm Tôn đại đế, xem ra tên này cực kỳ sở trường lửa pháp tắc. Đứng dậy Diệp Thần cẩn thận nhìn nhìn trước mắt nham thạch nóng chảy thế giới, sóng nhiệt không ngừng phun trào, liền hắn luân hồi thánh thể, đều là mơ hồ có dũng khí vỡ nhỏ cảm giác. Diệp Thần đã cảm nhận được tự thân huyết mạch đều có sôi trào dấu hiệu. Lúc trước một kích kia, đủ để đánh nát nhục thân của ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là thần bí kia đồng xanh hắc quan giúp ta chống được nhất kích. Cứ việc trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng may chống nổi một kiếp, lần nữa ngưng thần nhìn lại, Diệp Thần nhìn vậy không đếm xỉa tới to lớn người đàn ông, trong lòng ngầm sinh một cái. Tên này cực kỳ kiêu ngạo, nếu là có thể dẫn động thế giới này lửa pháp tắc, dung hợp hủy diệt lực, nói không chừng hữu hiệu. Lần nữa đứng dậy Diệp Thần hét lớn một tiếng, khí tức quanh người bạo tán, mạnh mẽ chập chờn một đá kích thích thiên tầng lãng, làm được cả tòa ngọn lửa thế giới dung nham toàn bộ phun ra lên. Có ý tứ, ra tay đi. Viêm Tôn đại đế nhìn phía dưới hơi thở không ngừng tăng vọt Diệp Thần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ta đây muốn xem, người thân xác ẩn chứa bao lớn tiềm lực. Nhìn vậy lần nữa vào tới Diệp Thần, Viêm Tôn đại đế chỉ là đứng chắp tay, một cánh tay ngăn cản. Gần ngay trước mắt Diệp Thần một quyền hung hăng đập tới, to lớn người đàn ông chỉ là giơ tay lên tượng trưng tính làm phòng, nhìn vậy gần ngay trước mắt quả đấm, Diệp Thần khóe miệng nhưng là vạch qua một hồi nụ cười thần bí. Lên, quả đấm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng dưới chân hung hăng đập tới, gào thét mà qua quyền phong dung nhập vào lòng đất nham thạch nóng chảy, dâng lên ngàn tầng sóng lớn. Diệp Thần thân hình bạo lui. Nguyện vọng thiên tinh và rất nhiều bảo vệ lá bài tẩy ngay tức thì mở trạng thái cực hạn, trưởng ấn khép mở. Hủy diệt đạo ấn cửu trọng thiên, dung. Khí tức hủy diệt ngay tức thì từ luân hồi thánh thể xông ra, tí ti ngọn lửa cuồng bạo dung nhập vào nham thạch nóng chảy bên trong, ngàn trượng sóng nhiệt đổ bê tông tại Viêm Tôn đại đế quanh thân. Thằng nhóc, người chẳng lẽ là lấy là, cái này nham thạch nóng chảy lực, có thể hòa tan ta đi. Ha 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 ha. Cuồng vọng tiếng cười từ Viêm Tôn đại đế trong miệng truyền ra, nói đến lửa, hắn nhưng mà hỏa đạo cường giả. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, có bản lãnh, ngươi liền thử một chút. Viêm Tôn đại đế đối với lần này lơ đễnh, hai tay thua lập tại chỗ, chưa từng di động phân nửa, mặc cho ngàn trượng sóng nhiệt đập vào mặt. Thấy vậy, Diệp Thần đáy mắt thoáng qua một chút sát ý. Đây chính là ta không cần thiên kiếm nguyên nhân, Nhan Tuyền Nhi động thủ, hủy diệt cửu trọng thiên. Đạo linh lửa, kết. Trong chốc lát, kinh biến nổi lên, vậy gần tới Viêm Tôn đại đế trước mắt ngàn trượng sóng nhiệt, ngay lập tức tới giữa sông ra vô tận hắc viêm, kinh khủng sát phạt hơi thở di tán ra. Vận dụng thiên kiếm và chỉ nước một kiếm, đối mặt cái loại này đối võ đạo hiểu đến mức tận cùng tồn tại, không nhất định hữu dụng. Chỉ có mượn Nhan Tuyền Nhi và hủy diệt đạo ấn lực lượng, mới có một chút cơ hội. Đáng chết! Viêm Tôn đại đế chỉ là khạc ra hai chữ. Chính là bị phún ra ngoài hắc viêm sóng lớn chiếm đoạt, liền mất tâm hành động. Nhìn gặp một màn này Diệp Thần, thở ra một hơi dậy, lẩm bẩm nói, thật là kinh khủng người. Cái này khí thế tuyệt cảnh tại sao đều là loại người này. Cả tòa dung nham thế giới bên trong, một phiến tĩnh mịch, chỉ có trong biển lửa, truyền tới ừng ực sôi trào tiếng. Ngay tại lúc này, ở giữa thiên địa, một đạo châm chọc tiếng cười hồi sinh. Đạo linh lửa dẫn dắt. Gió pháp tắc đẩy lan, hủy diệt đạo ấn hòa hợp, mưu toàn lấy ta lực lượng chiếm đoạt ta, khôn vặt. Kéo dài vạn dặm bình tĩnh trong biển lửa, một bóng người như ẩn như hiện, chỉ là mang trưởng nhẹ nhàng vung lên, cả tòa thế giới chia làm hai.
vậy biển lửa chỗ cuối, Viêm Tôn đại đế to lớn thân hình thua lập. Không sai, mặc dù yếu đi chút, nhưng ba đại pháp tác lực tề tụ, ngày sau cũng tốt tam hoa tụ đỉnh, ngộ thiên địa ý chí. Thời khắc này hắn, đối Diệp Thần biểu hiện, thật là hài lòng. Luôn mồm xưng đế, cũng bất quá là cái này trong tuyệt cảnh tù nhân mà thôi, trăm phương ngàn kế đoạt ta thân thể, ta đây muốn xem, người cái này tàn hồn, rốt cuộc có thủ đoạn gì. Kiếm mang trùng tiêu, không không hạo hàn hơi thở tại dung nham thế giới bên trong kiếm mang thoáng qua, Diệp Thần trong tay thiên kiếm tiếng vo ve từng cơn, ở nơi này nóng bỏng thiên địa bên trong, thêm mấy phần sơ sắc tiêu điều dùng mình. Nguyên lấy là bằng vào hủy diệt đạo ấn và nhan tuyền nhi cháy hết vạn vật lực lượng, đủ để đem vậy tàn hồn đánh chết nơi này, nhưng chưa từng nghĩ, cho dù là niêm phong vạn năm một món đế hồn, đều là không kém chút nào thiên quân cường giả. Vậy thì thí thần, Diệp Thần hồi sinh thân, tay cầm thiên kiếm, hăm hở. Viêm Tôn đại đế chán tới giữa lần đầu tiên thoáng qua vẻ ngưng trọng, tuy tự xưng đại đế, nhưng khí thế tuyệt cảnh phong ấn lực hẳn là phàm đồ. Cái này còn sót một món đế hồn, có thể tóe ra thiên quân lực đã là mượn chín đỉnh lực, đối mặt Diệp Thần trong tay thiên kiếm, hắn không dám khinh thường. Hôm nay Long Uyên thiên kiếm hạ, liền chém ngươi một món mất niệm. Diệp Thần quanh thân huyết khí lượn lờ, sát niệm hiện ra hết. Long Uyên thiên kiếm, Thái Dương xích hoàng trảm. Giờ khắc này, huyết long lao ra, lẩn quẩn bay ra, trực kích bầu trời mênh mông, chấn thiên khiếu. Ở đó huyết long gào thét sau lưng, vô số tầng mây trận tản ra, một vòng màu vàng mặt trời gay gắt chậm rãi mở ra chói mắt cực kỳ, cùng máu kia khí dung hợp vào một chỗ. Con kiến hôi. Viêm Tôn đại đế trong mắt đông lại một cái, thu hồi lúc trước nghiền ngẫm tư thái, dáng người khôi ngô ngạo nghễ, đối mặt cái này cùng huyết long lực lượng kết hợp một kiếm, tụ thủ chạy thẳng tới. Thằng nhóc, tuy cầm thiên kiếm, nhưng ngươi có thể cũng không thí thần lực. Một tiếng quát to vang lên, Viêm Tôn đại đế thân hình thẳng xông về vậy xé nát bầu trời huyết long kiếm mang, tay phải ngoan kính nắm chặt, đem vậy một chút tia máu miễn cưỡng bóp. Vù vù, vù vù. Long Uyên thiên kiếm phát ra từng cơn rên rỉ, tựa hồ cái này không chỗ nào bất lợi tồn tại cũng là lần đầu gặp phải như vậy kình địch, là ăn tất mà không cam. Bảo. Diệp Thần hét lớn, chợt màu máu thần mang đại trán, kinh khủng sát phạt hơi thở ngay tức thì tràn ngập, vậy trên hư không bóng người nhưng là khặc khặc cười một tiếng. Đường cánh tay ngăn cản xe. Nắm chặt kiếm mang tay phải chậm rãi dùng sức, màu máu kiếm cương giống như yếu ớt thủy tinh vậy, bị miễn cưỡng bóp bể. Kinh khủng kia dư âm, cũng là chưa từng nổ lên. Xích. Viêm Tôn đại đế bàn tay phải tim tách ra ra một đạo lưỡi kiếm sắc bén vết thương, trong đó tí ti tinh khí tiết ra ngoài. Một kiếm này, hay là đối với hắn tạo thành tổn thương? Lấy trước mắt Diệp Thần trạng thái, thượng năng lần nữa vung ra một kiếm chỉ nước, nhưng phải dùng trí. Thằng nhóc, thu hồi ngươi về điểm kia khôn vặt. Trong chớp mắt, châm chọc tiếng từ Diệp Thần sau lưng truyền tới, Diệp Thần chưa tới kịp quay đầu lại, hư không chập chờn, một quyền chính là hung hăng đập ở bụng mình, một cái thấu lượng lỗ máu xé rách Diệp Thần thân xác. Vậy xuyên qua thân thể một quyền, đem Diệp Thần hung hăng đập bay. Trong tay Long Uyên thiên kiếm dụng, hóa thành lau một cái lưu quang định chui vào Diệp Thần luân hồi mộ địa. Huyết Long bản muốn tiếp tục ra tay, nhưng cũng bị Diệp Thần cưỡng ép ngăn cản, để cho hắn trở lại thiên trong kiếm. Nếu không địch lại, vậy cũng chỉ có thể chạy. Muốn chạy, Viêm Tôn đại đế đầu ngón tay một chút, vậy lưu quang chỗ, không gian miễn cưỡng ngừng, to lớn người đàn ông giữa trường lộn, cả tòa nham thạch nóng chảy thế giới ngay tức thì thiên địa lộn. Tứ hải dung nham tương đều dựng, chín tầng trời mây xanh hơi thở nằm sấp xuống đất. Đem vậy hồng mông hơi thở miễn cưỡng chân áp, lau một cái vi mang hoàn toàn cùng Diệp Thần cắt đứt liên lạc. Bát quái thiên đan thuật và luân hồi thánh thể nhanh chóng vận chuyển, trước bụng thấu lượng lỗ máu tiếng chuông khép lại, Viêm Tôn đại đế to lớn bàn tay chính là hung hăng nắm Diệp Thần đầu lâu. Rộng lớn vừa dày vừa nặng bàn tay lớn, giống như nắm được một viên sơ sinh vỏ trứng, hơi dùng một chút lực. Diệp Thần liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi rốt cuộc còn giấu có nhiều ít thủ đoạn, ta thật là tò mò ngươi tới đây khí thế tuyệt cảnh, rốt cuộc là người nào bút tích. Viêm Tôn đại đế giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, từ vừa mới bắt đầu mơ ước Diệp Thần thân xác, rồi đến sau đó Diệp Thần triển lộ ra khủng bố chiến lực. Lấy thái chân cảnh tu vi có thể gây tổn thương cho hắn đế thân, bản thân chính là một loại thần thích. Một phen dưới sự điều tra, Viêm Tôn đại đế không khỏi cả kinh. Lấy mình thần hồn,
dù là hôm nay trải qua vạn năm phong ấn đã không lành lặn, có thể lại không thấy xuyên một cái nho nhỏ thái chân cảnh Diệp Thần qua lại. Cái này thuyết minh cái gì, người này gánh vác cực lớn nhân quả, không hắn cảnh bên trên không thể dòm ngó. Chẳng lẽ thằng nhóc này kiếp trước là cái gì kinh thế lai lịch? Viêm Tôn Đại Đế trong lòng thoáng qua một chút bất an, liền hắn đều không cách nào dòm ngó hắn toàn cảnh tồn tại, nên là bực nào phong hoa tuyệt đại. T. Tay phải vậy bị kiếm ý cắt ra lưỡi kiếm chỗ vết thương, một hồi đau nhức truyền tới, Viêm Tôn Đại Đế bị đau, theo bản năng buông tay, Diệp Thần chờ đúng thời cơ thân hình bạo lui, tại hư không chỗ xó xỉnh chật vật đứng, thô tục nặng xuyến. Không gian cắt kim loại lực. Cảm thụ giữa trường truyền tới từng trận khó hiểu cảm giác đau, Viêm Tôn Đại Đế nhìn về Diệp Thần con ngươi bên trong, liếm hết trước kia nói năng tùy tiện ý. Không đúng, thằng nhóc này cũng không có nắm giữ không gian quy luật, người này thân trong lòng không gian trí bảo. Lại là một món vẻ tham lam hiện ra, Viêm Tôn Đại Đế thân hình trước mắt, dựng thân tại Diệp Thần trước mắt. Giao ra, to lớn người đàn ông giọng lãnh đạm, liền Long Uyên Thiên Kiếm đều khịt mũi coi thường Viêm Tôn Đại Đế. Giờ phút này lời nói bên trong nhưng là lộ ra tranh đoạt ý. Có thể gặp, không gian trí bảo sức dụ dỗ mạnh bao nhiêu. Diệp Thần quật cường bất khuất cười một tiếng, chợt lạnh giọng nói, lão gia, có ngon ngươi liền theo tới cầm. Ở Viêm Tôn Đại Đế mắt thấy dưới, hắn đột nhiên không cảm giác được Diệp Thần sinh cơ phun trào. Diệp Thần thân hình lại là đổi được hư ảo lơ lửng, mặc cho to lớn người đàn ông như thế nào cầm nặn, cũng như là giữa trường không cầm được cắt chảy. Viên viên tản đi. Thẳng đến Diệp Thần thân hình tiêu tán ở cả tòa nham thạch nóng chảy thế giới bên trong, Viêm Tôn Đại Đế cái này tài thu bàn tay về, giữ tợn nói. Hơi thở còn ở, thân hình nhưng tiêu tán, thật là lợi hại không gian trí bảo, thằng nhóc, ngươi chạy không thoát. To lớn người đàn ông đóng chặt hai tròng mắt, ý niệm mở hết. Giờ phút này, Diệp Thần ở Linh Nhi dưới sự giúp đỡ đi tới võ đạo luân hồi đồ bên trong. Đối mặt cái loại này kình địch, Đại Thiên Trọng Lâu trưởng phỏng đoán cũng không được, chỉ có nghĩ biện pháp mượn võ đạo luân hồi đồ lực lượng. Linh Nhi mới vừa rồi câu thông mình, có lẽ mặt đối với người này, võ đạo luân hồi đồ không gian ý cảnh có hiệu quả. Trên hư không Viêm Tôn Đại Đế bốn phía nhìn vòng quanh, nhưng là nhẹ giọng nói, tự thành thế giới, lấy thái chân cảnh lực cưỡi không gian trí bảo liền có thể đạt tới như vậy tình cảnh. Cũng được, hủy diệt sau đó. Cùng ta dung nham thế giới hòa hợp, ta đem hoàn toàn bước ra một bước kia. To lớn người đàn ông xem có thể đạt được chỗ, sát phạt kinh khủng kiếm ý hóa thành từng cơn cương phong gào thét, chỗ đi qua, tấp tấp thành tẫn. Thậm chí ảnh hưởng đến võ đạo luân hồi đồ. Thực tế không gian lại và võ đạo luân hồi đồ từ từ đến gần. Vèo, một đạo tử mang vạch qua trên trời mặt trời nóng rực, to lớn mặt trời ngay tức thì bạo tán, cả thế giới rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Trên hư không, phiến phiến vỡ vụn tiếng vang lên, đó là vỡ nhỏ điểm báo trước. Đáng chết, lại xuất hiện như vậy biến cố. Bạch bào cụ già tập kích bất ngờ ở khí thế tuyệt cảnh chín đỉnh chi địa, ban đầu vậy cắt thành một khối rực rỡ tươi đẹp chín đỉnh, giờ phút này hòa hợp một thể, bằng phẳng vô tận trên cánh đồng hoang vu, một đường ý định giết người tứ phía. Mở, lại là một hồi sát phạt hơi thở vang lên, thân thể của lão nhân còng lưng không thay đổi sắc, nơi mi tâm. Một đạo kim sắc quấn liền dấu vết hiện ra, kim mang hiện, ý định giết người tán. Chìa khóa này còn thừa lại thần lực cũng có giới hạn, phải tìm được trấn áp tên kia chân thân địa giới, phá vậy dung nham thế giới mới được. Tiến về phía trước ở chín đỉnh giữa bóng người già nua, đang là người thủ hộ. Lấy nguyên lực, có thể lần nữa ổn định khí thế tuyệt cảnh. Nhìn giờ phút này cửu mạch tương liên đường bằng phẳng, liền liền thủ hộ giả, một thời gian cũng là mê phương hướng. Ước chừng có thể dựa vào giữa lông mày kim mang chỉ dẫn đi tới trước. Võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới. Phiến phiến hư không hóa thành mảnh vỡ từ bầu trời chóc ra, không gian chảy loạn hơi thở bắt đầu tràn vào, gió bão sát ý cùng kiếm cương xen lẫn, Viêm Tôn Đại Đế mắt lạnh nhìn nhìn trước mắt hết thảy. Cái này thế gian vỡ nhỏ, ta căn nguyên cũng đem tản ra. Cảm nhận được quanh thân linh lực nhanh chóng trôi qua, ngay lập tức vô tận mỏi mệt xông lên đầu. Quả nhiên, vẫn còn quá yếu. Diệp Thần không khỏi xúc động cái này cường giả này không rõ ràng cùng mình nhỏ yếu, cho dù là ngồi trên như vậy lá bài tẩy, thủ đoạn dốc hết, cũng vẫn là khó mà vượt qua to lớn tu vi hồng câu. Từng đạo kiếm cương cùng gió bão gió từ Viêm Tôn Đại Đế quanh thân vạch qua, lại nữ ỷ mình rất lớn,
mở phòng ngự trạng thái trước mặt hắn, kinh khủng như vậy sát phạt lực, cũng bất quá là ở máu thịt bên trên khắc xuống mấy đạo không đau không nhột vết chảy mà thôi. Sắp sụp đổ thế giới bên trên, tối tăm không mặt trời, chỉ có một vòng ánh tháng ánh sáng u u vẩy chiếu vào Diệp Thần trên mình. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trước mắt vạch qua một màn cảnh tượng, mênh mông trên chiến trường, kiếm phong sở hướng chỗ, đều là thật mệt mỏi hài cốt hàn. Một chuôi trường mâu xuyên thấu qua kỳ dị sinh linh lồng ngực, vẩy ra huyết dịch màu vàng, nửa cuốn cờ xí cuốn lên, chỗ đi qua, thiên quân cường giả như con kiến hôi vẫn diệt. Bóng đen to lớn bao phủ dưới, cột cờ đứt từng khúc, một chuôi trường mâu nhận lấy cờ chiến, lần nữa ngẩng lên. Viêm Tôn Đại Đế cũng là cảm nhận được liền cả tòa ở giữa thiên địa, tràn ngập bất khuất oán niệm, nói cho đúng là, bất diệt chiến ý. Ừ, một vòng ánh tháng u quang đột nhiên đổi được rét lạnh đứng lên, to lớn người đàn ông quay đầu lại nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một đạo màu đen hư ảnh ngạo nghễ tại tháng trước, đứng yên. Giả thần giả quỷ. Viêm Tôn Đại Đế cũng là cả kinh, liền hắn cũng không có phát hiện hư ảnh kia lúc nào đến, nhưng hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, phải mở Diệp Thần thần hồn, thân thể này hết thảy đều là hắn. Vèo. Giữa trường thập phương sấm sét hướng một vòng trăng tròn xuống hư ảnh nghiêng vẩy ra. Ánh dưới ánh trăng hư ảnh thong thả, lấy tháng làm bảo, từ trong đó chậm rãi rút ra nửa cuốn cờ xí, chỉ là một góc nâng lên, thập phương sấm sét khoảnh khắc tiêu tán. Làm sao có thể? To lớn người đàn ông như bị đòn nghiêm trọng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, khó tin vẻ mặt bên trên, tràn ra từng tia sợ hãi. Cái này thế gian làm sao có thể còn có sự tồn tại của ngươi? Viêm Tôn Đại Đế chợt quát một tiếng, cả người lông măng chợt nổi lên, hư ảnh kia nhưng là phảng phất không có bất kỳ cảm tình, tàn cờ như cũ sinh ra. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Vậy cổ không thể quen thuộc hơn nữa hơi thở, làm được đã từng cao nhất cường giả không chiến trước khiếp. Mấy đạo ý chí lực đánh ra, nhưng là tại cờ xí trước, biến mất không có chút nào sống. Viêm Tôn Đại Đế không ham chiến nữa, tay không xé ra võ đạo luân hồi đồ không gian, chật vật chui vào trong đó, không gặp tung tích. Mà vậy dưới ánh trăng ảnh, cũng không có truy kích. Giọt, cờ xí cuốn lên, nhẹ nhàng lay động, nháy mắt tức thì, sơn hà lật đổ, tấc tấc thanh sơn nhô lên, một hồi mưa nhỏ rơi xuống, vạn vật sinh. Diệp Thần phát hiện mình đã đặt mình vào lúc trước vậy dung nham thế giới bên trong. Viêm Tôn Đại Đế nhìn trước mắt chậm rãi tỉnh lại Diệp Thần, người rốt cuộc là người nào? Diệp Thần đối với lần này cũng là một mặt mờ mịt, nhưng giờ phút này có thể khẳng định là, tuyệt không thể lộ khiếp. Tái chiến. Diệp Thần đứng dậy, thử nghiệm động thủ, đau đớn cả người nhưng là làm được từ mình liền đứng đều là miễn cưỡng duy trì, càng đừng sách phát động thế công. Viêm Tôn Đại Đế nhưng là cảnh giác nhìn trước mặt người, dẫu sao lúc trước một màn kia đến hiện tại đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Làm sao có thể sẽ như vậy? Mặc dù kinh hoàng, nhưng cùng vãn năm niêm phong so sánh, giờ khắc này dục vọng đủ để chiến thắng bất kỳ sợ hãi nào. Trực tiếp đánh chết, sau đó cùng vật kia giải trừ liên lạc, chạy trốn xa đi. Viêm Tôn Đại Đế trong lòng đánh tốt lắm chỉ tính theo ý mình, ở hắn trong mắt. Diệp Thần trong tay không gian trí bảo mới là dịch tả ngọn nguồn, nếu tại vậy cấm kỵ dính liền nhân quả, quả quyết là lưu không được. Mặc dù nhức nhối, nhưng dưới mắt vậy chớ không có cách nào khác. Từ đầu tới cuối hắn cũng cho rằng, hư ảnh kia chính là Diệp Thần người mang trọng bảo nơi cố. Thằng nhóc, ngươi thật sự ẩn giấu quá nhiều bí mật, ta đã không có kiên nhẫn lại cùng ngươi hao tổn nữa, hết thảy các thứ này, chờ ta chấm dứt ngươi, hoàn toàn nắm trong tay thân xác. Sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu không muộn. To lớn người đàn ông dựng thân tại tự thân biến thành dung nham không gian bên trong, uyển như đế vương quân lâm, nhìn kỹ bá tánh. Một cái thanh thúy hưởng chỉ, ngàn trượng dung nham bắn nhanh lên, hướng Diệp Thần bao lãm đi. Để cho ngươi xem, cái gì gọi là áp đảo quy luật trên ý chí lực. Kích động lên màn lửa chưa đập xuống, Diệp Thần chính là cảm giác linh hồn biến dạng giống vậy chỗ đau, chỉ là liếc nhìn lại. Lửa lực liền thiêu đốt hắn thần hồn. Diệp Thần thức hải ngay tức thì liền như vạn kiếm xuyên qua, một màn năm xưa trí nhớ cũ hiện lên, hóa thành lợi kiếm mặc gai tới. Diệp Thần sẽ ở đó mọi thứ chỗ đau thêm thân để gặp, thanh âm quen thuộc ở hắn bên tai vang lên, chính là Linh Nhi thanh âm. Thủ hộ giả nghĩ tới phương pháp phá trận, người cùng ta ý thức tương liên, khắc xuống nghịch chuyển trận pháp, chỉ cần phá dung nham thế giới, hắn liền không đủ gây sợ hãi. Trong nháy mắt,
Diệp Thần mở mắt ra. Phí công. Viêm Tôn Đại Đế nhìn vẫn là không chết Tiểu Cường vậy mạnh chống đỡ thân thể lên Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng. Liên thiên màn lửa dần dần che lồng Diệp Thần thân hình, vậy run rẩy Diệp Thần sau cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết, tốn, đổi, cách, nghịch chuyển ấn, cho ta mở ra. Diệp Thần cuối cùng quật cường thanh âm truyền ra. Theo cái này quật cường tiếng reo hò, cả tòa thế giới ngay tức thì an tĩnh lại, liên thiên màn lửa lại nữa phun trào, liền liền Viêm Tôn Đại Đế đây, vẻ mặt cũng là hơi chậm lại, hình ảnh định cách nơi này. Đáng chết! Một đạo thần hồn từ Viêm Tôn Đại Đế trong cơ thể bay khỏi, giận dữ người đàn ông nhìn trước mắt hơi ngừng hết thảy, giận phát xung quan. Dung nham trên thế giới hết thảy đổi được mơ hồ, lúc trước vậy không có thể một đời Viêm Tôn Đại Đế cũng là theo hóa là ngói vụn, tắc tắc nổ tung. Oanh! Một hồi ánh sáng lớn tán, chín đỉnh nơi dung đường bằng phẳng trên cánh đồng hoang vu, Diệp Thần thân hình chậm rãi rớt xuống. Lần lượt xấu xa bản đế chuyện tốt, lão gia, ta trước hết làm ngươi. Một đạo thần hồn chậm rãi ngưng tụ, hóa thành quần áo đen áo giáp hình dáng, mái tóc dài bù xù, giống như xuống trần đế quân. Khí thế tuyệt cảnh, không cho tà ma càn rỡ. Thủ hộ giả một tiếng quát to, còng lưng thân hình phóng lên cao. Giữa lông mày yếu ớt kim mang lóe lên tí ti thần ý, cùng Viêm Tôn Đại Đế chiến đấu chung một chỗ. Diệp Thần, lão phu mệnh không lâu vậy, một khi đèn cạn dầu, này tà ma liền lại không người nào có thể trị, bằng ta trước mắt cảnh giới tu vi, cho dù mượn khí thế tuyệt cảnh lực, cũng chỉ có thể là ngăn cản chốc lát. Cụ già âm thầm truyền âm, rất rõ ràng, muốn Diệp Thần kế nhiệm thủ hộ giả vị. Diệp Thần giữa lông mày thoáng qua mấy phần do dự, một khi bị khốn ở chỗ này, thẳng đến sinh mạng cuối, cũng thì không cách nào lại thoát khỏi. Mau, tên này tuy là tàn hồn, nhưng thủ đoạn nhiều vô số kể, lão phu tuổi thọ không nhiều. Trên hư không cụ già thành khẩn ngoan mệnh vung ra, mỗi một lần cùng Viêm Tôn Đại Đế đánh giết, sức sống đều là yếu bớt một phần, sau mấy hiệp, bàn tay gầy guộc đã còn lại ra bọc xương. Ngay tại lúc này, hồi lâu không lên tiếng hoang lão mở miệng nói, cái này khí thế tuyệt cảnh vốn cũng coi là một kiện không gian chí bảo. Ngươi như trở thành thủ hộ giả, vậy có thể rời đi, bất quá là xem mang luân hồi mộ địa vậy, cũng không phải là vĩnh sinh trấn thủ nơi đây. Bất quá nơi này nhân quả, ngươi một khi dính, là phúc hay họa, thật không cách nào nói rõ. Diệp Thần ngẩn ra, còn người đông lại một cái, xóa đi khóe miệng đỏ thẫm, chợt nói, thủ hộ giả, ta đồng ý. Từ trên rơi xuống xuống bạch bào cụ già hiểu ý cười một tiếng, giữa lông mày kim mang phóng lên cao. Hóa thành từng đạo thần thì dung nhập vào chín đỉnh bên trên. Mới thủ hộ giả, làm chấn áp vạn thế ác thế hệ. Oanh! Biến dạng chín đỉnh kim quang toàn bộ bao phủ tại Diệp Thần trước người, không ngừng tràn vào máu thịt bên trong. Tự tìm cái chết. Viêm Tôn Đại Đế mắt gặp tình thế không đúng, giữa trưởng ý chí lực đánh vào Vân Tiêu, mưu toan đem vậy đạo đạo thần thì đánh tan, nhưng làm sao mất đi dung nham thế giới hắn, chỉ là một đạo thần hồn, không làm nên chuyện gì. Đây là... Diệp Thần cảm nhận được chín đỉnh tự nhiên lực toàn bộ hướng mình vào tới, khổng lồ lực lượng ngay tức thì thể hồ quán đỉnh, nơi mi tâm kim mang đại thịnh. Nhưng vào lúc này, sau lưng đồng xanh hắc quan hiện lên, trên đó đường vân bộc phát rõ ràng, âm lãnh hơi thở tản ra. Đây là... Một số gần như sinh mạng cuối thủ hộ giả nhìn gặp Diệp Thần vậy biến dạng máu thịt, gần như phá thể ra thần bí đồng xanh hắc quan, trợn to con ngươi. Chẳng lẽ đây là ý trời? Không khỏi mắt lão đỏ bừng hắn, gắt gao ngắm nhìn Diệp Thần sau lưng, xem ra 10 cướp thần ma tháp đều là không làm nên chuyện gì, ta. Lúc trước tắm kim quang, điềm lành thêm người Diệp Thần, hiện tại nhưng là cả người tản mát ra âm lãnh hơi thở, quanh thân hắc vụ bay lên, liền vậy con ngươi, đều là để cho người như lâm vực sâu vậy vô tận sâu hắc. Thủ hộ giả, thằng nhóc này trên mình ma tính mạnh như vậy, xem ra ngươi chọn lầm người. Đối với thần bí này đồng xanh hắc quan lai lịch tựa hồ có hiểu biết Viêm Tôn Đại Đế vô tình châm chọc tiếng truyền ra, ngược lại thì dừng lại sát phạt thế công, nhiều hứng thú nhìn hết thảy trước mắt, đảm nhiệm phát triển. Diệp Thần. Linh Nhi cũng là hai quả đấm nắm chặt, chỉ là Diệp Thần âm thầm bấm một cái mồ hôi lạnh, mão đủ sức lực không dám hô hấp. Muốn chiếm đoạt ta, tuyệt không khả năng. Chín đỉnh đối ứng trên chín tầng trời, kim mang như cũ quanh quẩn tại Diệp Thần đỉnh đầu, vào thời khắc này Diệp Thần sâu hắc không thấy đáy con ngươi bên trong, sáng lên điểm điểm tinh quang.
Một phiến hồng mông đại tinh không ở đỉnh đầu hiện lên. Khôi phục tí ti thần trí Diệp Thần không cam lòng gầm lên, trong đan điền khí hải khổng lồ bám vào lực mở hết, đem trên 9 tầng trời thần mang toàn bộ hấp thu. 8 sợi màu đen đồng xanh quấn liên từ Diệp Thần sau lưng xuyên thấu máu thịt xuyên qua ra thẳng duỗi chân trời, muốn đem truyền thừa nghi thức cắt đứt. Diệp Thần nhưng là ngang nhiên ra tay, hai cái cánh tay liều mạng kéo kéo lại trong cơ thể kéo dài ra màu đen quấn liên. Trong đó hai cây bị Diệp Thần kéo, còn thừa lại lục căn lên như diều gặp gió. Luân hồi huyết mạch, cho ta mở ra. Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn đột nhiên hiện lên, đem bám vào kim mang toàn bộ nghiêng vẩy, giật tán tại màu đen quấn liên bên trên. Nháy mắt tức thì, đỏ thắm, sán kim, sâu hắc ba màu xen lẫn tại Diệp Thần thân, tình cảnh rất là vô cùng rung động. Trên hư không Viêm Tôn Đại Đế nhìn ra liền đầu mối, không muốn Diệp Thần lại như vậy tùy ý đi xuống, chợt biến dạng hư không xuất hiện, định ra tay chặn đánh. Thời khắc này Viêm Tôn Đại Đế mất dung nham thế giới gia trì, tàn hồn bộc phát ra uy năng, đối mặt luân hồi chi bàn, tuy có tụ thủ che trời đè, nhưng một thời gian cũng là bị vững vàng dây dưa ở trong trận. Lại có thể làm được như vậy, thủ hộ giả nhìn Diệp Thần dần dần đồng hóa hai cây quấn liên, trên đó hiện ra nhàn nhạt hắc kim vẻ, khiếp sợ không thể thêm phục, chẳng lẽ hắn là bị chọn chúng người. Thủ hộ giả lúc này mới liên tưởng đến, vạn năm trước một giọng nói không để cho mình tiếc bất cứ giá nào cũng là muốn trợ giúp Diệp Thần, xem ra hết thảy cũng không sai. Oanh! Lại là một hồi kim mang bạo tán, phù diêu trên lục căn quấn liên bị hung hăng vỗ vào đánh rơi tại trên 9 tầng trời, Diệp Thần thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đánh rơi lục căn quấn liên, chính là Diệp Thần trong tay đồng hóa ngoài ra hai cây, giờ phút này đã là màu vàng đen hơi thở tràn ngập, sát ý tan hết. Lại tới! Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vô tận kim mang từ luân hồi huyết mạch chỗ truyền ra, Diệp Thần giữa trưởng, khám phá luân hồi lực đem còn thừa lại lục căn quấn liên hung hăng kéo lấy. Vô tận thần thức vẩy chiếu, hắc phụ dần dần lui bước. Trên 9 tầng trời kim mang bị luân hồi chi bàn cướp đoạt hầu như không còn, toàn bộ tưới tại Diệp Thần thân. Đáng ghét, thần thức trở nên yếu đi. Còn thừa lại lục căn quấn liên. Tựa hồ cảm nhận được liền Diệp Thần áp chế tính lực lượng không còn, bắt đầu điên cuồng phản kháng. Đã như vậy, Diệp Thần trong mắt hung ác, vậy trước dung vào từ bên trong thân thể thần mang bị toàn bộ rút ra lấy ra. Con kiến hôi cũng dám cùng bản đế tranh phong. Viêm Tôn Đại Đế trong mắt đông lại một cái, nhìn về Diệp Thần, hết thảy các thứ này đều là ngươi xấu xa ta chuyện tốt, đi chết. Đã từng là cao nhất cường giả, hướng về phía Diệp Thần ngang nhiên ra tay. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt trợn to, lạnh lùng nói, lão thất phu, hiện tại bắt đầu, có thể tính một chút sổ cái. 8 sợi vô cùng lạnh lùng màu vàng đen quấn liên vòng tại Diệp Thần bên người, hấp thu trong đó lực, uy năng khủng bố. Không cùng Viêm Tôn Đại Đế mở miệng, 8 sợi quấn liên chính là đã hiện ra tại to lớn người đàn ông trước người, giống như ban đầu sâu khóa vậy, tứ chi, sống lưng, lồng ngực. Viêm Tôn Đại Đế tàn hồn bị ngay tức thì phong tỏa. À! Kinh khủng hắc phụ tràn vào, tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa. Ta hôm nay là khí thế tuyệt cảnh mới thủ hộ giả, lần nữa đem ngươi trấn áp. 8 sợi quấn liên đồng thời dùng sức, đem kinh khủng kia thần hồn một cái kéo bể, chợt thiên địa đại chấn. Nổ vang vang vọng ở 9 đỉnh bên trên, vậy đường băng phẳng vậy cánh đồng hoang vu vậy theo Viêm Tôn Đại Đế bị xé nát thần hồn vậy. Cùng tản ra, lần nữa hạ xuống thành lúc trước hình dáng. 9 đỉnh vần quanh, quỷ bí hơi thở lượn lờ. Bất quá lấy Diệp Thần giờ phút này thủ hộ giả tư thái tới nhìn kỹ cái này khí thế tuyệt cảnh, nhất niệm dưới, tất cỏ đều là vào mắt. Vù vù. Kinh khủng thần hồn ngay tức thì tiêu tán ở vô hình, Viêm Tôn Đại Đế thậm chí không kịp thả ra bất kỳ lời độc ác, chính là bị Diệp Thần lạc sinh quấn liên cường thế chân áp. Là thời điểm giải quyết cái này người phiền toái. Diệp Thần ý niệm động một cái, 8 sợi màu vàng đen quấn liên kinh khủng hơi thở ngay tức thì lần nữa tiết ra ngoài, bao phủ tại 9 đỉnh bên trên. Sau lưng đồng xanh hắc quan, vẫn là quỷ dị không rõ vật, hắn cần muốn mượn cái này quấn liên lực, ở chỗ này hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn. 8 sợi quấn liên đồng thời phát lực, vững vàng khóa lại hắn trên lưng quan tài đồng xanh xăm, bắt đầu phát lực. Diệp Thần huyết mạch gân xanh ngay tức thì bạo khởi. Sau lưng vậy giống như thực chất hóa đồng xanh hắc quan chậm rãi ngưng tụ, đang tí thì bị quấn liên kéo ra bên ngoài cơ thể.
Thử. Lau một cái máu tươi đi đôi với máu thịt bị kéo cách thân xác, Diệp Thần cắn răng không nói một lời. Hô. Thô trọng tiếng thở dốc tiệm khởi mà tức. Đông. Một tiếng rên, lúc trước vậy đứng ở 10 cướp thần ma tháp trên đại điện thần bí quan tài đồng xanh hoàn toàn bị kéo ra, dính Diệp Thần máu tươi hắc quan lần nữa hiện lên ở hắn trước mắt. Đứng dậy Diệp Thần không làm bất kỳ do dự, khởi động 8 sợi màu vàng đen quấn liên, vững vàng đánh vào còn lại 8 đỉnh bên trong. Lúc trước 10 cướp thần ma tháp bên trong, ngươi liền u 8 tôn Phật ma xem bảo vệ, hôm nay lấy cái này đỉnh thứ 9 làm lăng, 8 đỉnh dẫn dắt, tiếp tục ngủ say đi. Tựa hồ nghe được Diệp Thần cảm cho đòi, 8 sợi màu vàng đen quấn liền ánh sáng chậm rãi tắt. Không nghĩ tới, mấy năm sống lại vẫn có thể thấy vật này. Bụi bậm lắng xuống, đèn cạn dầu thủ hộ giả hơi thở yếu ớt nói, thật ra thì, cái này khí thế tuyệt cảnh, trừ chấn áp những cái kia năm đó thiên đạo không thể giết chết tồn tại, còn có một cái mục đích, chính là vì chấn áp cái này một cái quan mà tồn tại ở. Một lời ra, Diệp Thần ngay tức thì trợn to con ngươi. Cái này khí thế tuyệt cảnh có thể nói là ý định giết người tứ phía, lúc ban đầu thành lập chỉ vì chấn áp này quan. Nhưng hơi thở tiết ra ngoài, bất đắc dĩ mới đưa hắn đánh vào 10 cướp thần ma tháp. Hôm nay người tập trung cả tòa tuyệt cảnh lực, có thể lần nữa đem phong ấn, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng bảo tạm thời trật tự. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Người thành tựu cuối cùng để mặc thủ hộ giả, bất kể là nơi đây chấn áp tồn tại thoát khốn. Vẫn là tương lai này quan thoát khốn để gặp, cũng tu đứng ra. Cụ già buồn bã cười một tiếng, như là thán vận mệnh tạo hóa trêu người. Cuối cùng để mặc, Diệp Thần nghi ngờ nói. Cụ già lúc này mới lên tiếng nói, kim mang lực có thể tạo thần, nhưng ngươi nhưng đem toàn bộ rút sạch dùng vậy quấn liên phong tỏa đồng quan, mặc dù tạm thời chặn nguy hiểm, nhưng vậy gãy thủ hộ giả truyền thừa lực. Diệp Thần im lặng, nói cách khác, lại cũng không có thủ hộ giả có thể trấn áp nơi đây. Tương lai một khi đồng quan lần nữa xuống thế, chỉ có thể lực kháng. Bao lâu? Mấy chục năm, cụ già cười một tiếng, nhưng là đối Diệp Thần nhẹ giọng nói, luân hồi chi chủ, ta ở trên mình ngươi thấy được không hết sức cố gắng, có lẽ thật có một ngày, ngươi có thể lấy tự thân lực, trấn áp vật này nói không chừng. Năm đó vị kia, vậy một mực như vậy tin chắc. Ngươi tuy là mới thủ hộ giả, nhưng lại chưa từng đặt chân thiên quân, cái này chín đỉnh chi địa. Chớ có đi sâu vào mới đúng. Còn nữa, có một ít người thật ra thì đã sớm trốn chạy khí thế tuyệt cảnh, người muốn chú ý, hơn nữa nếu như gặp phải, dùng hết khả năng đem lại trấn áp hồi khí thế tuyệt cảnh. Cái này cực kỳ mấu chốt, người sau này sẽ rõ. Cụ già phảng phất là hồi quang phản chiếu, đọc nhấn rõ từng chữ phá lệ rõ ràng, chợt cười một tiếng, nếu truyền thừa đã đứt, nơi này cũng không cần bảo vệ, đồng quan trấn chín đỉnh, còn lại tà ma không cách nào xuất thế. Đợi ngày khác đồng quan xuống thế, ngươi cần tới đây chấm dứt nhân quả. Lời vừa dứt, cụ già chính là lại không sức sống, chỉ cho thế gian để lại một bộ nụ cười hòa ái. Chín đỉnh tới giữa, lần nữa quy về bình vắng vẻ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lượn lờ trong đó, tuy nhìn như ôn hòa, nhưng bây giờ Diệp Thần nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, ẩn núp tại náo nhiệt dưới ý định giết người. Nếu là có người ngoại lai xâm lược, 10 phần chết chắc. Nếu như không phải là mình vậy dựa vào vậy thủ hộ giả lưu lại một đạo kim ấn chỉ dẫn, sợ rằng đã sớm đầu lìa khỏi xác. Từng cơn hoa thơm giật tán, dưới chân núi một nơi nhỏ gò đất nhỏ, Diệp Thần đứng yên, nghiêm túc thương tiếc. Rất nhiều nơi đây yêu thú tựa hồ cũng là nghe tin tới, tự phát tính hướng Diệp Thần áp sát, tại vậy gò đất trước vần quanh. Tiền bối, xem ra những thứ này đứa nhỏ, vậy rất muốn một mực bầu bạn ngươi. Diệp Thần đầu óc bên trong hiện ra, cuối cùng cụ già dặn dò mình hình ảnh, không khỏi được một hồi thần thương, bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện Linh Nhi thấy vậy, cũng là khẽ than một tiếng. Như là cảm nhận được liền thủ hộ giả sinh cơ hoàn toàn biến mất, cùng trong chốc lát, chín đỉnh bên trên trấn áp vô số tà ma rối rít bắt đầu tản ra sát khí, trên chín tầng trời, mây khói lồng dậy. Mới vừa trở thành thủ hộ giả ngươi, thực lực còn chưa đủ, niêm phong những quái vật này dục dịch. Linh Nhi thấy hành động này, ngay tức thì làm ra tư thế chiến đấu, lại là bày trận mà đợi. Diệp Thần đối với lần này nhưng là dửng dưng, nhẹ giọng cười nói, nơi đây chuyện, ta một người liền vậy là đủ rồi. Chín đỉnh bên trên, từng đạo ma cho hiển lộ vẻ dữ tợn, lấy đám mây hiện hình, vô luận Diệp Thần như thế nào điều động thiên địa lực trấn áp, đều là không làm nên chuyện gì.
hôm nay thủ hộ giả đã không có ở đây, cũng không cách nào hỏi thăm qua hơn nhỏ thì, làm thế nào? Linh Nhi thả đứng sóng vai, nhưng hơi thở giờ phút này nhưng là cực kỳ không yên. Hiển nhiên bước vào nơi đây sau đó, đối Linh Nhi tạo thành một ít không thể khôi phục thương thế. Linh Nhi khóe miệng hơi có vẻ một chút trắng bệch vẻ, nhưng là giọng khinh thường nói, mặc dù ta không ngươi như vậy biến thái, nhưng còn không yếu ớt đến cần ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu chiếu cố bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần không khỏi bĩu môi, lười biếng nói, ta đối không gian phép tắc hiểu mặc dù không ngươi như vậy khủng bố, nhưng ta giàu gì có hư linh thần bia. Linh Nhi nghe vậy, chỉ là cười thần bí, ngươi. Tại không gian phương diện, ta một đầu ngón tay là có thể để cho ngươi gào khóc. Rắc rắc, ở hai người cãi vả để gặp, trên 9 tầng trời một đạo tiếng nổ thoáng qua, tí ti ngưng thực ý định giết người theo cuồn cuộn sấm sét rơi xuống, đánh thẳng hai người mặt. Thân là 9 đỉnh thủ hộ giả, Diệp Thần dĩ nhiên là không sợ, tay áo vung tay lên, trong thiên địa phép tự nhiên lực, đem sát phạt khí toàn bộ xua tan. Kỳ quái, ta không cảm ứng được 9 đỉnh bên trong, rốt cuộc là vậy một tôn tà ma đang làm ma. Diệp Thần chăm chú nhìn, chau mày, một hồi lâu sau nghi ngờ lắc đầu một cái, mở miệng nói. Linh Nhi cũng là thu hồi trước kia nghiền ngẫm, trầm giọng nói, xem ra, vấn đề không ở nơi này khí thế tuyệt cảnh bên trong. Hẳn ở vòng ngoài. Ngươi nói là, Diệp Thần nghĩ tới mới vừa đặt chân đây tuyệt bên ngoài biên giới vây lúc đó, gặp hai tôn cường giả, sát Diệt Trần cùng sát Thiên Tỷ tập sát. Mình khẳng định dưới mắt muốn đi tìm luân hồi huyền bi ở giữa lôi bia. Nhưng nếu phải rời đi nơi này, tất nhiên gặp mặt người bên ngoài nổi lên va chạm. Chẳng lẽ là người sau lưng bọn họ, cái đó cái gọi là sát thí đại đế dở trò quỷ. Diệp Thần nheo lại trong mắt, nếu thật sự là như thế mà nói. Lại là một cái khủng bố cường giả, mặc dù mình Huyền Hải đánh một trận sau tu vi tiến nhiều, nhưng còn không cuồng vọng tự lớn đến cùng cái này cùng cao nhất cường giả tách cổ tay tử trình độ. Ngươi trở thành cái này tuyệt cảnh thủ hộ giả, tập trung thiên địa lực trấn áp cũng được. Linh Nhi mở miệng nói. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, mới vừa ta liền không cảm nhận được bất kỳ khác thường hơi thở, như vậy nói cách khác. Cái này đã thoát khỏi nơi đây. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn cùng quá thần cái loại này cấp cường giả khác giao thủ. Linh Nhi trợn to trong mắt, cái này cùng tự tìm cái chết có khác biệt sao? Nếu như thả ở lúc trước, thượng còn có chạy trốn sức sống. Tóc trắng Linh Nhi tách rắt ngón tay tựa hồ ở đếm cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm. Diệp Thần nhưng là mở miệng giải thích, những người này, bị vạn năm niêm phong, cho dù là đã từng cao cao tại thượng tồn tại, cả người tu vi cũng bị lột 7-8, không như vậy khủng bố. Linh Nhi nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, vậy rất khó. Khi biết liền đối thủ rất có thể có thiên quân thực lực sau đó, hai người vẫn như cũ là sắc mặt khó khăn xem. Ta bây giờ là cái này khí thế tuyệt cảnh thủ hộ giả, dù là không làm gì được, cũng có thể trở lui toàn thân, thử một lần đi. Nhìn trên 9 tầng trời dị tượng mọc tùm tình huống, nếu là thật dẫn động vậy quan tài đồng xanh lần nữa sao động. Có thể thì thật không có sức xoay chuyển trời đất. Trong sâu thẳm, ở cánh đồng hoang vu bên ngoài giữ binh không nhúc nhích chờ đợi Diệp Thần hai người Chu Hân U cảm giác được một hồi không gian phun trào, thời gian đầu tiên chính là cùng mình chủ tử, sát thí đại đế lấy được liên lạc. Đại đế, mục tiêu hiện thân, hơn nữa, hắn và khí thế tuyệt cảnh tới giữa nhân quả, tựa hồ mạnh hơn. Sau một nén nhang, hư không chập chờn. Vô tận bạch xa chỗ sâu. Một cái bóng đen từ vô tận cát biển bên trong chậm rãi xông ra, Diệp Thần thủ hộ giả cảm giác ngay tức thì chính là phát hiện đầu mối. Ác, khứu giác như vậy bén nhạy, xem ra ngươi là lấy được tuyệt cảnh truyền thừa, nhưng vì sao? Hành tung bị Diệp Thần phát hiện, sát thí đại đế nhưng là đối với lần này không để ý chút nào, tựa hồ lại là kinh ngạc, nếu đã lấy được truyền thừa, nhưng tu vi vẫn còn là như vậy. Tựa hồ mỗi một đảm nhiệm thủ hộ giả. Cũng không có như vậy xem Diệp Thần như nhau nhỏ yếu tồn tại. Như thế nào, làm một giao dịch như thế nào? Một bộ quần áo đen sát thí đại đế, mặc dù không tựa như trước kia Viêm Tôn đại đế như vậy to lớn hùng tráng, nhưng ánh mắt bên trong, nhưng là ẩn chứa giống nhau đồ. Cường giả vô địch ý chí. Diệp Thần bình tĩnh nói, khí thế tuyệt cảnh dị tượng, chính là ngươi đưa tới. Cũng không phải, ta không hề cho rằng. Người có thực lực có thể trấn áp khí thế tuyệt cảnh 9 đỉnh. Con mắt trên dưới đảo qua một cái,
hắn đưa ra kết luận. Rất nhiều người cũng như thế cho rằng, nhưng cuối cùng cũng hối hận. Đối mặt đối thủ cường đại, Diệp Thần vẫn là cường thế ứng đối. Ta có thể cho rằng, người đây là cự tuyệt ta. Sát thí đại đế hời hợt bổ sung nói, Viêm Tôn đại đế bị trấn áp, thật đúng là ban cho ngươi cực lớn dũng khí à. Bản đế cũng không phải là vậy bị phong cấm ở khí thế tuyệt cảnh bên trong tàn hồn. Trước mặt người đàn ông đồ đen dáng người cao ngất, khóe miệng dâng lên lau một cái ngoạn vị nhi độ cong. Chiến thuật tâm lý, Diệp Thần nhưng mà chút nào chưa từng hốt hoảng. Đã như vậy, giao dịch hủy bỏ. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, đối mặt trước mắt tuyệt thế cường giả, chút nào không rơi hạ phong. Sát thí đại đế cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cũng có thể, cái lão già đó trước khi chết, giao phó cho ngươi cái gì, đã giao phó liền đi, ta có thể cân nhắc lưu một mình ngươi toàn thây. Giọng bên trong, hiện ra hết thô bạo vẻ, cứ việc dưới mắt cái này không có lộ ra chút nào hơi thở, nhưng Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, một khi động thủ, nhất định là trời long đất lở. Cái này, chúng ta có thể hay không đình ở à? Linh Nhi âm thầm truyền âm nói, trước mắt sát thí đại đế, liếm hết khí cơ, làm sao xem, đều giống như cái tay trói gà không chặt thư sinh. Hắn nhất định có chút cản tay, cho nên mới như vậy có kiên nhẫn, nếu như hắn có nắm chắc bắt lại chúng ta, phỏng đoán đã sớm ra tay, ta cảm thấy, có thể đánh một trận. Diệp Thần trả lời, khí thế tuyệt cảnh bí mật, đều ở đây trên người ta, người suy nghĩ rõ ràng. Liền đi thử một chút đi. Trong nháy mắt, Diệp Thần lấy thủ hộ giả tên, điều động khí thế tuyệt cảnh uy áp lực, toàn bộ hướng sát thí đại đế đè ép xuống. Nếu là ở ngoại giới, hắn tất nhiên không cách nào đối kháng cường giả như vậy, nhưng hiện tại chỗ khí thế tuyệt cảnh địa giới, hắn lại là thủ hộ giả. Đủ để mượn khí thế tuyệt cảnh lực lượng, chu diệt người khác. Trước mặt người đàn ông đồ đen nhưng là không nhúc nhích chút nào, lại là khi cười nhạo nói, ta nói qua. Ta cũng không bị đây tuyệt cảnh lực chân áp. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Bước ra một bước, vô tận bạch sa đột ngột, viên viên xông ra ánh sao, hướng sát thí đại đế bao phủ đi. Cái này vô tận cát biển, là hắn lực lượng biến thành. Diệp Thần cùng Linh Nhi rơi vào đờ đẫn, bọn họ hai người hiển nhiên rõ ràng đánh giá thấp sát thí đại đế chiến lực, nhưng dưới mắt, cũng chỉ có thể hết sức đánh một trận. Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm nơi tay. Trầm giọng nói, Linh Nhi người áp trận, ta đi thăm dò một chút hắn để. Dũng động bạch sa tung lên một hồi nhàn nhạt xương trắng, bao phủ ở sát thí đại đế quanh thân, liền trước kia một bộ quần áo đen, đều là ngâm mắc mấy phần tuyết sắc. Ở cánh đồng hoang vu này dưới, nhưng ta xem ngươi tuyệt vọng thần sắc đi. Mặt nạ dưới, truyền ra hài hước tiếng. Cùng lúc đó, mịt mờ biển cắt một góc, một cái cô gái tuyệt đẹp khẽ cau mày. Nàng vậy đủ rồi nhưng tất cả người đàn ông huyết mạch phún trương lụa mỏng như ẩn như hiện, thẳng tắp hai chân thon dài đứng thẳng, kỳ trụ giữa lông mày lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Vẻn vẹn chỉ là cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, đại đế lại không tiếc tự mình động thủ bắt. Mặc dù Diệp Thần huyết mạch và thân xác rất cường đại, nhưng ở Chu Hân U trong mắt, tự mình ra tay, cũng là bắt vào tay, chẳng lẽ cái thằng nhóc này có cái gì nghịch thiên lá bài tẩy không được. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần huy động trong tay Thiên Kiếm, một đạo Thái Dương Luân Bàn hóa là cực kỳ nhọn ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ phá vỡ bốn phía hư vô không lúc đó, dán chặt trước sát thí đại đế quanh thân vạch qua, hắn sạch sẽ gọn gàng động tác, không chút nào rông dài. Diệp Thần thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở sát thí đại đế sau lưng, trong tay Thiên Kiếm hàn mang lóe lên ngay tức thì, cõng đối người hắn ảnh đột nhiên quay đầu, màu bạc mặt nạ che giấu. Thâm thúy con người đen nhánh một cái nhìn thoáng qua, Diệp Thần chính là ngay tức thì tâm thần chấn động một cái. Gay gâu. Than thầm một tiếng không ổn, Diệp Thần chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, một đạo vô hình trưởng ấn cuốn tới. Sát thí đại đế vừa muốn thừa thắng truy kích, đột nhiên cảm thấy quanh thân không gian đông lại một cái, cường đại đè ép cảm làm được từ mình quanh thân một bộ cát khải đều là chậm rãi rạn nứt. Ừ. Dưới mặt nạ con người đen nhánh không khỏi được nhìn về phía dưới vậy bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Không gian chi lực, chờ lát nữa bị các ngươi chạy khỏi liền không dễ chơi. Sát thí đại đế như có điều suy nghĩ, ở hắn trong ấn tượng, sở trường không gian năng lực tu giả, mặc dù không có mạnh mẽ vô cùng chiến lực, nhưng cái khó lấy suy nghĩ thủ đoạn, nhưng là làm được bọn họ đang đối mặt bất kỳ đối thủ lúc đó, cũng có thể thành thạo.
Linh Nhi xa thấy vậy trên hư không nhanh chóng rơi xuống bóng người, xúc thế đãi phát trưởng ấn tiếp liền đánh ra, Diệp Thần vậy như đoạn tuyến vậy bay vùn vụt mà qua thân hình ở rơi xuống đất ngay tức thì bị tan mất toàn bộ lực đạo. Một cái xoay mình, Diệp Thần vững vàng rơi xuống đất. Luân hồi lạc nhật trảm. Luân hồi lực lượng, không màu vô hình, nhưng lưu hậu thế lúc đó, đưa tới một vòng rực rỡ kim ngày, xích hà tách thả ra, kiếm quang trùng điệp, vô cùng sát khí, đem thế giới này toàn bộ bao vây. Cái này luân hồi lạc nhật trảm là thái dương xích hoàng trảm kéo dài, do mặt trời mới mọc, đến hoàng hôn chiều tà, trong đó trải qua nhật nguyệt biến ảo, thiên địa lưu chuyển, hàm chứa cực hạn nghĩa sâu xa. Mà đây chiều tà lực lượng, trộn luân hồi, cuồn cuộn lên, giống như một con sông lớn, bên nặng tây bản, không gì sánh kịp. Sát thí đại đế đối mặt vậy phá vỡ chân trời mà đến kiếm mang, không hoảng hốt không rơi, dựng thân tại hư không bóng người thậm chí chưa từng di động phân nửa. Hoành khởi tay phải đầu ngón tay nhẹ một chút, hoạt động chỗ, vô tận bạch sa ngưng kết làm thuẫn, kinh khủng kiếm cương mặc gai trên đó, lại là bị chậm rãi hấp thu đi, phảng phất từ tới chưa từng hiện thế vậy. Vắng vẻ, chết một mảnh yên tĩnh. Kinh khủng như vậy sát chiêu, đối hắn đều là không dậy được bất kỳ tác dụng, Diệp Thần, lui. Linh Nhi giờ phút này nhìn ra liền trong đó đầu mối, luân hồi lạc nhật trảm là trừ chỉ nước một kiếm, Diệp Thần trước mắt nhất cái sát phạt lực một cái kiếm thức một trong, cho dù là liền nàng đối với, đều phải tạm tránh kỳ phong mang, trước mắt cái này nhưng là có thể hời hợt ngăn lại. Liền Viêm Tôn Đại Đế khi đó, cũng không dám đón đỡ cái loại này cấp bậc kiếm đạo. Lại liền hắn phòng ngự cũng không phá nổi. Diệp Thần lúc này nảy sinh ý rút lui, tên trước mắt so với vậy tốn sức lực lớn mới vừa trấn áp Viêm Tôn, còn muốn mạnh hơn. Hôm nay thần ở khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài, thiên địa của mình áp chế lực cũng là cực kỳ có hạn, cái này đã thoát thân, khó trách không sợ đánh một trận. Diệp Thần nhìn về Linh Nhi, hai tâm ý người nghĩ thông suốt, đều là nhẹ khẽ gật đầu. Vèo. Tóc trắng Linh Nhi lui về phía sau mấy bước áp trận, Diệp Thần tay cầm thiên kiếm lần nữa nghênh chiến, mỗi một lần hàn mang lóe lên, người trước mặt ảnh đều là không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhẹ nhàng né tránh ra. Ta hành động, hoàn toàn bị hắn xem thấu. Ngắm nhìn vậy đen thui như mực con ngươi, Diệp Thần vẻ kinh ngạc xông lên đầu, chẳng lẽ là vậy một đôi tròng mắt. Lại là một cái xuyên qua hư không và ngân hà nhất kích, trước mắt nam mặt nạ không tránh không tránh. Thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đinh! Chẳng biết lúc nào, một đạo mỏng như tờ giấy cát tường nhưng là thay hắn đỡ được Diệp Thần nhất kích, bền chắc không thể phá được cát thuẫn. Đây chính là người cường ngạnh sức lực, trên cao nhìn xuống bóng người nhìn hờ hững nói. Xa xa Chu Hân U không có chút nào nhúng tay sát thí đại đế chiến đấu ý, nhìn phía trước vậy gần như một bên ngã thế cục, nàng tự lẩm bẩm hai con kiến hôi, liền lấy lòng tư cách cũng không có. Đại đế rốt cuộc muốn ở bọn họ trên mình khai thác thứ gì? Đáng chết, ta hiện tại nếu như thi triển chỉ nước một kiếm, bị đối phương tiếp, hậu quả sẽ hỏng bét hơn cao. Diệp Thần nhất kích rơi vào khoảng không, vừa muốn rút người ra trở lui, xem có thể đạt được chỗ, nhưng là mất vậy cát tường người phía sau ảnh. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, ngươi là làm thật không sợ chết. Sát thí đại đế vừa dứt lời. Hắn cánh tay thon dài đã xẹt qua Diệp Thần hai tròng mắt. Ho! Năm ngón tay vững vàng ụp lên Diệp Thần nơi cổ, nhẹ nhàng khép lại, Diệp Thần giữa cổ họng một hồi sóng nhiệt phun trào. Cổ lực lượng kia, ở nơi nào? Sát thí đại đế tiếp xúc tới Diệp Thần ngay tức thì, có thể cảm ứng rõ ràng đến, trên người hắn cũng không thủ hộ giả kim ấn lực, liền liền huyết mạch bên trong, cổ lực lượng kia cũng là cực kỳ yếu ớt. Bất quá Diệp Thần quanh thân có một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng này tựa như đại biểu luân hồi. Diệp Thần sắc mặt đỏ ửng, hì hục ra mấy cái nốt nhạc. Cái gì? Nam mặt nạ hai ngón tay buông lỏng một chút, tựa hồ đang nỗ lực nghe Diệp Thần lời nói. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Đỏ môi son răng Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, quanh thân kinh khủng không gian cắt kim loại lực ngay tức thì bung ra. Thử! Từng đạo khí lưu vặn cổ chợt nổi lên. Sát thí đại đế vậy ụp lên Diệp Thần giữa cổ họng cánh tay trên cát khải ngay tức thì nổ tung, sát thí đại đế bị đau, Diệp Thần chờ đúng thời cơ rút người ra mượn lực trở lui. Cửa không gian. Linh Nhi thanh âm bên tai bạn vang lên, ở Diệp Thần thân hình đập xuống phía sau chỗ, một đạo vết nứt không gian từ từ khuếch trương mở. Không ngoài dự liệu, một kích này, đem sẽ chính xác đem Diệp Thần mang nhập không gian sau đó. Khặc khặc.
một tiếng cười âm lãnh tiệm khởi, rất tốt phối hợp, đáng tiếc, vẫn là không có dùng. Chẳng biết lúc nào, sát thí đại đế bóng người đã dựng thân tại Linh Nhi sau lưng, không người nhận ra được, hắn là lúc nào xuất hiện. Cát buộc, táng, không lận theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm vang lên, Linh Nhi quanh thân, bốn bể bạch sa ngưng kết mà thành vách tường đem Linh Nhi vững vàng khốn buộc trong đó. Thon dài cánh tay phải chậm rãi đưa lên, hướng về phía Cát Tù hung hăng nắm chặt, bốn bức tường vách đá ngay tức thì đè ép. Không! Diệp Thần tiếng gào thét vang lên. Ầm! Một tiếng rên, bạch sa dưới, từng cơn đỏ thấm ra, màu máu mùi vị bắt đầu tràn ngập. Tên kỳ đà! Sát thí đại đế hừ lạnh một tiếng, chính là quay đầu nhìn về Diệp Thần, cả người run rẩy. Diệp Thần mắt lộ ra ý định giết người, trong tay thiên kiếm cũng là trải qua một chút đỏ thắm vẻ. Diệp Thần, ta không ngại, không muốn thất thần trí, chuyên tâm đối địch. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một hồi yếu ớt thanh âm truyền tới, chính là cùng Diệp Thần tâm ý nghĩ thông suốt Linh Nhi. Linh Nhi, vui mừng quá đổi Diệp Thần chán tới giữa khôi phục một chút trong sạch, nhưng chợt vậy buồn để bụng lúc đó, nghe Linh Nhi thanh âm, nàng trạng thái, rất không ổn. Lại cùng cái này chiến đi xuống, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nhìn trước mắt quân lâm thiên hạ nam tử, hắn rõ ràng, hai người tới giữa tu vi chênh lệch căn bản không cách nào vượt qua. Long Uyên thiên kiếm tán làm chấm ánh sao vào cơ thể, Diệp Thần đứng yên. À, xem ra là dự định buông tha chống cự, minh chí lựa chọn. Sát thí đại đế màu bạc dưới mặt nạ theo dõi không phải thật cho, nhưng chợt cũng là thu liễm bộ phận sát ý, khinh bạc nói, ngươi càng muốn sống, ta liền nhất định phải giết ngươi. Ngươi không muốn sống, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, ta thích ngược tới. Thấy Diệp Thần hành động này, hắn lấy là trước mặt người trẻ tuổi này bởi vì đồng bạn chết trận đã tâm như cho tàn. Nói một chút đi, thủ hộ giả giao phó cho chuyện ngươi. Sát thí đại đế lúc này hỏi. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta trách nhiệm chính là thay thế hắn, trấn thủ tuyệt cảnh. Hắn còn nói. Nơi này hết thảy đều là ta, có một vài chỗ dấu ẩn có đại cơ duyên. Tiếp tục, nhưng là ở nơi nào hắn vậy chưa nói, chỉ là dặn dò ta trước mắt tu vi nhỏ yếu, không để cho đến gần. Ta từng tập trung khí thế tuyệt cảnh thiên địa lực điều tra. Vẫn là không thu hoạch được gì. Diệp Thần nghiêm túc lắc đầu một cái, hai tay chia ra, bày ra không thể làm gì ý. Sát thí đại đế trong mắt bên trong thoáng qua một chút sát ý, thằng nhóc. Ngươi thật lấy là bản đế không dám giết ngươi. Diệp Thần nhưng là đứng dậy, mở miệng nhẹ giọng nói, ta ở chờ thời cơ, ngươi đang chờ cái gì? Trong nháy mắt, bạch sa trên cánh đồng hoang vu, dị biến nổi lên. Chỉ gặp Diệp Thần lúc trước võ đạo luân hồi đồ cắt ra không gian bên trên, một cổ kinh khủng hơi thở cuốn tới. Diệp Thần vốn định tìm hoang lão và hỗn độn lôi đế ra tay, cũng hoặc là nghĩ biện pháp câu thông nhâm phi phàm, có thể ngay vừa mới rồi. Linh Nhi thanh âm cũng ở đây Diệp Thần vang lên bên tai. Diệp Thần, nhâm tiền bối hẳn không kịp, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tên này lai lịch chúng ta thượng không biết, như vậy mạnh mẽ thực lực sợ rằng không thể chiến đấu. Ta có một cái biện pháp, cũng là duy nhất biện pháp, người mượn hư bia bùng nổ luân hồi huyết mạch, xây dựng không gian tọa độ, liên thông chín đỉnh. Ngươi là dự định, xiềng xích có thể trấn áp phiêm tôn, tất nhiên cũng có thể dọa lui cái này. Có thể được không, một khi lỡ tay, chúng ta coi như nhất định có thể. Từ thủ hộ giả sau cùng dặn dò tới phân tích, cái này khí thế tuyệt cảnh một mặt là vì trấn áp đồng xanh hắc quan mà xây, mặt khác chính là lúc ấy đem những ngày đó đạo không cách nào chu diệt tích chữ đang trấn áp. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần suy đoán, còn muốn xem tình huống cụ thể như thế nào. Ngay tại lúc này, hai cây màu vàng nhạt quấn liên phá không mà ra. Hướng sát thí đại đế quất mạnh tới. Ừ, cảm nhận được trên đó màu vàng con dấu hơi thở, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, Cát Thuẫn ngưng dậy, đem tự thân vững vàng bao vây. Phá không mà đến quấn liên chỉ là nhẹ nhàng liền vung, chính là tùy tiện đem vậy sát thí đại đế Cát Thuẫn quất tan tành. Một cái khác quấn liên hướng thân thể thẳng khốn khóa tới. Hơi thở này, lại vẫn có thể cảm ứng được ta tồn tại. Thủ hộ giả lực lượng lúc đầu ở chỗ này. Loãng màu vàng nhạt dấu vết dung nhập vào quấn liên, tựa hồ đối với dị động tồn tại có bản năng săn giết lực, lại là nhẹ nhàng liền vung, quất vào sát thí đại đế trên lưng.
Sắc sắc. Một roi thẳng đem thân thể quất bể, tán làm một bãi bạch sa bắn tung tóe dậy từng cơn vầng sáng trắng. Kết thúc. Ngay tại Diệp Thần kinh ngạc để gặp, cách đó không xa, từng cơn bạch sa phun trào, rốt cuộc lại là ngưng kết thành người đàn ông đồ đen hình dáng. Quả nhiên, cái này cường đại ngoại hạng, cái này vô biên bạch sa cánh đồng hoang vu, đều là hắn lực lượng biến thành, ở mảnh thiên địa này, rất khó chân áp hắn. Sát thí đại đế bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ như vậy tư thái chọc giận hư không một chỗ khác quấn liên, cả tòa không gian chậm rãi rạn nứt. Rắc rắc, rắc rắc, chín trời bể tan tành, thiên đạo hơi thở cuối ra, lại là hai cây màu vàng nhạt quấn liên kéo dài tới, hướng về phía sát thí đại đế công phạt tới. Như có thể hấp thu cổ lực lượng này, liền có thể chân tránh rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sát thí đại đế nhìn màu vàng nhạt năng lượng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, thủ hộ giả lực lượng, chính là hắn mơ tưởng tồn tại. Cấm. Giữa trường hạt cát cuồn cuộn, vô cùng tận bạch sa ngưng tụ, hóa thành từng cái giữ tợn bàn tay hướng trên chín tầng trời quấn liên vững vàng bắt đi. Hôm nay ngươi quay về bản đế. Cát nắm giữ chặt quấn liên trong nháy mắt, sát thí đại đế ánh mắt bên trong hiện ra một chút cuồng nhiệt vẻ. Ừ, đây là. Nháy mắt tức thì, giống như nước lũ và mãnh thú dị đoan lực, đem cát trưởng hòa tan, sát thí đại đế bổn tôn trợn to con ngươi, thâm thúy không thấy đáy trong con ngươi, lần đầu tiên nổi lên kiêng kỵ ý. Không thể nào, không thể nào, thân hình liền liền thụt lùi, khó có thể tin nhìn trước mắt tản ra phong cách cổ xưa hơi thở quấn liên, đờ đẫn nói. Liền liền xa xa Diệp Thần cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này mạnh như quá thần to lớn nam tử giờ phút này sâu đậm cảm giác vô lực, cho dù là vậy ngăn cách hơi thở bằng bạc mặt nạ, cũng là khó nén thất lạc. Oanh! Lại là một hồi kinh thiên nổ vang, trên chín tầng trời, đồng xanh hắc quan một góc như ẩn như hiện. Diệp Thần thấy vậy, ngay tức thì lông tơ chợt nổi lên, vật này hắn nhưng mà không thể quen thuộc hơn nữa, lưng đeo lớn như vậy khủng bố vật một đường tới. Suy nghĩ một chút đều là nghĩ mà sợ. Quả nhiên, tựa hồ là chứng thực trong lòng phỏng đoán, sát thí đại đế giọng hơi có vẻ phức tạp, hướng về phía Diệp Thần nói, thì ra là như vậy, nếu vị kia lựa chọn ra đời, hôm nay liền lưu ngươi một mạng, chúng ta còn sẽ gặp lại. Lần sau gặp nhau, chính là bản đế lấy mạng lúc. Người đàn ông đồ đen chỉ là để lại một câu hời hợt nói, thân hình chính là hóa thành một đoàn rời rạc rủ xuống không gặp. Xa xa âm thầm xem cuộc chiến Chu Hân U mắt gặp chủ tử nhà mình rút đi, mặc dù kinh ngạc trên chín tầng trời tới vật, nhưng vậy hiểu được lợi hại, thân hình cũng là sau đó tản đi. Dù là Diệp Thần thần thức mở hết, vậy như cũ không tìm được nửa điểm tung tích, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới buông xuống phòng bị. Trên chín tầng trời màu vàng đen quấn liên giống như long dọn ra quanh quẩn lượn lờ, không ngừng tìm tóm trước lúc trước đại đế tung tích. Mau thả ta đi ra. Linh Nhi thanh âm truyền tới, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện cát tù bên trong, thiếu nữ còn bị khốn trong đó. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Diệp Thần sau lưng sơn hà bay lên, trăng tròn ánh chiếu, cường đại cắt kim loại lực từ cát tù để bay lên, đem vậy bạch sa toàn bộ bốc hơi. Vù vù. Ngay tại Diệp Thần vận dụng võ đạo luân hồi đồ phá Linh Nhi phong ấn để gặp, hư không dị đoan chín đỉnh giống như là được con ngươi lực lượng thần bí cảm cho đòi. Đạp không tới. Liền liền thiếu nữ trước mắt cũng là chưa từng gặp qua dị tượng bực này, một ngọn núi vượt qua thời không tới, hướng Diệp Thần. Một tiếng rên, chui vào Diệp Thần sau lưng sơn hà bên trong, cùng trong chốc lát, trên chín tầng trời tám sợi quấn liên theo đỉnh tới, dắt ẩn chứa hạo hàn khí tức kinh khủng đồng xanh hắc quan đồng loạt tràn vào bức họa bên trong. Cái này, Diệp Thần cùng Linh Nhi ngay tức thì sững sờ. Mới vừa thoát khỏi đại khủng bố, trong thoáng qua lại là trở về. Diệp Thần, khí thế tuyệt cảnh thật giống như lõm vào ngươi. Võ đạo luân hồi đồ bên trong. Linh Nhi lau mặt một cái trứng mà lên vết máu, nặn ra một cái nụ cười khó coi. Sát thí đại đế, rốt cuộc muốn tìm gì? Vì sao trấn áp đồng xanh hắc quan đỉnh thứ 9, sẽ cùng võ đạo luân hồi đồ thế giới tương liên tiếp? Thủ hộ giả trước khi lâm chung, có quá nhiều nói chưa từng đối hắn nhắc tới. Diệp Thần đối với khí thế tuyệt cảnh và vậy mấy tòa cự phong sinh ra sâu đậm nghi ngờ. Có lẽ, có người biết trong này sâu xa. Linh Nhi hai tay nhờ tai, lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Người nói là, Tôn Lão. Diệp Thần cũng nghĩ đến Tôn Linh thiên tộc, cai tộc thuật bói toán có thể đẩy nhân quả, thực là nghịch thiên.
nhưng chợt hắn lại rơi vào trầm tư, vẫn nhớ được khi đó hỏi tới khí thế tuyệt cảnh tương quan lúc đó, cụ già một bộ không muốn nhắc tới diễn cảm, cái này ẩn chứa trong đó quá nhiều bí mật. Có lẽ, sẽ gặp phải kinh khủng cắn trả. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ nguyện ý. Linh Nhi đối với Diệp Thần ý nghĩ trong lòng lại sao sẽ không biết, cái này cho dù là trải qua vạn kiếp, sâu trong đáy lòng vậy một chút có lòng tốt, không bao giờ từng tắt. Diệp Thần vừa muốn mở miệng, một giọng nói nhưng là ở sau lưng Sơn Hà thế giới bên trong vang lên. Thủ hộ giả, xin hiện thân vừa gặp. Diệp Thần không khỏi được một hồi kinh ngạc, đỉnh thứ 9 bên trên, còn có dấu người. Hướng về phía Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, thiếu nữ ngầm hiểu, tại chỗ biến mất, trốn vào Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong. Kỳ quái, thanh âm này, cái này kêu gọi. Diệp Thần con ngươi không khỏi được nhìn về đã từng là chín đỉnh đỉnh, tòa kia chưa từng du ngoạn mà lên hào phóng đài. Ca, ca, bằng gỗ thang cấp một đường kéo dài tới đỉnh, tiếng bước chân cũng là sau đó truyền ra, ở đó cuối chỗ, ngày xưa hào phóng dưới đài mình đã biến mất không gặp. Cũng vậy, ta hôm nay là tuyệt cảnh thủ hộ giả, chín đỉnh tới giữa, đại khả đi được. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần sải bước lên, hắn vậy rất là muốn gặp vừa gặp, đạo thanh âm kia chủ nhân. Người tới, theo từng bước một hướng lên, cuối cùng vậy không từng lên đỉnh hào phóng trên đài, một bóng người ngồi ngay ngắn, trước người của nó trà mùi thơm khắp nơi. Ngồi, Diệp Thần kinh hãi phát hiện, trước mặt cái này yên lặng mình nam tử, chính là lúc trước hào phóng đài để. Lực kháng mà không được một cái khác Diệp Thần. Ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Ta là cái này khí thế tuyệt cảnh linh, chỉ có đây tuyệt cảnh kế cận tan vỡ cũng hoặc là cực kỳ trọng yếu lúc đó, mới biết hiện ra. Diệp Thần cả kinh, nhưng là nghe được trước mặt vậy cùng mình độc nhất vô nhị nam tử mở miệng nói, ta bản vô hình, nhìn thấy người thứ nhất là ngươi, cho nên liền lấy bộ dáng này tồn tại. Thủ hộ giả nhất mạch tuyệt tích, nếu không phải có thể là... Ta nhiệm vụ chính là hoàn toàn táng diệt tuyệt cảnh. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, ta đã thành là thủ hộ giả, sao sẽ như vậy? Trước mặt ngồi ngay ngắn Diệp Thần nhưng là mở miệng giải thích, người bớt thì giờ liền thủ hộ giả truyền thừa lực dung nhập vào 8 sợi thông thiên liên trấn áp thần quan, tích trữ tại thân mình, vốn là yếu ớt thủ hộ giả kim ấn lực, vậy theo lúc trước cùng vậy sát thí đại đế đánh một trận một số gần như khô kiệt. Cho nên ta mới biết tỉnh lại ý thức. Người biết làm gì? Diệp Thần ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hoàn toàn táng diệt khí thế tuyệt cảnh, ta vốn là một viên bom hẹn giờ, dùng để diệt tuyệt thần quan, thủ hộ giả nhất mạch truyền thừa vết nứt, chính là ta xuất thế lúc. Diệp Thần truy hỏi nói, ta lúc trước hành động này, kích phát ngươi cơ chế, khí thế tuyệt cảnh cho rằng đồng xanh hắc quan và những cái kia bị kẹt người muốn thoát khốn. Đúng vậy, hơn nữa, ta không phải ta, cho nên một khi tỉnh lại, không có lý do gì dừng lại. Một cái khác Diệp Thần mỉm cười nói. Qua đoạn thời gian, như là người thủ hộ kim ấn lần nữa sáng lên, tuyệt cảnh có thể tích trữ tức, ngược lại, người cùng tuyệt cảnh sẽ chung nhau vẫn diệt. Diệp Thần ngẩn ra, tự mình tới khí thế tuyệt cảnh cái này là tìm một cái mìn định giờ. Cần ta làm gì? Diệp Thần thẳng hỏi, cái này nếu mời mình hiện thân vừa gặp, liền khẳng định còn có hy vọng. Diệp Thần vẫn là mỉm cười nói, lúc trước đánh một trận. Sát thí đại đế đoạt ngươi bộ phận thủ hộ giả kim ấn lực, đem hoàn toàn trấn áp, này cục có thể rõ ràng. Cho nên, ngươi nếu không trấn áp vậy sát thí đại đế, ngươi sẽ chết. Ngươi mới vừa rồi tại sao phải giúp ta? Diệp Thần mặt không cảm giác, hỏi. Ta tồn tại là vì thần quan ở giữa một ít nhân quả. Nếu như trước thời hạn, chính là vi phạm tuyệt cảnh đứng đầu ý chí. Diệp Thần tay áo vung tay lên, chẳng biết lúc nào. Ngồi xuống trà đài giống nhau đã biến mất không gặp, còn sót là 8 liên chấn động khóa đồng quan cảnh. Ta hiểu ý. Diệp Thần xoay người định rời đi, nói cách khác, chỉ có đầy đủ thời gian, chấn áp sát thí đại đế. Dưới mắt xem ra, hắn khẩn cấp cần muốn người này nơi có tình báo. Nếu như đồng xanh hắc quan bên trong đồ xuất thế, người có mấy phần chắc chắn. Nếu là tuyệt cảnh chủ lưu lại cuối cùng một tay bài, Diệp Thần muốn biết. Lấy mạng đổi mạng phần thắng có bao nhiêu? Trước mặt Diệp Thần nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay, một thành. Diệp Thần con người đông lại một cái, bất đắc dĩ nói, thành thủ hộ giả, còn muốn bị đây tuyệt cảnh nơi kiềm chế. Lần này coi như là hoàn toàn chọc tới thoát không ra nhân quả. Ngay tại lúc này, một mực im lặng hỗn độn lôi đế lên tiếng, đây đối với ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt,
ngươi có đầy đủ thời gian trấn áp sát thí đại đế, mà một khi trấn áp sát thí đại đế, liền đại biểu hoàn toàn lấy được khí thế tuyệt cảnh thừa nhận, cái này bên trong tất nhiên có chỗ tốt. Ta ở luân hồi mộ địa quan sát hồi lâu, ta khẳng định, khí thế tuyệt cảnh tuyệt đối là nghịch thiên vật. Diệp thần suy nghĩ một chút, lại nói, có thể vậy sát thí đại đế thực lực ngươi cũng nhìn thấy, ngươi xác định ta có thực lực chống lại. Trừ phi mượn xem nhâm tiền bối như vậy tồn tại lực lượng. Hỗn độn lôi đế dừng lại chốc lát, nói, nếu như ngươi đạt được lôi bia, có lẽ có cơ hội đối với kháng sát thí đại đế. Cho nên, dưới mắt, mau sớm đi thiên lôi thần phong, tìm được lôi bia. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, lẩm bẩm nói, cũng đúng, đã như vậy, cứ dựa theo tiểu thảo cho vậy đạo hình ảnh, đi tìm lôi bia đi. Cũng không biết lần này lôi bia, có thể để cho ta thức tỉnh cái gì thần mạch. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, biến dạng hư không, biến mất ở nơi này một mảnh giới. Diệp thần chuyển kiếp một mảnh không gian, trực tiếp vận dụng hư bia lực lượng, đem phía trước không gian mảnh vỡ trực tiếp đông, đổi thành một cái thật dài lối đi. Còn hắn thì dọc theo cái lối đi kia, đi sấm xét thế giới. Diệp thần bay vào vậy một phiến rộng rãi tầng mây, cùng trước kia tiểu thảo dẫn động giống nhau như đúc, hắn có thể nghe được bên tai có sấm xét không ngừng nổ ầm, điện quang hoác hoác, khí thế vô cùng. Khoảng chừng trong nháy mắt, hắn liền vận dụng cực nhanh thân pháp, tránh ra trăm ngàn đạo lôi đình. Bành! Hắn cả người lóng lánh màu vàng kim sáng bóng, Phật quang hộ thể, vô cùng mạnh mẽ, di động gian giống như tuệ tinh rơi xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền xuyên qua cái này một tầng tầng mây. Làm trước mặt hắn bỗng nhiên đổi được rộng rãi lúc đó, vậy đi tới vậy một phiến lôi biển, cuối cùng là gặp được thần hồn đạt tới hòn đảo. Thiên lôi thần phong lại là bay lên không. Hỗn độn lôi đế thấy cảnh tượng như vậy lúc đó, cũng không khỏi làm kinh ngạc. Tòa kia hòn đảo thật là bát ngát đến tràn đầy vô biên tế, thần quang dọn ra, từ vậy vô tận hư không chỗ sâu, có một từng đạo sấm qua lại ra, thỉnh thoảng lóe lên, biến thành hung ác tia chớp. Có thể nói thiên lôi thần phong vòng ngoài, chính là một phiến lôi vực, nguy cơ trùng trùng, mười phần hung hiểm. Diệp thần thần sắc vậy trở nên có chút ngưng trọng. Xem ra hắn còn phải nghĩ biện pháp xuyên qua nơi này mới được. Mà đang ở Diệp thần dự định thử nghiệm lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng chợt từ vậy lôi trên không hạ xuống. Ngươi là người nào, không lôi tu người không thể đến gần thiên lôi thần phong, còn không mau mau rời đi. Diệp thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy đầy trời tử lôi trong đó, có một tên áo bào xám người trung niên đi ra, hắn trên người có ngàn vạn đạo sấm sét xen lẫn. Để cho hắn nhìn qua giống như một tôn người khổng lồ viễn cổ. Không lôi tu người không thể tiến vào. Diệp thần nhíu mày một cái, hắn cũng không phải là lôi tu, nhưng là cũng không có rất đến gần chứ. Chẳng lẽ cái này thiên lôi thần phong ngoài ra khu vực, cũng chỉ có lôi tu mới có thể đi qua sao? Không chờ Diệp thần mở miệng nói chuyện, tên kia áo bào xám người trung niên ánh mắt quét một vòng hắn, chợt trở nên có chút khinh thường. Cứ như vậy thực lực còn dám tới thiên lôi thần phong. Cho dù ngươi là lôi tu, vậy không xông qua cái này núi thần vòng ngoài lôi vực, vẫn là thừa dịp còn sớm trở về đi thôi. Vậy áo bào xám người trung niên tính tình so với thẳng, nói chuyện vậy không chút khách khí. Mà Diệp thần chính là lắc đầu một cái, không, ta tới chỗ này chính là vì thiên lôi thần phong tới. Sẽ không trở về. Áo bào xám người trung niên nghe vậy, sững sờ một chút, chợt vui vẻ cười to đứng lên. Hắn sau lưng vậy truyền đến mấy đạo tiếng cười, lại có mấy người đi ra, bọn họ hơi thở mạnh mẽ, trên mình vây quanh đủ các loại lôi quang. Người cái loại này còn kiến hôi, còn muốn tiến vào thiên lôi thần phong. Chẳng lẽ là đang nằm mơ chứ? Không phải lôi tu, liền có thể cút. Những người đó đều là lưu lại ở cái này phiến lôi vực trong đó rèn luyện thân thể, bọn họ là hết sức hắn thuần túy lôi tu, đối với bọn họ mà nói, cái này thiên lôi thần phong chính là tu luyện thánh địa. Cái gì chư thiên vạn giới, thái thượng thế giới, tại bọn họ mà nói, không có nửa điểm hấp dẫn. Chỉ có sấm sét mới có thể làm cho bọn họ chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Diệp thần không có để ý bọn họ, mà là triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm, nồng nặc huyết quang bay lên không, nhất thời có huyết long chiếm cứ, oai hùng phi phàm. Làm vậy cái huyết long chậm rãi mở ra mắt rồng lúc đó, tại chỗ lôi tu. Lại có thể cảm giác được một hồi kinh hãi run sợ lực lượng. Tên này là ai, thực lực sợ rằng không kém à? Không biết, nhưng là cái này huyết long hồn phách,
đúng là cực kỳ cường hãn. Ha ha, nếu như thả vào ngoại giới, còn có thể có uy phong, ở chỗ này. Sợ rằng không được. Những cái kia lôi tu có kinh ngạc, không hề tiếc, còn có người liếc mắt một cái sau đó, liền lần nữa tiến vào lôi vực, tiếp tục mình tu luyện. Diệp Thần chính là tập trung tâm thần, bộc phát ra cực mạnh một kiếm thần uy. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Một vòng mặt trời gay gắt bay lên, giống như vạn trượng ánh sáng, lóng lánh cực kỳ. Hắn đón vậy vô tận lôi quang bạo chém đi, mặt trời gay gắt ngang dọc vô địch, bước ngang qua mấy trăm dặm, chính thức cùng lôi quang gió bão tạo thành đối kháng. Nhưng là vậy vô số đạo lôi quang tạo thành lôi vực, phảng phất là bị chọc giận sư tử đực, sấm sét nhất thời đổi được càng mãnh liệt. Diệp Thần thấy không ổn, quả quyết lui tới xa xa. Hắn trơ mắt nhìn những cái kia sấm chớp mưa bão hội tụ thành một tấm ngút trời miệng to, đem vậy một vòng màu máu Thái Dương toàn bộ nuốt mất, nhất thời bị nghiền thành mảnh vỡ, biến mất vô ngân. Lực lượng thật là đáng sợ. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Bộ phận lôi tu phát ra tiếng cười rộ, giễu cợt Diệp Thần không biết trời cao đất rộng, nếu như muốn lần nữa xông vào, sợ rằng cuồng bạo sấm sét đem sẽ ảnh hưởng đến thân mình. Áo bào xám người trung niên lắc đầu một cái. Đối với Diệp Thần lỗ mãng hành vi từ chối cho ý kiến. Nơi này là Thiên Lôi Thần Phong vòng ngoài sấm chớp mưa bão không gian, từ ra đời dậy vậy liền sẽ một mực tồn tại, nếu như muốn tiến vào núi thần trong đó, thì cần xông qua cái này phiến lôi vực gió bão, chỉ muốn thành công một lần, sau này là được thông suốt không trở ngại, còn có thể ở chỗ này cùng gió bão bên trong chui luyện thân xác, tăng cường thực lực. Tên kia áo bào xám người trung niên, cuối cùng hay là cho Diệp Thần giải thích một phen. Lúc này mới làm hắn bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, sấm chớp mưa bão chỉ có chính thống lôi tu mới có thể xông vào. Ta vừa thấy liền biết ngươi là kiếm tu, thực lực đã định hình. Hay là trở về thật tốt suy nghĩ đi, nếu như ngươi thật muốn đi vào Thiên Lôi Thần Phong, vậy thì phải làm cho tốt trở thành lôi tu chuẩn bị. Áo bào xám người trung niên là đang tìm người trong đó lý lịch so với lão lôi tu, thực lực vậy đặc biệt hùng hậu. Sau đó thì có trẻ tuổi khí thịnh lôi tu giễu cợt nói, Vương huynh, ngươi cùng cái loại này người lỗ mãng nói như vậy nhiều làm gì, nhưng hắn tự sanh tự diệt tốt lắm, cái này trăm ngàn năm qua muốn xông vào trong đó lấy được bảo tàng những tu sĩ khác không có hơn ngàn, cũng có mấy trăm, đều là tới tìm chết. Tên kia lôi tu sau khi nói xong, liền lần nữa tiến vào lôi vực trong đó. Áo bào xám người trung niên nhìn xem Diệp Thần, nói lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Liền xoay người lại tu luyện. Diệp Thần đứng ở lôi vực bên ngoài, rơi vào trầm tư. Như nếu thật dựa theo áo bào xám người trung niên nói như vậy lần nữa trở về, vậy không biết được chờ bao lâu, mới có thể lần nữa đi tới chỗ này. Hắn cũng không sẽ cam tâm. Lôi đế ngươi có biện pháp gì không? Diệp Thần trầm xuống tâm thần, đi liền hỏi hỗn độn lôi đế. Mà luân hồi mộ địa bên trong hỗn độn lôi đế, yên lặng hồi lâu. Tiếp mà nói, ta mới vừa vậy quan sát cái này tình huống chung quanh, nơi này có cường đại quy tắc hạn chế, quả thật chỉ có lôi tu mới có thể đi vào trong đó, ngươi cho dù có nghịch thiên luân hồi huyết mạch, nhưng cũng là không thỏa mãn điều kiện. Nếu như ta bây giờ muốn trở thành lôi tu đâu? Diệp Thần bỗng nhiên lúc này hỏi. May là hỗn độn lôi đế nghe nói như vậy, cũng không khỏi được trầm mặc. Mọi người đều biết, tu luyện phương hướng là thời niên thiếu liền làm xong. Có người lựa chọn trở thành tu sĩ, chuyên tâm tại kiếm đạo, đao đạo thương đạo cùng cao nhất binh khí chi đạo. Cũng có người chọn trở thành băng tu, lửa tu, đất tu các loại, nhưng này cùng tu sĩ, cần phải cải biến tự thân linh lực phương thức vận chuyển, cùng thiên địa tướng phù hợp, mới có thể theo dõi đến thiên địa nguyên tố bí ẩn. Nếu như phải cải biến phương thức tu luyện, cũng có đường khả tuần, tỉ như kiếm tu muốn thay đổi là đao tu, bước đầu tiên chính là phải cải biến vũ khí trong tay. Từ kiếm đổi được đao, chỉ là thuận tay sự việc, nhưng nếu là muốn từ kiếm tu đổi là lôi tu, thì cần phải cải biến thể chất, lần nữa cảm ngộ thiên địa tự nhiên lực lượng, này chờ thêm trình, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hình thành. Bất quá loại tình huống này, chỉ là đối với phần lớn tu sĩ mà nói. Mà đối với như vậy kinh thế yêu nghiệt, thì không thể theo lẽ thường bàn về. Nếu như người muốn lập tức trở thành lôi tu, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Hỗn độn lôi đế suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Lời này hiểu thế nào? Diệp Thần truy hỏi. Nếu như muốn trở thành là lôi tu, đơn giản nhất trực tiếp phương thức chính là lấy sấm sét rèn luyện thân xác,
thẳng đến máu trong đó chảy xuôi lôi đình lực, liền trở thành lôi tu. Chỉ bất quá rất nhiều người đều không cách nào chịu đựng qua sấm sét bạo kích, từ đó lựa chọn lấy càng vòng vèo phương thức, trải qua tầng tầng tu luyện, sửa đổi thân xác, hấp thu sấm sét khí. Bất quá từ xưa tới nay cũng có người trực tiếp tiến vào sấm sét tinh, đã biết rèn luyện thân xác, cuối cùng trở thành cường đại lôi tu. Muốn phải đi qua lần này quá trình, không chỉ có cần vô địch thân xác cơ sở còn cần có ý chí cường đại. Hỗn độn lôi đế đơn giản giải thích một phen, chính là muốn nhường Diệp Thần rõ ràng, hắn có lẽ có trực tiếp trở thành lôi tu thân xác cơ sở, nhưng ý chí đồng dạng là mấu chốt nhân tố. Được, ta hiểu ý. Hắn ở một nơi lâm không ngồi xuống, rút lui đi tất cả thần thông hộ thể. Hỗn độn lôi đế rõ ràng liền hắn ý, nhất thời ánh mắt xét một cái. Tên này quả nhiên là không sợ chết à, mình đều nói được như vậy rõ ràng, hắn lại còn muốn tại chỗ rèn luyện, lột xác thành lôi tu. Bất quá từ cổ chí kim, phàm là người thành đại sự, đều có làm đứt là đứt, thừa thắng truy kích quyết đoán. Thằng nhóc này thành công là một đời bá chủ tư chất. Được, hôm nay ta liền giúp ngươi một tay, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là phải xem chính ngươi ý chí cùng tạo hóa. Dẫu sao xem ngươi cường đại như vậy kiếm tu, muốn lần nữa luyện được sấm sét khu, có thể so với người bình thường cùng nguy hiểm rất nhiều. Hỗn độn lôi đế hai tay huy động, hắn tay trái lộ ra, năm ngón tay đều dương, toàn mặc dù có chấn động hơi thở lộ ra ra, hóa là ngưng lúc chùm ánh sáng, lập tức liền góp nhặt không thiếu tán lạc sấm sét.